Người tải, kêu gọi ta. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong óc, đứt quãng, nghe được một cỗ sâu lắng thanh âm. Huyền Yêu lão tổ, là ngươi sao? Diệp Thần kinh hỉ. Là ta, đã lâu không gặp. Huyền Yêu lão tổ thanh âm chậm rãi rõ ràng, truyền đến Diệp Thần trong óc. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong óc, cũng xuất hiện Huyền Yêu lão tổ thân ảnh, hai con ngươi sắc bén mà khắc sâu, nhưng trong mắt mang máu, áo bào bên trên cũng mang máu, tựa như đã trải qua cái gì đại chiến. Tại Huyền Yêu lão tổ chung quanh, là một mảnh vô cùng mênh mông, lại băng lãnh tĩnh lặng đại vũ trụ bên trong tựa như ẩn nấp lấy vô tận ma vật, tình cờ có sao băng thổi qua, theo tinh thể bên trên nứt ra một con mắt con, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Huyền Yêu lão tổ, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần mơ hồ thấy không thích hợp. Ta bị vây ở đế rơi vũ trụ. Huyền Yêu lão tổ thở dài một tiếng. Đế rơi vũ trụ. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong truyền thuyết đế rơi vũ trụ, là thập đại cổ thần khí một trong, truyền thuyết là thiên mẫu nương nương tự tay chế tạo siêu cấp thần khí, uy lực to lớn, đủ để cho thiên đế ngã xuống, cho nên gọi đế rơi vũ trụ. Đơn thuần theo lực sát thương cùng lực phá hoại đến xem, thập đại cổ thần khí bên trong, đế rơi vũ trụ là kinh khủng nhất, cường đại nhất. Kiện thần khí này đáng sợ đến có thể cho thiên đế ngã xuống, nhưng hết thảy, đều ở trong đó trầm luân, ma diệt. Huyền Yêu lão tổ gật đầu nói, ta trước đó nghe nói, tại Hắc Ám xâm lâm bên trong, có đế rơi vũ trụ tung tích, liền đi tới điều tra. Cái kia đế rơi vũ trụ, hoàn toàn chính xác liền giấu ở Hắc Ám xâm lâm bên trong, nhưng ta bởi vì một số ngoài ý muốn, vô ý rơi vào đế rơi vũ trụ thâm uyên, bây giờ bị nhốt ở chỗ này, trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi, cho nên ta trước mấy ngày nghe được ngươi kêu gọi, cũng không cách nào đáp lại. Bởi vì thanh âm của ta, khó mà đột phá đế rơi vũ trụ hạn chế truyền đi, nhưng ngươi bây giờ thế mà có thể nghe được thanh âm của ta, cũng xem như kỳ tích. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới Huyền Yêu lão tổ, sẽ bị kẹt ở đế rơi vũ trụ. Hắn bây giờ có thể cùng Huyền Yêu lão tổ liên lạc, tự nhiên là bởi vì có Tiểu Cấm Yêu trợ lực. Diệp Thần, ngươi không cần lo lắng, lại cho ta chút thời gian, ta có khả năng tự động thoát khốn ra ngoài. Huyền Yêu lão tổ cười nhạt một tiếng, cũng là có chút thoải mái, đối với mình thực lực cũng có lòng tin, tin tưởng có khả năng thoát khỏi đế rơi vũ trụ gông cùng xiềng xích, thuận lợi thoát thân. Huyền Yêu lão tổ, vậy ngươi có thể đến cẩn thận một chút, nghe nói này đế rơi vũ trụ, liên thiên đế cũng có thể diệt sát a. Diệp Thần biết đế rơi vũ trụ lợi hại, nghĩ thầm Huyền Yêu lão tổ bị nhốt ở đây, nhất định phải nghĩ biện pháp thi cứu, dĩ nhiên không phải hắn đi cứu, dù sao lấy hắn thực lực trước mắt, nếu là đi đến đế rơi vũ trụ, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần dự định đem tin tức cáo tri Nhậm Phi Phàm, nhưng Nhậm Phi Phàm ra tay xử lý. Huyền Yêu lão tổ cũng không biết Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ, cười hỏi. Người khổ như vậy tâm liên lạc ta, là có chuyện gì? Diệp Thần vội vàng nói, là luân hồi sách núp cơ sự tình. Hắn đem chính mình kế thừa luân hồi sách bản vẽ, đến đại lượng bảo tàng, dự định chính thức bắt tay chế tạo luân hồi sách sự tình, đơn giản nói với Huyền Yêu lão tổ một lần. Muốn rèn đúc luân hồi sách, bước thứ nhất liền là đúc cơ, muốn trước nhường luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, tại chủ thế giới bên trong cắm rễ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có trước đặt nền móng, mới có thể mở dương bước kế tiếp chế tạo. Căn cứ Nhậm Phi Phàm suy tính, thích hợp luân hồi sách đúc cơ chỗ, cùng sở hữu ba cái, Huyền Yêu lão tổ lãnh địa, Huyền Yêu tế thiên đài, liền là ba cái địa điểm một trong, mà lại là thích hợp nhất một cái. Mặt khác hai cái địa điểm, Long Thần Thiên Uyên đảo phiêu miểu không thể nghe thấy, Hoàng Đồ Tinh lại quá mức nguy hiểm, dễ dàng bại lộ. Ngươi lại muốn bắt đầu chế tạo luân hồi sách. Huyền Yêu lão tổ cực kỳ chấn động, hắn biết luân hồi sách lợi hại cùng nghịch thiên, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy, liền có chế tạo luân hồi sách dự định. Huyền Yêu lão tổ, Nhậm tiền bối nói, ngươi nơi này là phong thủy bảo địa, thích hợp vì luân hồi sách đúc cơ, cho nên ta nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng. Diệp Thần trịnh trọng nói ra, luân hồi sách đúc cơ, đây là thiên đại sự tình. Các ngươi lại muốn tại địa bàn của ta đúc cơ, đây là ta không có nghĩ tới. Ngô, Nhậm huynh nói không sai, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa, lòng đất địa mạch, nhưng thật ra là một vị viễn cổ cường giả lưu lại huyết mạch. Nói đúng ra, không phải huyết mạch, hẳn là một đầu tóc đi. Huyền Yêu lão tổ chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia tuyên cổ thần bí. Tóc,
Diệp Thần ngây ngẩn cả người, hắn đã sớm cảm giác được, Huyền Yêu Tế Thiên Đài dưới địa mạch, có chút cổ quái, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là một đầu tóc. Đúng vậy, đầu này tóc, là một cái gọi Tẩy Mộng Yên Lam nữ tử lưu lại. Cái này Tẩy Mộng Yên Lam, người chắc chắn chưa từng nghe qua tên của nàng, bởi vì Đạo Tông Đại Chủ Tể, nắm nàng hết thảy thiên cơ dấu vết toàn bộ chặt đứt. Thậm chí khả năng liền Đại Chủ Tể chính mình, tương quan trí nhớ đều bị chảm diệt, hắn là muốn Thái Thượng Vong Tình, chém giết Tẩy Mộng Yên Lam hết thảy dấu vết, bao quát trí nhớ của mình. Đại Chủ Tể tự tay giết chết nàng, nàng bỏ mình vẫn diệt, chỉ để lại một đầu tóc, mai táng tại đây bên trong. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện nơi này, cũng thành lập một cái tế đàn chấn thủ, nghĩ đến xem có thể hay không rút ra một điểm viễn cổ chúc phúc, nhưng cũng tiếc từ đầu đến cuối không có được cái gì hồi báo. Huyền Yêu lão tổ nói đến chuyện cũ, thanh âm mang theo thổn thức. Diệp Thần triệt để ngây dại, Tẩy Mộng Yên Lam, Đại Chủ Tể. Đây là có chuyện gì? Huyền Yêu lão tổ nói, ta chỗ nhìn thấy đi qua, liền là Tẩy Mộng Yên Lam trung tình Đại Chủ Tể, nhưng Đại Chủ Tể không muốn tiêm nhiễm tơ tình, liền trực tiếp nắm Tẩy Mộng Yên Lam giết đi. Tẩy Mộng Yên Lam là viễn cổ đại thần, nàng thần gào to thần tình yêu, là thế gian hết thảy tình cảm cùng mỹ hảo biểu tượng, là tình yêu nam nữ thủ hộ chi thần. Nàng tồn tại, vì viễn cổ hắc ám thế giới, mang tới ánh sáng cùng yêu, nàng là hoàn toàn xứng đáng thần tình yêu, nhưng nàng cuối cùng bị Đại Chủ Tể giết chết. Diệp Thần nội tâm đại chấn, không nghĩ tới thế gian vẫn tồn tại qua một cái gọi thần tình yêu viễn cổ thần linh, mà lại cuối cùng chết tại Đại Chủ Tể trong tay. Huyền Yêu lão tổ nói, nơi này, là mai táng thần tình yêu địa phương, các ngươi nếu là tại đây bên trong vì luân hồi sách núc cơ, có lẽ có thể được đến thần tình yêu di trẻ cùng chúc phúc, đích thật là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, nơi này tứ phía không có phong tỏa, thiên cơ rất dễ dàng bại lộ, người tại núc cơ trước, tốt nhất trước phong tỏa thiên cơ, miễn cho luân hồi sách khí tức tiết lộ ra ngoài. Luân hồi sách khái niệm, kinh khủng bực nào, nếu như bị người khác biết. Diệp Thần muốn ở chỗ này đúc cơ, khẳng định sẽ có vô số người buông xuống quấy rối, không có khả năng cho Diệp Thần an tâm đúc cơ cơ hội. Tốt, Huyền Yêu lão tổ, đa tạ, ta sẽ chú ý. Diệp Thần có chút xúc động gật đầu, nơi này là mai táng thần tình yêu địa phương, địa mạch kỳ thật liền là thần tình yêu một đầu tóc biến thành. Có yêu thần di trẻ cùng chúc phúc, chỗ này linh khí nội tình, 10 điểm dồi dào, đủ để cho luân hồi sách đặt nền móng. Nhậm Phi Phàm suy tính, vô cùng chuẩn xác, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa. Khục, Diệp Thần, cái kia trước rừng ở đây, ngươi có vấn đề gì lời, có thể lại kêu gọi ta, khục. Huyền Yêu lão tổ một hồi ho kịch liệt, khóe miệng thậm chí ho ra máu tươi, hắn bị nhốt tại đế rơi trong vũ trụ, tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Diệp Thần sầm mặt lại, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện Huyền Yêu lão tổ. Huyền Yêu lão tổ thân ảnh, theo Diệp Thần trong đầu đi xa. Diệp Thần mở mắt, nhìn quanh Thất Tuyệt phái bốn phía thiên địa sơn thủy, tại biết nơi này là thần tình yêu di tích chỗ về sau, hắn thấy chung quanh sơn thủy không khí, tựa hồ cũng lộ ra một cỗ viễn cổ khí thức thần bí. Nhậm tiền bối, sự tình thuận lợi, ta liên lạc đến Huyền Yêu lão tổ. Nhưng, hắn bị nhốt tại đế rơi vũ trụ, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Mặt khác, tế dưới thiên thai, địa mạch rất đặc thù, là thần tình yêu một đầu tóc biến thành. Ta chuẩn bị ở đây vì luân hồi sách núc cơ, chỉ cần trước phong tỏa thiên cơ, che đậy nhân quả, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Diệp Thần viết một phong truyền thư, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, cáo chi Nhậm Phi Phàm mọi việc. Trong đó nặng nhất lớn che giấu, liền là thần tình yêu nhân quả. Dùng Nhậm Phi Phàm năng lực, hắn chỉ muốn gặp được thần tình yêu hai chữ, là có thể nhìn thấy ngày xưa nhân quả. Đến mức Huyền Yêu lão tổ, Nhậm Phi Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Diệp Thần an tâm lại, gọi đến Thất Tuyệt phái đám người, nói ta dự định tại đây bên trong chế tạo một món pháp bảo, có thể sẽ có lớn lao nguy hiểm, lý do an toàn, các ngươi di chuyển đến ta Luân Hồi Thiên Quốc phía trên đi. Hắn không nói luân hồi sách sự tình, dù sao liên lụy nhân quả quá lớn. Thất Tuyệt phái đám người, đối Diệp Thần vô cùng tôn sùng kính trọng, đối Diệp Thần mệnh lệnh, tự nhiên cũng là tuân theo. Liền dồn dập di chuyển đến Luân Hồi Thiên Quốc phía trên đi. Rất nhanh, toàn bộ Thất Tuyệt phái dãy núi, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Không sơn tịch mịch, duy nhất tiếng vang, liền là phương xa chân trời tiếng sấm, đó là thiên tội cổ kiếm thiên tai khí tượng tiếng sấm,
còn có gió bão cuồng tuyết thanh âm. Cỗ này khí tượng, càng ngày càng mãnh liệt, đại biểu cho Chu Võ Hoàng sắp chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, nghịch thiên quật khởi. Diệp Thần biết, muốn kháng Chu Võ Hoàng, luân hồi sách là nơi mấu chốt. Vạn hoa đồng huyết nhãn, mở. Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, đem chung quanh thế giới, dần dần chuyển biến thành thế giới tưởng tượng. Mong muốn che đậy thiên cơ, giấu giếm nhân quả, biện pháp tốt nhất, liền là làm cho cả thất tuyệt phái sơn môn, đều trốn vào trong huyễn tưởng, kể từ đó, người ngoài sẽ rất khó phát giác. Lúc này Diệp Thần con mắt, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại cửu thiên linh thủy tẩm bổ dưới, con mắt cùng đồng thuật lực lượng, so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Hắn thi triển vạn hoa đồng huyết nhãn, chung quanh thế giới, rất nhanh liền chuyển biến thành mộng cảnh huyễn tưởng, một tòa tòa núi cao núi lớn, ào 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 rung động, hóa thành mực nước đen kịt, thế giới biến thành một bức núi tranh thủy mặc, mưa bụi mông lung, hoàn toàn thấy không rõ chân thực chỗ. Diệp Thần nhìn xem chung quanh thế giới, dần dần chuyển biến thành huyễn tưởng, biến thành sơn thủy mặc họa, cũng là hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, nơi này thiên cơ nhân quả, là có thể triệt để ẩn nấp ở, man thiên quá hải. Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Như thế nhọc lòng, giấu giếm nơi này, ha ha, người có cái gì mưu đồ? Bỗng nhiên, một đạo sấm sét thanh âm, từ phương xa chân trời nổ tung truyền đến. Chỉ thấy phương xa chân trời, ngày đó tội cổ kiếm thiên tai đại khí tượng, cuồn cuộn mãnh liệt, sau đó cấp tốc trải rộng ra, tràn ngập cửu thiên, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ lại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu bầu trời, từ trong đó nổ tung ra kinh thiên lôi đình mưa tuyết, thiên tai khí tức mãnh liệt đến khó dùng hình dung mức độ, phảng phất muốn ép diệt trần thế. Cuồn cuộn kinh lôi bên trong, một đạo nguy nga thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi hàng lâm xuống, cái kia lại là Chu Võ Hoàng. Thời khắc này Chu Võ Hoàng, đã không còn là tàn hồn hình dáng, mà là có thân thể. Hắn thân thể, vô cùng mạnh mẽ, cường tráng, như pho tượng hoàn mỹ, bắp thịt tính chất kiên cố như núi đá, áo bào liệp liệp mà động, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều tản mát ra bén nhọn kiếm khí, một hít một thở ở giữa, toàn bộ thiên địa đều đi theo lấy hắn tiết tấu rung chuyển. Diệp Thần cảm thụ được Chu Võ Hoàng khí thế, lập tức đồng tử co vào, người cuối cùng đúc lại thân thể. Chu Võ Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nói, không sai. Ta rèn đúc thiên tội kiếm thể, thiên tội cổ kiếm liền là nhục thể của ta, nhân kiếm hợp nhất, ta chính là thiên tội cổ kiếm bản thân. Diệp Thần hơi hơi hít một hơi khí lạnh, từ trên người Chu Võ Hoàng, thật sự là hắn là cảm nhận được thiên tội cổ kiếm mạnh mẽ kiếm ý khí thế. Tuy nói bây giờ Chu Võ Hoàng còn không thể hoàn toàn phát huy ra thiên tội cổ kiếm uy lực, nhưng hắn đúc nóng cả thanh thiên tội cổ kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân nổ tung ra kiếm khí, đều đủ để dễ dàng chảm diệt thiên nguyên cảnh tồn tại, thậm chí có khả năng nghịch phạt thượng thần. Luân hồi chi chủ, ta trước kia nhiều lần chịu ngươi làm nhục, hôm nay cuối cùng là có khả năng báo thù. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Võ Hoàng đôi mắt bên trong bộc phát ra lăng lệ sát khí, hắn tại thân thể đúc lại về sau, lập tức liền buông xuống đến nơi đây, muốn sát Diệp Thần báo thù. Diệp Thần trước đây giết qua lớn Chu gia tộc hộ vệ, trên thân huyết khí còn tại, cho nên Chu Võ Hoàng trực tiếp liền khóa chặt đến vị trí của hắn. Đế Hoàng chòm sao, thiên đế phi tiên chém. Chu Võ Hoàng bước ra một bước, kinh thiên động địa, đế hoàng chòm sao thần thuật khí tượng bùng nổ, trên đỉnh đầu trống lên thương khung, toát ra tinh không hoa quang, chư thiên tinh quang hội tụ đến trên bàn tay của hắn. Hắn vung tay lên, cuồn cuộn tinh quang hóa thành cự kiếm, nhất kiếm phi tiên tinh vũ rơi, vô tận kiếm mang như thiên thạch bạo sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, thời khắc này Chu Võ Hoàng, quá cường đại, quá kinh khủng. Đúc nóng thiên tội cổ kiếm hắn, quả thực là quét ngang chư thế thiên kiêu vô địch, đặc biệt là vừa xuất thế buông xuống, chỗ xen lẫn kinh thiên bão táp khí thế, càng là vang dội cổ kim, phong mang hừng hực tới cực điểm. Thanh Liên Đạo, Cửu Tiêu Phi Vũ Kiếm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc phía dưới, lập tức rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nhất kiếm biểu trảm mà ra, Cửu Tiêu Tinh Không Pháp Tắc hiển hóa, thân kiếm cũng là nổ lên vô tận tinh mang, hung hăng cùng Chu Võ Hoàng đầy trời kiếm quang nổ tung tại cùng một chỗ. Oanh! Hai cỗ kiếm khí đối oanh, lập tức làm cho bầu trời nổ tung, thời không phá toái, mạnh mẽ sóng khí di bình thất tuyệt phái rất nhiều sơn nhạc, vạn dặm phương viên hóa thành phế tích, chỉ có sâu trong lòng đất địa mạch, không hề bị lay động. Ngô! Diệp Thần rên lên một tiếng,
bước chân liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy Chu Võ Hoàng kiếm thế trùng kích, khó có thể tưởng tượng mãnh liệt. A, nơi này địa mạch, tựa hồ có chút kỳ quái. Chu Võ Hoàng nhìn chằm chằm đại địa, mơ hồ thấy không thích hợp. Hắn cùng Diệp Thần như thế mãnh liệt đối oanh, muốn là bình thường địa mạch, sớm đã bị đứt đoạn, nhưng nơi này địa mạch, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này đến cùng có gì đó cổ quái, tiểu tử, mau nói rõ ràng. Chu Võ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn mặc dù không biết thần tình yêu huyền bí, nhưng cũng cảm giác đến nơi đây địa mạch đặc thù. Diệp Thần chìm nhưng không nói, nghĩ thầm, này Chu Võ Hoàng hung mãnh như thế, bây giờ ta, chỉ sợ không phải địch thủ của hắn, trừ phi có thể bước vào thần đạo cảnh 7 tầng trời. Nhưng, nơi này chôn giấu lấy thần tình yêu, như thế địa phương trọng yếu, ta không thể để cho hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, thân kiếm nổ nổi lên nóng rực thiên hỏa hào quang, một vòng thiên hỏa mệnh tinh, cũng là từ từ theo Diệp Thần sau lưng bay lên. Tuy nói Diệp Thần biết mình cùng Chu Võ Hoàng chênh lệch, nhưng hắn không thể buông tha nơi này, tử chiến cũng muốn tiếp tục đánh. Hắn có rất nhiều át chủ bài, thật muốn liều mạng, chưa hẳn không thể cùng Chu Võ Hoàng chống lại. Thế nào, nghĩ liều mạng? Hôm nay ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi. Chu Võ Hoàng nhìn xem Diệp Thần bộ dáng, lập tức giữ tợn cười rộ lên, hắn bây giờ đúc nóng cả thanh thiên tội cổ kiếm, đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Thiên chi tội phạt, đáng chém trần thế, thiên tội kiếm trước khi, rơi. Chỉ thấy Chu Võ Hoàng bóp quyết, giữa thiên địa bão táp nổ tung, một màn kinh khủng xuất hiện, liền thấy một thanh thao thiên cự kiếm, oanh long long từ trên trời giáng xuống, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy mãnh khí thế, hướng về Diệp Thần chấn sát mà đi. Cái kia nắm cự kiếm, chính là thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh. Chẳng qua là một vệt kiếm ảnh, nhưng lại giống như thực chất, quấy bão táp, nổ lên vô số hung mãnh khí tượng, giao long bay hoàng, tù ngưu thao thiết các loại hung thú ảo ảnh, vờn quanh tại trên thân kiếm, khí thế chi bá đạo, quả thực là uy chấn chư thiên. Thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào yếu thế, trong đan điền linh khí nổ tung. Sau lưng bộc phát ra xanh thiên thanh liên nguy nga khí tượng, xé liệt thương khung, thủ hộ tự thân, lại phấn khởi nhất kiếm, thiên hỏa mãnh liệt, trực hướng về từ phía chân trời bạo rơi mà xuống thiên tội cổ kiếm bổ tới. Đại mộ thần hỏa kiếm. Thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, cùng đại mộ thần kiếm năng lượng, hòa làm một thể, Diệp Thần nhất kiếm nổ nổi lên thao thiên liệt hỏa, cùng thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh chạm vào nhau. Bành. Hai kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra so với trước còn muốn hung mãnh gấp trăm lần khí thế. Thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh phá toái, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh cũng là vỡ tan, vô tận kiếm khí ở trong sân bùng nổ, đối diện cắn giết Diệp Thần. Diệp Thần thân thể lọt vào vô tận kiếm khí rào cắt, nếu như đổi lại trước kia, chỉ sợ muốn hóa thành xương khô, nhưng lúc này lưng tựa xanh thiên thanh liên phát sáng, bất tử bất diệt pháp tắc, tại Diệp Thần trên thân lưu chuyển, không ngừng chữa trị lấy thương thế của hắn. Cơ hồ là Diệp Thần một thụ thương, liền bị chữa trị, sau đó lại thụ thương, lại chữa trị, cuối cùng sau lưng thanh liên khô héo, Diệp Thần cũng là mang theo trầm trọng biểu lộ, hơi có chút chật vật lui lại. Dừng ở đây rồi, luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng nhe răng cười, vung tay lên, cuồn cuộn tinh quang hội tụ, sau lưng hắn bày ra một cái phi kiếm đại trận, đầu đạo kiếm khí liền muốn đổ xuống mà ra. Thần giáp mệnh tinh, hộ. Diệp Thần sầm mặt lại. Thôi động thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, diễn hóa thần thuẫn hộ thân, đồng thời dựng thẳng lên luân hồi thiên kiếm, bắt đầu ấp ủ thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý. Hắn là muốn liều mạng, tuyệt không lùi bước, không thể để cho Chu Võ Hoàng chiếm cứ nơi này. Nơi này, chôn giấu lấy thần tình yêu, quá trọng yếu. Diệp Thần, đừng đánh nữa, trở về. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ấp ủ thiên đấu lớn đổ kiếm, liều mạng quyết đấu thời điểm, trong óc hắn. Lại vang lên Nhậm Phi Phàm thanh âm. Nhậm tiền bối. Diệp Thần sững sờ. Mau trở lại, đừng đánh nữa. Chu Võ Hoàng khí thế đang thịnh, ngươi không phải địch thủ của hắn. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, thúc giục Diệp Thần hồi tới. Có thể là, nơi này. Diệp Thần lập tức gấp, nơi này chính là thần tình yêu mai táng chỗ, giá trị cùng nội tình không thể coi thường. Nếu có thể đạt được thần tình yêu di chạy cùng chúc phúc. Hắn chế tạo luân hồi sách, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Trước trở lại hắn nói, nơi này cho hắn đi. Tin tưởng quyết đoán của ta. Xuất.
Nhậm Phi Phàm thúc giục quát. Nhậm tiền bối. Diệp Thần tâm trung tiêu đốt. Nhậm Phi Phàm, trở về. Hiu hiu hiu. Lúc này Chu Võ Hoàng đã xuất thủ lần nữa, trăm ngàn đạo kiếm khí như mưa to cuồng chảm hướng Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng suy nghĩ giãy giụa, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Nhậm Phi Phàm, cấp tốc lui lại. Đinh đinh đinh. Chu Võ Hoàng trăm ngàn đầu phi kiếm giết tới, Diệp Thần thôi động kim giáp thần lá chắn ngăn cản, một bên cấp tốc ra bên ngoài bay trốn đi. Ha ha, làm sao, luân hồi chi chủ, người lại muốn chạy. Không giống ngươi tính cách à. Như thế sợ hãi ta sao? Bất quá ngươi muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Vạn kiếm phong thiên, sắc. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần muốn bỏ chạy, có chút ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, thôi động thiên tội cổ kiếm năng lượng, phân quang hóa ảnh, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy thiên địa bốn phương, xuất hiện trên trăm thanh cự kiếm. Này chút cự kiếm, đều là thiên tội cổ kiếm cái bóng, giống như thực chất. Giống như là từng sợi đỉnh thiên lập địa trụ lớn, chống đỡ lấy thiên địa thương khung, cũng phong tỏa thiên địa. Chu Võ Hoàng muốn ngăn cản Diệp Thần rời đi. Thấy Chu Võ Hoàng bày ra phong tỏa, Diệp Thần cũng không hoảng. Này chút phong tỏa, hắn muốn mạnh mẽ đột phá, dĩ nhiên 10 điểm gian nan, nhưng hắn có xảo diệu thủ đoạn. Huyễn Kính nói, kính tượng xuyên qua. Diệp Thần tay cầm vừa nắm, chung quanh hơi nước hội tụ, hóa thành một chiếc gương. Hắn thân thể chui vào trong gương, tiếp theo sát, bên ngoài mấy trăm dặm ông một tiếng, cũng xuất hiện một chiếc gương, thân thể của hắn chui ra. Đây là kính tượng hình chiếu, xuyên qua không gian thủ đoạn, gần khoảng cách truyền tống cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế, coi như là cửu thiên thần táng cốc cấm chế đều có thể đột phá, vô cùng xảo diệu. Diệp Thần tại đánh giết kính thiên đế đệ tử Tào Tử Mặc về sau, cũng là thôn phệ kế thừa đại lượng kính tượng thần thông, giờ phút này thi triển đi ra. Thuận buồm xuôi gió, lập tức liền đột phá Chu Võ Hoàng phong tỏa, lợi dụng kính tượng truyền tống bỏ chạy rời đi. Hắn tuy khó dùng chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng hắn muốn đi, Chu Võ Hoàng cũng ngăn không được hắn. Cái gì? Chu Võ Hoàng thấy Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy, liền đột phá hắn phong tỏa rời đi, không khỏi cực kỳ chấn động. Hắn biết Diệp Thần khí vận thâm hậu, lần này cần là thả hổ về rừng, cho Diệp Thần thành thời gian dài, hắn về sau lại nghĩ sát Diệp Thần. Thế tất muôn vàn khó khăn. Đáng chết. Chu Võ Hoàng chấn nộ, thân thể khống chế lấy ngàn vạn kiếm khí, cấp tốc hướng Diệp Thần truy giết tới. Nhưng Diệp Thần đột phá hắn phong tỏa về sau, tế ra thiên quang trục nhật hạm, chân đạp thuyền, hóa thành thiên quang phá không rời đi, Chu Võ Hoàng hoàn toàn đuổi không kịp. Thấy Diệp Thần triệt để rời đi, Chu Võ Hoàng vẻ mặt cũng biến thành thiết thanh xuống tới. Hắn một lần nữa trở lại Thất Tuyệt phái. Nhìn phía dưới Huyền Ưu Tế Thiên Đài, cảm thụ được Tế Thiên Đài xuống đất mạch năng lượng ba động, lẩm bẩm nói, nơi này có chỗ quái dị. Dừng một chút, hắn lại kêu gọi nói, lão tổ, mời ngươi buông xuống tế sát. Hắn vô pháp hiểu rõ nhân quả, liền kêu gọi Chu gia lão tổ buông xuống. Ông, rất nhanh, Chu gia lão tổ Chu Mục Thần, liền phá vỡ hư không, buông xuống đến nơi đây. Lão tổ, Chu Võ Hoàng rất cung kính hành lễ. Chu Mục Thần nhướng mày, nhìn quanh bốn phương, nói, luân hồi chi chủ tiểu tử này, quả nhiên là khí số chưa hết, người đúc nóng thiên tội cổ kiếm, dùng nghịch thiên chi tự uy áp chấn sát, thế mà cũng không giết chết hắn, vẫn là cho hắn chạy thoát rồi. Chu Võ Hoàng nói, lão tổ xin yên tâm, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ta tất sát luân hồi chi chủ. Trừ phi hắn không đến dự thi. Chu Mục Thần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói ai, khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu. Còn có thời gian mấy tháng, ta liền sợ trong khoảng thời gian này, tiểu tử kia lại có cái gì đại cơ duyên kỳ ngộ, thực lực đuổi kịp ngươi, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Bây giờ Chu Võ Hoàng, tuy nói đúc nóng thiên tội cổ kiếm, quét ngang chư thế thiên kiêu vô địch, phong mang hừng hực đến vang dội cổ kim mức độ, nhưng đối lớn Chu gia tộc cùng Thiên Khư Thần Điện tới nói, đem thiên tội cổ kiếm ký thác vào Chu Võ Hoàng trên thân, là vô cùng nguy hiểm. Một khi Chu Võ Hoàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thiên tội cổ kiếm liền muốn thất lạc, lớn Chu gia tộc khí vận căn cơ, đem triệt để sụp đổ. Chu Võ Hoàng trong lòng run lên, cũng sợ Diệp Thần quật khởi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, lo lắng cũng vô dụng, hắn nói ra, mặc kệ tiểu tử kia được cái gì cơ duyên, ta đều sẽ giết hắn, thiên tội cổ kiếm uy lực, không phải bất luận cái gì cơ duyên có thể so sánh. Dừng một chút, Chu Võ Hoàng trịnh trọng hỏi. Lão tổ, chỗ này nhân quả,
có chút cổ quái, ngươi nhìn một chút có cái gì kỳ quặc. Nghe Chu Võ Hoàng, Chu Mục Thần lông mày cũng là nhíu một cái, quan sát tỉ mỉ bốn phía, tuy nói Thất Tuyệt phái sơn nhạc đã bị san thành bình địa, nhưng lòng đất ẩn giấu địa mạch, khí tức lại hết sức bình ổn thâm hậu, tựa hồ không phải bất kỳ lực lượng nào có khả năng dung chuyển. Địa mạch này, tốt thâm hậu viễn cổ khí tức. Chu Mục Thần lấy làm kinh hãi, cũng là cảm giác đến nơi đây địa mạch chỗ đặc thù, hắn liếc mắt liền nhìn ra, địa mạch này nguyên tử viễn cổ. Chu Võ Hoàng trong lòng hơi động, nói, lão tổ, có thể nhìn ra cụ thể sâu xa sao. Chu Mục Thần bấm ngón tay tính toán, tầm mắt nhìn rõ hư không vô tận, nhòm ngó cổ kim nhân quả, sầm mặt lại, nói. Hết sức quỷ dị, nơi này địa mạch, hẳn là một cái nào đó xa cổ đại thần lưu lại. Cái kia xa cổ đại thần, thậm chí có thể là ta biết. Thế nhưng, kỳ quái là, chỗ có tương quan trí nhớ, ta lại toàn bộ không nhớ gì cả. Chu Võ Hoàng cực kỳ giật mình, nói cái gì? Chu Mục Thần trầm giọng nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Bình thường trí nhớ mài mòn, sẽ chỉ mài mòn một chút không chuyện trọng yếu. Mai táng ở đây xa cổ đại thần, tất nhiên là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, ta tại sao lại đem hắn quên? Việc này kỳ quặc cực kỳ. Chu Võ Hoàng không hiểu toát ra mồ hôi lạnh, cũng là thấy chỗ này quỷ bí, hỏi, lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Chu Mục Thần trầm ngâm một thoáng, nói ta trước an bài nhân thủ, chiếm cứ nơi này lại nói, nhìn một chút luân hồi trận doanh bên kia, có động tĩnh gì không? Võ Hoàng, người không cần lo lắng việc này, an tâm vì tinh không tranh bá thi đấu chuẩn bị là được. Chu Võ Hoàng nói, đúng. Thương nghị cố định. Chu Mục Thần liền gọi đến lớn Chu gia tộc cùng Thiên Khư Thần Điện vô số cường giả, chiếm cứ chấn thủ Thất Tuyệt phái, đem Huyền Ưu Tế Thiên Đài phá hủy đi, dựng đứng lên một tòa mới pho tượng, là Chu Võ Hoàng pho tượng. Hiện tại, Chu Mục Thần là có tạo thần dự định, muốn đem Chu Võ Hoàng bồi dưỡng thành đỉnh cấp đại thần, tựa như hắn năm đó chế tạo Đà Đế cổ thần. Mà lúc này Diệp Thần đã trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, đơn độc cùng Nhậm Phi Phàm gặp mặt. Nhậm tiền bối, vì sao muốn ta từ bỏ Thất Tuyệt phái? Diệp Thần lo lắng hỏi, kỳ thật nếu như chiến đấu tiếp, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Chu Võ Hoàng. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, Chu Võ Hoàng đúc nóng thiên tội cổ kiếm, khí thế chính là hừng hực, không nên trực diện kỳ phong, tu vi của ngươi còn chưa đủ, ít nhất phải tấn thăng đến thần đạo cảnh 7 tầng trời lại nói. Trước mắt Diệp Thần tu vi, là thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, cùng 7 tầng trời nhìn như cách xa nhau không lớn. Nhưng kỳ thực bên trên là cảnh giới trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau, chênh lệch không được xem nhẹ. Nhậm Phi Phàm cũng không yên lòng, nhưng Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng tiếp tục đánh xuống. Diệp Thần nói, ta tránh chiến từ bỏ, cái kia Thất Tuyệt phái liền muốn rơi vào lớn Chu gia tộc trong tay. Cái kia dưới mặt đất chôn giấu lấy thần tình yêu. Nhậm Phi Phàm đạo, ta biết, từ bỏ mặc dù có thể tiếc, nhưng nếu để cho ngươi cùng Chu Võ Hoàng đánh xuống, rất có thể ngọc thạch câu phần. Không cần thiết như thế. Huống hồ, liền để bọn hắn chiếm cứ Thất Tuyệt phái, trở về sau thần tình yêu khôi phục, thần tình yêu tất nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này, nàng sẽ trở thành vì cắm vào lớn Chu gia tộc trái tim một thanh kiếm. Nhậm Phi Phàm tầm mắt thả đến rất xa, cũng không so đo trước mắt được mất. Diệp Thần lắc đầu, nhưng không có như vậy lâu dài dự định, nói, Nhậm tiền bối, Thất Tuyệt phái bị lớn Chu gia tộc chiếm đi, chúng ta mất đi cái này phong thủy bảo địa. Có thể không có cách nào chế tạo luân hồi sách. Ban đầu, nếu như không có Chu Võ Hoàng đảo loạn, Diệp Thần chiếm cứ Thất Tuyệt phái, có thể tại chỗ kia, vì luân hồi sách đúc cơ. Nhưng bây giờ, Chu Võ Hoàng xuất hiện, lại đem kế hoạch của hắn, hoàn toàn xáo trộn đi. Nhậm Phi Phàm đạo, không sao, còn có Hoàng Đồ Tinh, tại Hoàng Đồ Tinh vì luân hồi sách đúc cơ, cũng là có thể. Tinh không đạo thư cũng tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, người đi đến chỗ kia. Nếu là có thể tìm được tinh không đạo thư, nhất định có thể đột phá tu vi, đến lúc đó liền có thể cùng Chu Võ Hoàng đối kháng. Trước đó Nhậm Phi Phàm nhìn trộm đến ba cái phong thủy bảo địa, Thất Tuyệt phái Huyền Ưu Tế Thiên Đài, Hoàng Đồ Tinh, Long Thần Thiên Uyên Đảo, đều thích hợp luân hồi sách đúc cơ. Bây giờ Thất Tuyệt phái bị lớn Chu gia tộc chiếm cứ, nhưng còn có Hoàng Đồ Tinh có thể để cho lựa chọn. Diệp Thần nói, đây chính là thứ ba hồn tộc lãnh địa A. Nhậm Phi Phàm đạo, càng địa phương nguy hiểm, có đôi khi lại càng an toàn, lại có ai có thể nghĩ tới, chúng ta lại ở Hoàng Đồ Tinh vì luân hồi sách đúc cơ. Huống hồ thứ ba hồn tộc, tại Hoàng Đồ Tinh bên trên,
cũng không phải một tay che trời. Diệp Thần vẻ mặt trầm trọng, đem luân hồi sách núp căn cứ điểm, tuyển tại Hoàng Đồ Tinh, hắn thấy, vẫn là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Bất quá, tinh không đạo thư ngay tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, hắn chắc chắn muốn đi mạo hiểm một chuyến. Nhậm Phi Phàm đạo, người nghỉ ngơi một chút, ta trước giúp nễ điều tra Hoàng Cầu Tinh nội tình. Diệp Thần thấy việc đã đến nước này, Nhậm Phi Phàm cũng không có phản công thất tuyệt phái ý tứ, hắn cũng chỉ đành đem hy vọng ký thác vào Hoàng Đồ Tinh phía trên, nói, đúng. Hai ngày sau, Diệp Thần liền nghỉ ngơi chờ đợi, luân hồi trận doanh có đại lượng cao thủ ra ngoài, đại lực điều tra Hoàng Đồ Tinh nội tình. Hai ngày sau, Nhậm Phi Phàm mang theo một người, đi vào Diệp Thần trước mặt. Là Bình Chi Hiên. Chỉ còn lại có một bộ tàn hồn. Bình Chi Hiên run lẩy bẩy, trực tiếp liền quỳ gối Diệp Thần trước mặt, luân hồi chi chủ, tha mạng. Nhậm Phi Phàm đạo, cái này người là Cửu Hỏa Thương Long đệ tử, thứ ba hồn tộc xuất thân, ban đầu là theo Hoàng Đồ Tinh trốn tới. Hai ngày này ta nếm thử điều tra, nhưng phát hiện Hoàng Đồ Tinh nhân quả phong bế, cha không được vật gì có giá trị, nhưng may mắn bắt được cái này người. Chỉ cần khảo vấn hắn, có lẽ có thể hỏi một chút có giá trị tình báo. Bình Chi Hiên hoảng hốt vội nói, không cần khảo vấn, ta nói, ta cái gì đều nói. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nói thẳng là được. Diệp Thần gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không cần khảo vấn. Hắn trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi đến Chu Võ Hoàng trước mặt, tay cầm đè lại đầu của hắn, mà hậu vận đi vòng tông đúc đan thuật. A a a! Bình Chi Hiên tại chỗ hét thảm lên, tại Diệp Thần đạo tông đúc đan thuật nghiền ép dưới, linh hồn thân thể cấp tốc vặn vẹo, bốc hơi. Hắn khàn giọng kêu to, luân hồi chi chủ, người chết không yên lành. Diệp Thần không hề bị lay động, tiếp tục vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, rất nhanh liền đem Bình Chi Hiên luyện hóa thành một luồng đan khí, trực tiếp thôn vệ hấp thu hết. Bình Chi Hiên hết thảy trí nhớ, đều bị hắn đạt được, hắn nhắm mắt hơi hơi cảm ngộ. Nhậm Phi Phàm cười một thoáng, nói, ngươi trực tiếp nuốt hắn, đích thật là so khảo vấn dễ dàng hơn. Diệp Thần mở mắt ra, ánh mắt một hồi lấp lánh, theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, hắn nhìn thấy đủ loại Hoàng Đồ Tinh huyền bí, lẩm bẩm nói, cái tinh cầu kia. Nhậm Phi Phàm đạo, như thế nào, nhìn trộm đến bí mật gì? Diệp Thần nhíu mày ngưng tư một thoáng, nhai nuốt lấy Bình Chi Hiên trí nhớ, nói cái tinh cầu kia, tại cực kỳ lâu trước kia, bị một thanh thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua, cái kia nắm thanh đồng cổ kiếm, đúng là hồn thiên đế đã dùng qua binh khí. Liền gọi Hoàng Đồ Kiếm. Nhậm Phi Phàm đạo, ồ. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xỏ xuyên qua Hoàng Đồ Tinh thanh đồng cổ kiếm, nguyên lai đúng là hồn thiên đế đã dùng qua binh khí. Này phần nhân quả, hắn không có điều tra đến, rõ ràng đến cỡ nào xa xưa cổ xưa. Là chín đại hồn khí một trong A. Bây giờ nghe Diệp Thần nói, Nhậm Phi Phàm có manh mối, lập tức đủ loại thiên cơ sương mù đều tản ra, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy đến rất nhiều cổ lão bí mật. Đúng, này Hoàng Đồ Kiếm, chính là chín đại hồn khí một trong, do thứ ba hồn tộc trưởng khống. Diệp Thần tầm mắt chớp động, đã từng hồn thiên đế, phi thường mạnh mẽ, là không thể nói siêu cấp cường giả. Tại hắn sau khi ngã xuống, lưu lại đủ loại đồ vật, gọi chung là hồn khí. Rất nhiều hồn khí bên trong, cường đại nhất có 9 kiện, liền là 9 đại hồn khí. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắc ám hồn tộc cùng sử thần tộc người, một mực tại tranh đoạt 9 đại hồn khí. Trước mắt, hai đại tộc người, các đạt được 4 kiện hồn khí, còn có một cái tung tích không rõ. Trước đây, Diệp Thần giết phát nổ sử thần rất nhiều phân thân, bây giờ sử thần phân thân, chỉ còn lại có 4 cỗ, phân biệt ký thác vào 4 kiện hồn khí bên trong. Hắc ám hồn tộc bên này, cũng có 4 kiện hồn khí, xỏ xuyên qua Hoàng Đồ Tinh Hoàng Đồ Kiếm, đang là một cái trong số đó. Cái kia thứ ba hồn tộc, kỳ thật cũng không hề hoàn toàn trưởng khống Hoàng Đồ Kiếm, bọn hắn chỉ có thể hấp thu Hoàng Đồ Kiếm năng lượng tu luyện, nhưng vô pháp rút ra này kiếm. Cho nên đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, thứ ba hồn tộc một mực không hề rời đi Hoàng Đồ Tinh, tính mạng của bọn hắn linh hồn, đều ký thác vào Hoàng Đồ Kiếm phía trên, tại không có rút ra này kiếm. Hoàn toàn chấp trưởng trước đó, bọn hắn không có khả năng rời đi. Mà lại, Hoàng Đồ Kiếm mang theo cực kỳ cường đại uy áp khí tràng, cỗ này khí tràng bao phủ chỉnh hành tinh, bất kỳ người nào đều khó mà bày thoát ra. Diệp Thần theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, nhìn thấy đủ loại cổ lão thần bí. Thứ ba hồn tộc một mực ẩn nấp, không
không có ở không không lúc nào không lộ ra hiện tung tích, thậm chí cực lực chặt đứt tự thân tồn tại nhân quả, tránh cho cùng bên ngoài tiếp xúc, một là giấu tài, hai là sợ hãi phía ngoài cường giả, biết Hoàng Đồ Kiếm nội tình, sẽ cùng bọn hắn tranh đấu cướp đoạt. Mà lại liền coi như bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng là 10 điểm chật vật, bởi vì Hoàng Đồ tinh lực hút quá nặng nề, tại Hoàng Đồ Kiếm khí chàng nhiếp đoạt lấy, bình thường người căn bản là không có cách trốn thoát ra. Giống mình Chi Hiên lúc trước có thể phản bội chạy trốn, là bởi vì có cửu hỏa thương long trợ lực, bằng không mà nói, chỉ dựa vào chính hắn, là quả quyết không thể thoát khỏi Hoàng Đồ Kiếm lực hút. Nhậm Phi Phàm nhíu nhíu mày, nói, này Hoàng Đồ lại kiếm lực hút thật lớn như thế, Diệp Thần, ngươi nếu là đạp vào Hoàng Đồ Tinh, chẳng phải là rất khó ra tới. Diệp Thần cười nói, Nhậm tiền bối xin yên tâm, ta có thủ đoạn. Hoàng Đồ Kiếm lực hút to lớn, liền thượng vị thần, thậm chí là thần vương, đều rất khó thoát khỏi, chỉ có thể một mực bị áp chế lấy, vĩnh viễn kẹt ở Hoàng Đồ Tinh bên trong. Cái này là Hoàng Đồ Tinh hoàn cảnh cực đoan ác liệt, bên trong người cũng không có ra ngoài chạy nạn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì căn bản là không có cách thoát khỏi Hoàng Đồ Kiếm to lớn lực hút cùng khí tràng. Một khi Diệp Thần bị Hoàng Đồ Tinh lực hút tóm được, hắn cũng là rất khó thoát khỏi trọng lực bay ra ngoài, nhưng hắn có kính tượng hình chiếu truyền tống thủ đoạn, cũng không e ngại. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, cũng biết Diệp Thần thủ đoạn phong phú, hắn cũng là không cần lo lắng quá mức, hắn lại hỏi, Hoàng Đồ Tinh bên trên có bao nhiêu cao thủ? Diệp Thần đọc đến lấy trong đầu trí nhớ, trầm ngâm nói, cái tinh cầu kia, cao thủ không ít, thậm chí có thiên đế cảnh giới cường giả tồn tại, cùng cửu hỏa thương long thực lực tương đương, không phải bình thường thiên đế, là đỉnh cấp thiên đế, chính là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, tên gọi Thanh Khâu Thiên Nhạc. Nhậm Phi Phàm đạo, đỉnh cấp thiên đế, này có thể khó đối phó, người cần phải cẩn thận. Diệp Thần nói, ta biết, Nhậm tiền bối xin yên tâm, ta sẽ điệu thấp làm việc, chỉ nghĩ biện pháp lấy được tinh không đạo thư, tận lực không cùng người xung đột. Nhậm Phi Phàm hỏi, người biết tinh không đạo thư cụ thể hạ lạc. Diệp Thần lật xem Bình Chi Hiên trí nhớ, tại Bình Chi Hiên trong trí nhớ, tinh không đạo thư là phân lượng nặng nhất tồn tại. Tại Hoàng Đồ Tinh còn không gọi Hoàng Đồ Tinh, còn không có bị Hoàng Đồ Kiếm xỏ xuyên qua trước đó, tinh không đạo thư liền đã tồn tại, liền đã chôn giấu tại cái tinh cầu kia bên trong. Hồn Thiên Đế ngã xuống về sau, binh khí của hắn Hoàng Đồ Kiếm rơi xuống, theo thời không bên ngoài bay vụt tới, rơi xuống trên viên tinh cầu kia, tựa hồ cũng là bởi vì tinh không đạo thư tác động. Hoặc là nói, Hồn Thiên Đế cũng khát vọng đạt được tinh không đạo thư, cho nên hắn còn sót lại kiếm, liền quán xuyên tinh không đạo thư chỗ tinh cầu, hắn nghĩ đến tương lai mình phục sinh sau, có thể tại trên viên tinh cầu này sinh ra, quật khởi, trực tiếp chấp trưởng tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư cụ thể hạ lạc, hết sức thần bí. Theo thời đại viễn cổ, thứ ba hồn tộc chịu Hoàng Đồ Kiếm tác động buông xuống, xâm lược Hoàng Đồ Tinh, một cho tới hôm nay, phát sinh vô số việc lớn. Cái kia một tờ tinh không đạo thư, từng mấy lần bị người đạt được, sau này lại rơi xuống. Diệp Thần theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, thấy đủ loại cùng tinh không đạo thư tương quan truyền thuyết. Bây giờ tinh không đạo thư, tựa hồ bị phong ấn ở nơi nào đó lòng đất trong lăng mộ, tàng bảo đồ do thứ ba hồn tộc thủ hộ thần thú Thanh Khâu thần quy trưởng quản. Nhưng này thần quy huyền thú, lại cự tuyệt đem tàng bảo đồ giao cho tộc trưởng Thanh Khâu Thiên Nhạc, hai bên huyên náo hết sức cương. Không biết là nguyên nhân gì. Này tàng bảo đồ, tựa hồ vẫn là mở ra phong ấn chìa khóa. Này có thể phiền toái, không có tàng bảo đồ, ta coi như đi đến tinh không đạo thư mai táng lăng mộ, cũng khó có thể phá vỡ phong ấn cướp đến tay. Diệp Thần thật sâu thấy khó giải quyết, chiếm lấy tinh không đạo thư, so hắn trong tưởng tượng, tựa hồ còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhậm Phi Phàm cau mày nói, thứ ba hồn tộc nội bộ, tồn tại mâu thuẫn. Kia cái gì thần quy huyền thú, nó nghĩ chiếm cứ bảo tàng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không biết, trước mắt Hoàng Đồ Tinh bên trên có ngũ đại môn phái, cực chú khu hai cái, vĩnh dạ khu hai cái, đều là thổ dân thế lực, còn có một cái là thứ ba hồn tộc chúa tể Hoàng Đồ Hồn Cung, bọn hắn là kẻ ngoại lai, Thanh Khâu Thiên Nhạc đã là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, cũng là Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ, uy quyền cực lớn. Nhưng này thần quy huyền thú, không biết là nguyên nhân gì. Liền là không chịu nắm tàng bảo đồ cho hắn, nhưng nó tựa hồ cũng không có độc chiếm bảo tàng ý tứ. Nhậm Phi Phàm tự hỏi tình cảnh, nhưng không có phương án tốt hơn, liền trầm ngâm nói, này có thể kỳ quái, đáng tiếc Hoàng Đồ Tinh nhân quả phong bế, ta điều tra không được đầu mối gì. Diệp Thần nói,
Nhậm tiền bối, ta dự định lập tức xuất phát đi Hoàng Đồ Tinh một chuyến. Chỉ cần ta điệu thấp làm việc, nghĩ đến sẽ không bại lộ. Trước đây Diệp Thần cảm ngộ huyền môn quỷ sách, luyện thành cửu u quỷ múa đao, có thể thân hóa quỷ mị, hoàn toàn che giấu khí tức, chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, liền sẽ không bị thứ ba hồn tộc người phát hiện. Tinh không đạo thư đối Diệp Thần tới nói, thực sự quá trọng yếu, là hắn đột phá bình cảnh nơi mấu chốt, mà lại muốn tu đổi tuyến thời gian, giúp Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu phẩm thiên đế, tinh không đạo thư cũng có thể xung làm tế phẩm. Huống chi, Hoàng Đồ Tinh vẫn là một khối phong thủy bảo địa, thích hợp luân hồi sách núc cơ. Luân hồi hiện sách núc cơ sự tình, không thể lại trì hoãn, cái này liên quan đến Diệp Thần khí vận căn cơ. Hắn khí vận, nhất định phải lớn mạnh, mới có thể đối kháng bây giờ Chu Võ Hoàng. Bằng không, bằng vào Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn muốn kháng Chu Võ Hoàng, chính là 10 điểm gian nan củng cố hết sức. Nhậm Phi Phàm đạo, vậy chính ngươi cẩn thận, nếu như đụng phải có cái gì khó dùng giải quyết nguy hiểm, có thể kêu gọi tên của ta. Ta sẽ không tiếc đại giới buông xuống đi qua giúp ngươi. Tuy nói nếu như Nhậm Phi Phàm rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, sẽ dẫn đến Thượng Hoàng Thiên Cung phòng thủ trống rỗng, nhưng rõ ràng Diệp Thần an nguy quan trọng hơn. Đa tạ. Diệp Thần chắp tay bái tạ. Nhậm Phi Phàm đạo, ngươi lần này đi Hoàng Đồ Tinh, có thể có đầu mối gì? Dự định như thế nào kiếm tìm tinh không đạo thư? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Đồ Tinh điểm ba cái khu vực. Ở giữa sớm chiều tuyến là thứ ba hồn tộc lãnh địa, ta nếu là trực tiếp buông xuống nơi đây, rất có thể muốn lập tức bại lộ. Mà tại cực chú khu cùng vĩnh dạ khu bên trong, lớn nhất thành thị gọi cổ dạ chi đều, ta dự định đi trước cổ dạ chi đều thử thời vận, xem có thể hay không tìm tới có cái gì có giá trị manh mối. Nhậm Phi Phàm đạo tốt, ngươi đi thôi, nhớ kỹ, nếu có nguy nan, kêu gọi ta tên. Diệp Thần nói, đúng. Thương nghị cố định. Diệp Thần rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, khóa chặt Hoàng Đồ Tinh tọa độ, đạp lên thiên quang trục nhật hạm phá không bay đi. Tại đi vào Hoàng Đồ Tinh chỗ tinh vực về sau, Diệp Thần thu hồi thuyền, điệu thấp bay lượn tới gần. Hắn vận chuyển huyền môn quỷ sách thần thông, từng sợi hắc ám quỷ khí quấn chặt lấy thân thể, đem luân hồi khí thức hoàn toàn ẩn nấp ở, tại cái kia hắc ám quỷ khí vờn quanh dưới, hắn thoạt nhìn tựa như là một cái ma đạo tu sĩ. Chỉ cần hắn không bại lộ luân hồi thần thông, bình thường người hoàn toàn nhìn không thấu thân phận của hắn. Làm xong ngụy trang về sau, rất nhanh, Diệp Thần đi tới Hoàng Đồ Tinh chỗ hệ hành tinh. Này mảnh hệ hành tinh, làm người ta chú ý nhất, cũng không là cái kia viên nóng rực bùng cháy Thái Dương, mà là viên kia thoạt nhìn nho nhỏ Hoàng Đồ Tinh. Hoàng Đồ Tinh toàn thể hiện ra màu lam, tinh cầu ở giữa bị một thanh thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua, này nắm thanh đồng cổ kiếm là hồn thiên đế binh khí, ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý cùng khí tức. Quả thực là đột phá chân trời, càn quét hoàn vũ, liền Thái Dương so sánh cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ. Diệp Thần chẳng qua là tới gần Hoàng Đồ Tinh, còn không có chân chính buông xuống xuống, liền đã có thể mãnh liệt cảm nhận được Hoàng Đồ kiếm phong mang cùng lăng lệ. Thanh kiếm này đáng sợ, kỳ thật cũng không là mũi kiếm, mà là hồn thiên đế tích chứa ý chí, cái kia cỗ bế nghĩa thiên hạ, quét ngang chư thiên đại khí phách. Viên này nho nhỏ tinh cầu, dựa theo lẽ thường tới nói, tuyệt đối không thể có thể chịu đựng lấy Hoàng Đồ kiếm uy áp. Diệp Thần tâm nghĩ đến, cảnh tượng trước mắt hết sức hùng vĩ, tinh cầu màu xanh lam bị màu vàng xanh nhạt cổ kiếm xỏ xuyên qua, đồng thời đình chỉ tự quay, nhẹ nhàng trôi nổi tại đen kịt trong hư không vũ trụ. Cái kia thanh đồng cổ kiếm, là hồn thiên đế binh khí Hoàng Đồ kiếm, một chút kiếm khí, là có thể ép diệt một cái đại vũ trụ tinh không, lẽ thường mà nói, viên tinh cầu này không có khả năng bị Hoàng Đồ kiếm xỏ xuyên qua về sau. Còn có thể bảo trì hình thể không bạo liệt. Đây nhất định là bởi vì, tinh cầu bên trên có tinh không đạo thư tồn tại, địa mạch ẩn chứa vô cùng thâm hậu mạnh mẽ trật tự pháp tắc, cho nên có thể chịu đựng lấy Hoàng Đồ kiếm xỏ xuyên qua. Diệp Thần trong lòng nổi lên nồng đậm chờ mong, tinh không đạo thư ẩn chứa trật tự, thậm chí đủ mà đối kháng hồn thiên đế ý chí, có thể nghĩ lợi hại đến mức nào. Nếu là hắn có thể được đến tinh không đạo thư, vậy thì thật là muốn nghịch thiên. Này phần đại cơ duyên, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh, chuẩn bị hạ xuống Hoàng Đồ Tinh đi lên. Tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, có một khối đại hồng ban, ở vào cực chú khu, lộ ra càng chú mục. Theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, Diệp Thần biết khối này đại hồng ban, là Hoàng Đồ Tinh nổi danh cấm địa, gọi viêm ngục cấm khu, là một khối cổ chiến trường,
có thật nhiều thi cốt mai táng tại đây bên trong, dẫn đến nơi này địa mạch trầm tích, nhiệt lượng vô pháp tán đi, càng để lâu càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng biến thành một chỗ kinh khủng nhiệt độ cao chỗ, liền ma vật đều không thể ở trong đó sinh tồn, hoang không có dấu người. Ta là người ngoài, nếu là hạ xuống địa phương khác, khẳng định sẽ bị người phát hiện, chỉ có cái này viêm ngục cấm khu, có thể tránh thoát người tai mắt. Diệp Thần tính toán, hắn dựa vào huyền môn quỷ sách, mặc dù che giấu đi luân hồi khí tức, nhưng trên thân từ bên ngoài đến pháp tắc khí tức, cũng rất khó che lại ở. Nếu là tùy tiện buông xuống đến hoàng đồ tinh, rất dễ dàng bị thứ ba hồn tộc tuần tra xem xét người phát hiện, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cái kia mảnh viêm ngục cấm khu, nhiệt độ kỳ cao, vặn vẹo không gian, hạ xuống nơi đây, Diệp Thần có khả năng hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền lặng yên không một tiếng động, theo vũ trụ bên ngoài, hướng về viêm ngục cấm khu hạ xuống đi. Làm thân thể của hắn, tiến vào hoàng đồ tinh bên trong, làn da lập tức liền có một cỗ cực kỳ bén nhọn đau đớn, chung quanh tầng khí quyển cương phong, tràn ngập bén nhọn kiếm khí, đều là theo hoàng đồ kiếm bên trên phát ra, vô cùng mãnh liệt. Chỉ là này cỗ kiếm khí gió lốc, cũng đủ để đem người bình thường xé nát. Diệp Thần vận khí hộ thể, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống mặt đất lên. Tại chính thức đạp vào hoàng đồ tinh đại địa về sau, Diệp Thần thấy viên tinh cầu này lực hút, vô cùng trầm trọng, so với bình thường tinh cầu lực hút, ít nhất phải trầm trọng gấp 10 lần, người hành tẩu ở trong đó, hai chân giống như bị rót đầy trì. Chỗ này lực hút, quả nhiên khủng bố. Cỗ này lực hút, nhưng thật ra là theo hoàng đồ kiếm bên trên phát ra, hoàng đồ kiếm khí tức, mang theo mãnh liệt áp chế hiệu quả. Chỉnh hành tinh, đều bị hoàng đồ kiếm khí tức bao phủ, không chỉ là lực hút đơn giản như vậy, còn có hồn thiên đế lưu lại ý chí uy áp. Đủ loại nhân tố ảnh hưởng phía dưới, dẫn đến viên tinh cầu này lực hút, liền thần vương đều khó mà thoát khỏi, bất luận cái gì nghĩ hào hứng nhảy thoát ra viên tinh cầu này người, cũng sẽ ở hoàng đồ kiếm trầm trọng lực hút liên lụy dưới, thình thịch rơi xuống đất. Hoàng đồ kiếm bên trên kiếm khí, ý chí, uy áp, đã sớm tạo thành một cỗ vô hình trường vực, gắt gao bao phủ hoàng đồ tinh. Nếu như không phải là bởi vì có tinh không đạo thư trật tự tồn tại, viên tinh cầu này đã sớm hủy diệt nổ tung. Ngoại trừ mãnh liệt lực hút hạn chế bên ngoài, Diệp Thần còn cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Hắn vị trí địa phương, chính là hoàng đồ tinh tối vì nóng rực viêm ngục cấm khu, bình thường người tới gần nơi này, muốn bị nhiệt độ cao sống sờ sờ bỏng chết, đạo tâm cũng muốn dấy lên kiếp hỏa, vô cùng khủng bố. Diệp Thần trong mắt thấy, chung quanh chỉ có một mảng lớn hoang vu màu đỏ sập, khối lớn đá lởm chởm quái thạch liên miên vô tận, trong đất bùn có thật nhiều hoang vu thi cốt. Đứt gãy binh khí, còn có không ít đã sớm mất đi quầng sáng pháp bảo. Nơi này, rõ ràng từng bùng nổ qua đại chiến, là cổ lão chiến trường. Mãnh liệt nhiệt độ cao, còn có cổ chiến trường lưu lại sát khí, dẫn đến nơi này thành hoàng đồ tinh số 1 số 2 cấm khu. Bất quá may mắn, Diệp Thần đã sớm thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, hắn liền là thiên hỏa nhiệt độ cao bản thân, tự nhiên không sợ bất luận cái gì nhiệt độ cao. Mà lại hắn đạo tâm mạnh mẽ, cũng không sợ chiến trường sát khí trùng kích. Diệp Thần hướng về phía trước đi, tại to lớn trường hấp dẫn dưới, phá toái hư không là đừng suy nghĩ, liền bình thường bay lượn đều khó khăn. May mắn Diệp Thần đã luyện thành cửu u quỷ múa đao, thân thể lóe lên một cái, liền hóa thành quỷ ảnh, chiếm đất tiến lên, tốc độ cũng là 10 điểm mau lẹ. Diệp Thần không ngừng hô hấp lấy, nhưng khí thức của mình, cùng nơi này bầu trời địa mạch dung hợp. Chỉ cần khí thức của hắn, có thể cùng phiến thiên địa này tương dung, hắn nhân quả liền có thể hoàn toàn dung nhập trong đó, sẽ không lại bại lộ kẻ ngoại lai khí thức. Bất quá, tại nơi này hô hấp cùng đi đường, thật sự là vô cùng dày vò sự tình. Hoàng đồ tinh không có tự quay, đứng im bất động, mà lại bị chỗ hệ hằng tinh bên trong Thái Dương thủy triều khóa chặt, vĩnh viễn chỉ có một mặt đối diện Thái Dương. Diệp Thần chỗ viêm ngục cấm khu, ở vào cực chú khu. Chính là đối diện Thái Dương cái kia một mặt, vĩnh viễn chỉ có ban ngày, không có đêm tối, không có ngày đêm giao thế, liền không có gió tồn tại, không khí ngưng kết mà nóng bỏng, hô hít một hơi thật giống như nuốt xuống một miếng than lửa. Coi như Diệp Thần trong cơ thể có thiên hỏa mệnh tinh, không sợ nhiệt độ cao, nhưng này chút nóng bỏng không có một chút linh chất không khí, khiến cho hắn hô hấp cũng là 10 điểm không dễ chịu. Mà lại Diệp Thần con mắt thấy tình cảnh, đối hắn đạo tâm trùng kích cũng là 10 điểm to lớn. Trước mắt hắn bầu trời, cũng không là trống rỗng, mà là có một đoạn to lớn thanh đồng thân kiếm, theo trên bầu trời xỏ xuyên qua xuống tới,
đi ngang qua cả mảnh trời không, một mực đâm rơi vào đường chân trời. Đó là hoàng đồ kiếm thân kiếm, phía trên che kín cổ lão hoa văn, còn thật nhiều cùng tế tự tương quan phù điêu, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền lâm vào viễn cổ đại khủng bố bên trong, phảng phất muốn trở thành hồn thiên đế tế phẩm. Tại những trên bầu trời, này đoạn to lớn thân kiếm làm nổi bật dưới, người thật sự là cùng con kiến không sai biệt lắm, trong lòng một cách tự nhiên, liền sẽ bay lên đối hồn thiên đế kinh khủng cùng sùng bái. Diệp thần cần áp chế nội tâm sao động, mới có thể duy trì đạo tâm bình tĩnh, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối phải trở thành hồn thiên đế tín đồ. Viêm ngục cấm khu diện tích to lớn, Diệp thần đoán chừng mình đã bay 2 ngày, nhưng vẫn chưa đi đến phần cuối. Không có ngày đêm thay đổi, trong mắt của hắn thấy phong cảnh, một mực không có gì thay đổi, này không thể nghi ngờ sẽ cho người thấy buồn tẻ. May mắn, Diệp thần đã dần dần thích ứng, khí tức cũng dần dần cùng hoàng đồ tinh thiên địa hòa làm một thể, hắn tại đây viêm ngục cấm khu bên trong, cũng phát hiện một chút viễn cổ thời điểm pháp bảo, nhưng phần lớn đã phá toái không còn hình dáng, không có cái gì giá trị. Cuối cùng, tại lại tiến lên sau 1 ngày, Diệp thần thấy phong cảnh có biến hóa. Hắn thấy cuối chân trời, không còn là cực chú sáng loáng bạch lượng bộ dáng, mà là xuất hiện một vệt như sáng sớm, như phá hiểu, như hoàng hôn màn đêm đem đến mặc ám sắc. Điều này đại biểu lấy, sớm chiều đường sắp đến. Tại hoàng đồ tinh bên trong, chỉ có ở giữa sớm chiều đường khu vực, là duy nhất thích hợp cư ngụ mang, hai bên cực chú khu cùng vĩnh dạ khu, một bên là nóng bức địa ngục, một bên khác là hắc ám lạnh lẽo địa ngục, đều không phải là có thể ở lại người địa phương, hoàn cảnh 10 điểm ác liệt. Ban đầu thời điểm, hoàng đồ kiếm xỏ xuyên qua viên tinh cầu này, thứ ba hồn tộc còn không có buông xuống, trên viên tinh cầu này rất nhiều môn phái tông tộc, liền vì tranh đoạt sớm chiều đường, bạo phát chiến tranh kéo dài. Mãi đến thứ ba hồn tộc buông xuống, trấn áp hết thảy, dùng vô địch chi tư, đem viên tinh cầu này thổ dân thế lực, toàn bộ áp chế. Từ đó, thứ ba hồn tộc vẫn chiếm cứ lấy sớm chiều đường, thành lập hoàng đồ hồn cung, xưng bá viên tinh cầu này. Đến mức vốn có thổ dân thế lực, cũng chỉ có thể tại cực chú khu hoặc là vĩnh dạ khu dẫy dụa chịu khổ. Diệp thần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bầu trời phong cảnh đang biến hóa, ban ngày khu vực giảm bớt, hắc ám khu vực tăng nhiều, này biểu thị Diệp thần đã càng ngày càng tiếp cận sớm chiều tuyến. Rất nhanh, Diệp thần đi ra viêm ngục cấm khu, không khí chung quanh trở nên nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên, có linh chất nguyên chất tồn tại, hô hấp tim gan dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng không còn là sáng loáng chói mắt bộ dáng, mà là sớm chiều nửa này nửa kia, 1-2 ngày không như sáng sớm phá hiểu trong suốt. Một nửa khác thì là màn đêm vừa mới phủ xuống thời giờ về sau bộ dáng, hai phía bầu trời đều tinh khiết sáng long lanh như bảo thạch. Nơi này chính là sớm chiều đường khu vực, là thứ ba hồn tộc chiếm cứ địa bàn. May mắn lúc này, Diệp thần khí tức đã cùng hoàng đồ tinh thiên địa dung hợp, trên người hắn kẻ ngoại lai khí tức đã hoàn toàn bị che giấu, sẽ không lại bại lộ. Xuyên qua sớm chiều đường, liền có thể đi đến vĩnh dạ khu cổ dạ chi đều. Diệp thần tâm bên trong yên lặng tính toán, hắn muốn dò xét tinh không đạo thư tin tức, sớm chiều tuyến là thứ ba hồn tộc địa bàn, tại đây bên trong điều tra là không được, bại lộ nguy hiểm quá cao. Chỉ có cái kia cổ dạ chi đều, mới đủ an toàn. Diệp thần tiếp tục tiến lên, nhưng bỗng dừng ở giữa thần tâm không hiểu xúc động, hắn nhìn lại, nhìn mình mới vừa đi ra viêm ngục cấm khu. Tại thoát ly viêm ngục cấm khu, lại đi xem chỗ này thời điểm, Diệp thần có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa hồ bắt được một cỗ mịt mờ yêu khí. Cỗ này mịt mờ yêu khí, thế mà tựa hồ cùng thiên yêu có quan hệ. Thiên yêu lão tổ. Chẳng lẽ, hắn tới qua nơi này, vẫn là nói mặt khác nhân quả. Có lẽ, hắn từng tham dự qua viễn cổ tranh đấu. Cỗ này yêu khí gợn sóng, nhưng Diệp thần hơi kinh ngạc, mong muốn tinh tế nhìn rõ, nhưng cũng tiếc thiên cơ phiêu miểu, tuế nguyệt quá cổ xưa. Hắn vô pháp nhìn trộm quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ bắt được, thiên yêu tựa hồ cùng viêm ngục cấm khu có quan hệ. Lắc đầu, Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên, dự định đi trước đến vĩnh dạ khu cổ dạ chi đều, điều tra tinh không đạo thư tương quan tin tức. Một đường tiến lên, Diệp thần tại trong bụi cây, đảo là đụng phải không ít hung thú. Sớm chiều đường linh khí dồi dào, tẩm bổ sinh linh, cũng dựng dục ra không ít mạnh mẽ hung thú. Đương nhiên, bình thường hung thú, uy hiếp không được Diệp thần cấp tốc hướng phía trước tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước,
truyền đến một cỗ dã thú gào thét cùng thần thông thuật pháp bạo liệt thanh âm. Có tiếng đánh nhau. Diệp Thần theo tiếng tiến lên, lại thấy phía trước một khối đất trống, có mấy cái võ giả, đang lọt vào một đám hung thú vây công. Đám kia hung thú, là 7-8 đầu kim giác sư, 10 điểm hung ác, lông bờm như hoàng kim hỏa diễm, móng vuốt khép mở như búa bén, lực sát thương hung mãnh, đủ để cùng thần đạo cảnh đỉnh phong võ giả tương đương. Mà lọt vào bọn hắn vây công võ giả, tu vi khí tức thập phần cường đại, thế mà đều tại thiên nguyên cảnh phía trên, thậm chí còn có một cái nam tử áo bào xanh, đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói, bọn hắn cũng không sợ kim giác sư, nhưng bọn hắn lại vết thương chằng chịt, tại kim giác sư vây công dưới, lộ ra 10 điểm chật vật, giống như sau một khắc liền bị nuốt vào. Một màn này, nhưng Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Làm thấy những cái kia võ giả, cánh tay ống tay áo bên trên tinh thần kiếm văn duyên dáng, một môn phái tên, xông lên Diệp Thần tâm đầu. Tinh quỹ kiếm môn. Tại Hoàng Đồ Tinh, có ngũ đại môn phái, ngoại trừ chi phối lấy sớm chiều đường Hoàng Đồ Hồn Cung bên ngoài, còn có 4 cái mạnh mẽ thế lực, cực chú khu cùng vĩnh dạ khu đều có 2 cái. Tinh quỹ kiếm môn, đang là nằm ở cực chú khu 2 đại môn phái một trong. Truyền thuyết môn phái này, nắm giữ lấy một môn mạnh mẽ tam thập tam thiên thần thuật, là bát đại tròm sao một trong, phương chu tròm sao. Diệp Thần thấy những võ giả này, là tinh câu quỹ kiếm môn người, không phải Hoàng Đồ Hồn Cung, trong lòng an tâm một chút. Nếu là tại đây bên trong đụng phải Hoàng Đồ Hồn Cung người, cái kia Diệp Thần chỉ có thể giết người diệt khẩu, miễn cho bị Hoàng Đồ Hồn Cung cao tầng phát hiện. Dù sao Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, có thể là đỉnh cấp thiên đế, là Diệp Thần khó mà đối kháng. Hắn mượn dùng quỷ đạo tổ sư cùng huyết long, còn có tiểu cấm yêu lực lượng, có lẽ có thể chống lại, nhưng không cần thiết, nguy hiểm quá lớn. Diệp Thần thấy nơi này không có Hoàng Đồ Hồn Cung người, liền muốn quay người rời đi. Mấy cái kia bị vây công tinh quỹ kiếm môn võ giả, sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Đạo hữu xin dừng bước. Mấy cái kia võ giả thấy Diệp Thần, cầm đầu nam tử áo bào xanh, thấy Diệp Thần xuất hiện lại còn muốn chạy, vội vàng gọi lại hắn. Tại hạ là tinh quỹ kiếm môn thủ tịch đệ tử Tiêu Tể Thông, thỉnh đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tại hạ tất có thâm tạ. Nam tử áo bào xanh thực lực có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tựa hồ là trước bị thương tại thân, cho nên đối mặt kim giác sư vây công, lộ ra vô cùng cố hết sức, hiện tại liền hướng Diệp Thần cầu viện. Diệp Thần bước chân dừng lại, không muốn thêm chuyện, lắc đầu, liền muốn rời đi. Nam tử áo bào xanh Tiêu Tể Thông gấp, thỉnh đạo hữu cứu mạng. Ta nguyện đem ta tinh quỹ kiếm môn bí tịch tặng cho đạo hữu. Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong lập tức khẽ động, nhìn xem Tiêu Tể Thông con mắt, nói, phương chu tròm sao thần thuật. Xoẹt. Một đầu kim giác sư móng vuốt hung hãn giết ra, đem Tiêu Tể Thông áo bào xé nát, lồng ngực bị xé rách ra một đạo dữ tợn vết máu, hắn đau đến trực nhe răng, vội vàng nói. Đúng, đúng, là, chỉ cần đạo hữu chịu ra tay, ta nguyện đem phương chu tròm sao thần thuật dâng lên. Diệp Thần tầm mắt chớp lên, phương chu tròm sao là bát đại tròm sao một trong, truyền thuyết môn này tròm sao thần thuật, đối độ kiếp có hiệu quả, có thể để cho người ta vượt qua ách nạn khổ hải. Cũng là một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp, đối cảnh giới đột phá bình cảnh, cũng có hiệu quả. Lũy thừa thuyền, độ khổ hải, cái này là phương chu tròm sao thần thuật huyền bí, truyền thuyết là viễn cổ đại năng sáng tạo, linh cảm nơi phát ra đoán chừng là phương chu kế hoạch. Đối môn này tròm sao thần thuật, Diệp Thần cũng là hết sức hứng thú, nếu Tiêu Tể Thông hứa hẹn đưa tặng, hắn cũng không để ý xuất thủ cứu giúp, công bằng giao dịch. Phù quỷ mẫu xào huyệt, ác quỷ ra hết. Diệp Thần không do dự, lập tức tế ra phù quỷ mẫu xào huyệt, triệu hồi ra đại lượng ác quỷ. Hắn tại kế thừa quỷ đạo tổ sư huyền môn quỷ lời bạt, quỷ đạo thuật pháp tu vi tiến nhanh, lại phối hợp phù quỷ mẫu xào huyệt, có thể dễ dàng triệu hồi ra đại lượng yêu ma quỷ quái. Chỉ thấy từng con hung tàn dữ tợn ác quỷ, toàn thân quỷ khí mãnh liệt, khàn giọng gầm thét, theo hắc ám trong xào huyệt lao ra, cấp tốc hướng về kia 7 kim giác sư đánh giết mà đi. Đám kia kim giác sư kinh hãi, theo cái chán sừng nhọn bên trên toát ra nóng rực kim quang, nghĩ đánh giết Diệp Thần ác quỷ, nhưng Diệp Thần chỗ triệu hoán ác quỷ, quỷ khí nội tình 10 điểm thâm hậu, hoàn toàn không sợ, đón kim quang xông giết tới. Phốc, phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, ở đây kim giác sư, liền bị Diệp Thần chỗ triệu hoán ác quỷ, toàn bộ xé nát đi. Một trận mối nguy giải trừ,
Tiêu Tể Thông đám người, vô cùng kinh ngạc, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần. Theo mặt ngoài đến xem, Diệp Thần tu vi, chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng chỗ triệu hoán ác quỷ, hung mãnh như vậy, Tiêu Tể Thông mấy người cũng không dám xem thường. Đạo hữu thật là cao minh triệu hoán thủ đoạn, không biết sư thừa gì phái. Tiêu Tể Thông chắp tay nói tạ, hỏi. Hoàng Đồ Tinh môn phái rất nhiều, ngoại trừ ngũ đại môn phái bên ngoài, còn thật nhiều tiểu môn phái, thậm chí có chút ẩn thế thế lực. Tiêu Tể Thông nhìn không thấu Diệp Thần xuất thân, chỉ có thể xác định hắn không phải Hoàng Đồ Hồn Cung người. Bởi vì Hoàng Đồ Hồn Cung người, thân có đặc thù ma hồn khí tức, liếc mắt liền có thể nhìn ra, vô pháp che giấu. Ta gọi Trần Dạ, chẳng qua là cái quỷ đạo tán tu, không có môn phái. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại, đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình. Tiêu Tể Thông nói, thì ra là thế. Diệp Thần không muốn lại nhiều nói các hạ mới vừa nói, chỉ cần ta xuất thủ cứu giúp, liền tặng cho ta phương chu tròm sao thần thuật. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Tể Thông lập tức mặt lộ vẻ khổ sở, ngưng trọng nói cái này. Đạo hữu xin thứ lỗi, phương chu tròm sao là ta Tinh Quỹ kiếm môn bí mật bất truyền, không thể tùy tiện gặp người. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói các hạ là nghĩ nuốt lời. Tiêu Tể Thông hoảng hốt vội nói, không dám, nhưng đại sự như thế, ta phải xin chỉ thị trưởng môn, thỉnh đạo hữu chớ có hấp tấp, coi như không có tròm sao thần thuật, ta cũng sẽ cho các hạ đầy đủ thù lao. Diệp Thần cau mày nói, ta chỉ cần cái kia thần thuật. Bình thường trả thù lao, hắn chỗ nào để mắt, chỉ có tam thập tam thiên thần thuật, mới có thể miễn cưỡng vào hắn pháp nhãn. Tiêu Tể Thông nói, đạo hữu an tâm chớ vội, đối đãi ta trước hướng trưởng môn thông truyền một tiếng. Hắn tay lấy ra màu vàng lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay đốt hết, đem chính mình ý chí truyền ra ngoài. Tròm sao thần thuật không phải trò đùa, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Tiêu Tể Thông thông truyền hoàn tất về sau, liền hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần tiếng nói rét lạnh nói, đã ngươi biết không phải là trò đùa, vì sao lại muốn hứa hẹn. Tiêu Tể Thông xấu hổ vô ngôn, ho khan một thoáng, nói, đạo hữu chớ muốn tức giận, chúng ta thân ở Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn, nơi này không phải nơi ở lâu, vẫn là rời đi trước lại nói. Ta trước đây liền là lọt vào Hoàng Đồ Hồn Cung tuần thú người vây giết, gian nan khổ đấu thoát khốn, nhưng bất hạnh bị trọng thương, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị không quan trọng vài đầu kim giác sư vây khốn. Vừa nói, Tiêu Tể Thông một bên xuất ra một chút chữa thương đan dược uống vào. Diệp Thần vẻ mặt âm trầm, bất qua Tiêu Tể Thông cũng nói không sai, nơi này xác thực không phải nơi ở lâu, tại sớm chiều đường khu vực, khắp nơi đều là Hoàng Đồ Hồn Cung tuần thú người, một khi bị phát hiện, phiền toái to lớn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi theo Tiêu Tể Thông đám người, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, dự định rời đi trước Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn lại nói. Một đường hướng phía trước tiến lên, sớm chiều nửa này nửa kia bầu trời, tối tăm diện tích càng lúc càng lớn. Không khí chung quanh cũng biến thành lạnh lạnh lên, biểu thị Diệp Thần đoàn người, sắp tiến vào Vĩnh Dạ khu khu vực. Trần Dạ đạo hữu cũng là muốn đi Vĩnh Dạ khu sao? Tiêu Tể Thông hỏi. Ta chuẩn bị đi cổ dạ chi đều một chuyến. Diệp Thần gật gật đầu, lời này cũng là thật, giấu giếm thân phận kỹ xảo, chính là nói chuyện thật giả mỗi thứ một nửa, không thể một vị ngụy trang hư giả, bằng không rất dễ dàng bị người xem thấu. Tiêu Tể Thông tầm mắt sáng lên. Nói cái kia nghĩ đến đạo hữu là muốn tham gia cổ đêm đấu giá hội. Diệp Thần nhướng mày, nói cái gì cổ đêm đấu giá hội. Tiêu Tể Thông sững sờ, nói cổ đêm đấu giá hội như thế việc trọng đại, đạo hữu cũng không biết sao. Diệp Thần mặt không đổi sắc, nói ta bế quan rất lâu, trước đây không lâu mới xuất quan, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết, lần này đi cổ dạ chi đều, là muốn mặt khác làm ít chuyện. Tiêu Tể Thông nói, thì ra là thế. Này cổ đêm đấu giá hội, có thể là ta Hoàng Đồ Tinh khó được thịnh hội, bên trong có rất nhiều chân bảo đấu giá bán, ta lần này tiến đến Vĩnh Dạ khu, cũng là đại biểu sư môn, đi cổ dạ chi đều tham dự đấu giá hội. Diệp Thần ồ một tiếng, nói. Buổi đấu giá này ta không có hứng thú gì, các hạ đem cam kết tròm sao thần thuật cho ta, như vậy là đủ rồi. Diệp Thần muốn nhất, chẳng qua là cái kia phương chu tròm sao thần thuật. Tiêu Tể Thông nghe vậy hết sức khó xử. Xem hình dạng của hắn, rõ ràng không muốn đem tròm sao thần thuật tặng cho Diệp Thần. Trần Dạ đạo hữu, cái kia phải chờ ta sư môn trả lời chắc chắn mới được, chúng ta tiếp tục đi đường. Tiêu Tể Thông thoái thác nói.
Diệp Thần lông mày cau chặt, bất quá cũng không muốn vạch mặt, hiện tại tiếp tục cùng Tiêu Tể Thông tiến lên, hai người đã sắp muốn đi ra sớm chiều đường, chợt vào lúc này, lại nghe phía sau có bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, rút kiếm quay người một chém, kiếm quang bao phủ, ba ba vài tiếng, mấy cây vũ tiễn bị Diệp Thần chém rơi xuống. Siêu siêu siêu. Tiếp theo sát, từ phía sau trong rừng cây, vũ tiễn như châu chấu bắn mạnh mà ra, uy thế mãnh liệt. Diệp Thần cùng Tiêu Tể Thông huy kiếm cách cản, Tiêu Tể Thông gương mặt tái đi, kêu lên. Không tốt, Hoàng Đồ Hồn Cung người đuổi tới. Chỉ thấy theo trong rừng cây, lóe ra 10 cái che mặt người áo đen, chỉ lộ ra một đôi phong duệ như ưng chuẩn con mắt. Lúc này Diệp Thần đám người vị trí hoàn cảnh, đã là sớm chiều đường phần cuối, bầu trời cơ hồ là hoàn toàn đen kịt, chỉ có phương xa chân trời, có một chút u lam phủ quang. Này chút che mặt người áo đen, từ trong bóng tối giết ra, liền giống như quỷ mị, khiến cho người không rét mà run. Tiêu Tể Thông, nắm thần quy bảo đồ giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu một người áo đen, hướng về phía Tiêu Tể Thông âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Tể Thông mặt lộ lúng túng vẻ sợ hãi, lại không nói một lời, mang theo thủ hạ mấy cái đệ tử, quay đầu liền chạy. Diệp Thần vốn định nghênh chiến, thấy Tiêu Tể Thông đánh cũng không đánh liền chạy chạy, không khỏi sửng sốt một chút, đành phải cũng đi theo chạy như bay, hỏi Tiêu Huynh, vì sao muốn chạy? Hắn thấy cái kia 10 cái người áo đen, đại bộ phận là thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh chỉ có 2 cái, thật muốn đánh lên, hắn cùng Tiêu Tể Thông cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng không ngờ người sau như thế lúng túng, lại không đánh mà chạy. Tiêu Tể Thông cười khổ nói, những người này đều là Hoàng Đồ Hồn Cung sát thủ tinh nhuệ, thần thông mạnh mẽ, trần dạ đạo hữu, chúng ta đánh không lại, vẫn là mau chạy đi. Cái kia 10 cái người áo đen, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiêu Tể Thông chạy, tầm mắt lóe lên một vệt hàn mang, cầm đầu người áo đen bóp cái thủ ấn, kinh mạch khí huyết bốc cháy lên. Xiềng xích khắp huyết rủa, không gian phong tỏa, sắc. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy người áo đen máu tươi bùng cháy, thần thông bùng nổ, không gian lập tức vặn vẹo, trống rỗng không gian, trống rỗng xuất hiện một bộ xiềng xích đồ đằng. Này chút quỷ dị xiềng xích đồ đằng, phong tỏa phương viên hơn 10 dặm hư không, Tiêu Tể Thông tới lúc gấp rút trốn mau chạy, trước mặt hư không lại đột nhiên thành một bức tường không khí, hắn đâm đầu vào đi, phịch một tiếng, lập tức bị đụng đến mũi mặt sưng thanh, 10 điểm chật vật. Diệp Thần sầm mặt lại. Dừng bước chân, quay đầu nhìn xem những hắc y nhân kia. Đều làm thịt. Cầm đầu người áo đen, ngữ khí lãnh khốc, vung tay lên, hết thảy sát thủ áo đen, chính là hung hãn giết ra. Chỉ thấy từng sợi ma khí, quấn quanh trên người bọn hắn, 10 điểm hung ác, mang theo cổ lão sát khí mãnh liệt ý chí, lại có thể là hồn thiên đế ý chí. Chỉ có hồn thiên đế trung thành nhất tín đồ, mới có thể đạt được hồn thiên đế ý chí chúc phúc, bộc phát ra hung mãnh như vậy sát khí. Cỗ sát khí kia, đối với người bình thường đạo tâm trùng kích, là vô cùng lớn lao. Tiêu Tể Thông cùng dưới tay hắn mấy cái đệ tử, tại rất nhiều người áo đen sát thủ sát khí trùng kích vào, đã là kinh dọa đến sắc mặt tử bạch, thân thể phát run. Diệp Thần cuối cùng là hiểu rõ, vì sao hai bên tu vi tương đương, Tiêu Tể Thông cũng không dám đánh, nguyên lai là e ngại hồn thiên đế ý chí sát khí. Bất quá, Diệp Thần không sợ chút nào, toàn thân linh khí nổ tung. Thanh quang lấp lánh, một gốc có chừng mấy trăm trượng cao thanh liên, sau lưng hắn phóng lên tận trời. Thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp Thần quát to một tiếng, to lớn thanh liên chống trời, bàng bạc khí chàng uy áp bộc phát ra đi, làm cho cái kia 10 cái xông tới gần sát thủ áo đen, toàn bộ bị đẩy lui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cầm đầu người áo đen, nhìn thấy một màn này. Tầm mắt lộ ra thật sâu chấn động, quát. Ngươi là người phương nào, tại sao lại thanh liên đạo tổ thần thông? Hắn trên dưới dò xét Diệp Thần, nhưng Diệp Thần toàn thân quỷ khí vần quanh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu thân phận của Diệp Thần. Hưu. Diệp Thần không nói nhảm, toàn thân khí thế bão táp đến cực hạn, huy kiếm bạo sát mà ra, một chiêu cửu tiêu phi vũ kiếm, kiếm quang như ngân hà sụp đổ, mang theo thế không thể đỡ tinh không pháp tắc lực lượng. Cuồn cuộn hướng về cầm đầu người áo đen chém đi. Tiêu Tể Thông đám người nhìn thấy Diệp Thần khí thế hung mãnh như vậy, đều là choáng váng. Tiêu Tể Thông nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Thần chẳng qua là tinh thông quỷ đạo triệu hoán chi thuật, sức chiến đấu hẳn là không mạnh, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh 6 tầng trời,
giờ phút này bộc phát ra uy thế, so thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia cầm đầu người áo đen chấn kinh, rõ ràng Diệp Thần sức chiến đấu, cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Che hồn quỷ kiếm. Người áo đen thấy Diệp Thần kinh thiên nhất kiếm chém tới, trong lúc vội vã khó mà ngăn cản, đành phải xuất kiếm đâm về phía Diệp Thần tâm bẩn, muốn bức Diệp Thần hồi kiếm phòng thủ. Nhưng không ngờ, Diệp Thần lại không có bất kỳ cái gì phòng thủ ý tứ, cửu tiêu phi vũ kiếm y nguyên thẳng tiến không lùi chém giết. Phốc phốc, xoẹt, Diệp Thần cùng người áo đen kiếm, đồng thời đánh trúng đối phương. Diệp Thần tâm bẩn bị xỏ xuyên, người áo đen kia thân thể lại bị cuồn cuộn tinh hà kiếm khí, cắn giết thành bay đầy trời tung tóe mưa máu, trong nháy mắt chết thảm, tuyến thời gian diệt hết. Người áo đen trước khi chết, trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được, không thể tin được Diệp Thần dám liều mạng với hắn, lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần tâm bẩn bị đâm xuyên, nhìn như cuối cùng cũng chết, nhưng phía sau hắn xanh thiên thanh liên, lại toát ra vô tận phát sáng, xanh mờ mờ linh quang rơi ở trên người hắn. Hắn bị đâm xuyên trái tim liền lập tức khỏi hẳn. Người áo đen nghĩ lấy mạng đổi mạng, bức Diệp Thần lui lại, nhưng là nghĩ nhiều. Diệp Thần nắm giữ thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, chỉ cần có thanh liên hộ thể, hắn sẽ không phải chết. Muốn giết hắn, trừ phi trong nháy mắt đưa hắn ép thành cho tàn, không phải thân thể thụ lại lần nữa thương thế, cũng có thể tại thanh liên bất tử chúc phúc hạ khỏi hẳn. Cái này là thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa chỗ cường đại. Còn lại các người áo đen, thấy thủ lĩnh bỏ mình, bị cắn giết thành huyết vũ, lập tức choáng váng. Bên kia Tiêu Tể Thông, cũng là kinh ngạc đến tột đỉnh, không nghĩ tới Diệp Thần có thể hoàn toàn không nhìn hồn thiên đế chúc phúc ý chí sát khí trùng kích, thậm chí nhất kiếm đem sát thủ áo đen thủ lĩnh xoắn nát. Diệp Thần trả ra đại giới, chẳng qua là tiêu hao điểm linh khí, sau lưng xanh thiên thanh liên hào quang ảm đạm khô héo đi. Nhưng thân thể của hắn, cũng không có chịu một điểm thương. Cùng tiến lên, còn lại sát thủ áo đen nhóm, lại không có ý lùi bước, tại thủ lĩnh bị giết chết về sau, bọn hắn trận hình bất loạn, cùng nhau xuất kiếm vây giết Diệp Thần, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Xiềng xích khắp huyết rùa, trăm gông phong tỏa. Một đám sát thủ áo đen, kiếm quang bên trong, mang theo huyết quang, máu tươi của bọn hắn hoàn toàn bốc cháy lên, bộc phát ra mãnh liệt thần thông. Từng đạo lực lượng quỷ dị, bao phủ lại Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đường kinh mạch, đều giống như mang lên trên xiềng xích, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, mà lại huyết dịch khí tức không lưu chuyển thuận lợi, ngày xưa đã sớm đả thông võ đạo xiềng xích, giờ phút này lại giống như lại lần nữa bế hợp lại. Diệp Thần lông mày nhướn lên, thấy này chút sát thủ áo đen thần thông quỷ bí, này xiềng xích khắp huyết rùa, tựa hồ là một môn tam thập tam thiên thần thuật. Có được xiềng xích phong ấn đại chú lực, đại thần uy. Răng rắc, theo một đám người áo đen, kiếm khí tới gần, Diệp Thần thân thể bị phong tỏa đến lợi hại hơn, từng sợi huyết khí quấn quanh đến trên người hắn, cánh diễn biến thành từng đạo mắt thường có thể thấy hắc ám xiềng xích ảo ảnh. Từng đạo hắc ám xiềng xích, không cùng xiềng xích ở Diệp Thần toàn thân không thể động đậy, mà một đám người áo đen, nhân cơ hội này, mũi kiếm như điện đánh giết mà tới. Muốn đem Diệp Thần loạn kiếm đâm chết. Quang minh chi tâm, hắc ám phá. Diệp Thần gặp nguy không loạn, quát to một tiếng, phóng xuất ra bát văn quang minh chi tâm, toát ra vô tận sáng chói thần quang. Cuồn cuộn nóng rực thần quang, mãnh liệt trùng kích, chỉ một chút, liền đem Diệp Thần trên người hắc ám xiềng xích, toàn bộ xông bại. Quang minh chi tâm quang mang chói mắt, làm cho rất nhiều sát thủ, cũng là vô cùng kinh hãi, dồn dập lui lại. Cửu u quỷ múa đao, giết. Tiếp theo sát, Diệp Thần ngang tàng phản kích, thân thể lóe lên, hóa thành một vệt quỷ ảnh đao mang, hướng phía trước đột tiến, phốc xích, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần đột tiến chỗ, từng cái sát thủ áo đen bị chặn ngang chém giết, máu tươi ruột phun tung tóe một chỗ, tràng diện 10 điểm huyết tinh. Trong nháy mắt, hết thảy người áo đen, bị Diệp Thần giết đến chỉ còn lại có 3 cái. 3 cái may mắn còn sống sót người áo đen hoảng hốt. Diệp Thần sức chiến đấu cường đại, thần thông biến hóa khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Ngu giả khôi lỗi, cơ diễn thao tận. 3 người áo đen vẫn là không có ý lùi bước, tựa hồ trong mắt bọn họ, cũng không lui lại tuyển hạng, chỉ có tử chiến đến cùng. 3 người các triệu hồi ra một đầu khôi lỗi, này 3 đầu khôi lỗi rất kỳ quái,
giống như chết không chết, giống như sống không phải sống, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, giống như là dùng vô số sinh linh máu thịt đúc nóng mà thành, động tác như cương thi cứng đờ, một cái bật lên, liền nhảy đến Diệp Thần trước mặt, tái nhợt nhuốm máu tay cầm như đao, đâm về Diệp Thần thân thể. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, tê cả da đầu, này ba đầu khôi lỗi mang theo mùi máu tanh nồng nặc, còn có vô cùng nồng hậu dày đặc oán khí, nhìn kỹ, xây dựng thành khôi lỗi thân thể, nhưng thật ra là vô số thi thể tàn chi khối vụn, rất nhiều vụn vặt thân thể, bị dung hợp rèn đúc dâng lên, rèn đúc thành khôi lỗi thân thể. Đây là ngu giả khôi lỗi, cùng ngu giả thần thuật có quan hệ sao? Diệp Thần không hiểu sản sinh ra một cỗ hồi hộp, ngu giả thần thuật là tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hàng thứ nhất tồn tại, môn này thần thuật nghe nói là đạo tông đại chủ tể sáng tạo, nhưng chỉ là truyền thuyết, chân tướng không người nào biết. Môn này thần thuật, ẩn chứa cực đoan tư tưởng, muốn đem chư thiên toàn bộ sinh linh, toàn bộ đúc nóng làm một thể, rèn đúc thành một cái ngu giả, sẽ không suy nghĩ, liền sẽ không có thống khổ, toàn bộ sinh linh lớn dung hợp, là có thể đạt được đại hòa hài. Này loại cực đoan tư tưởng, tại chỗ có quan hệ với trung cực tư tưởng bên trong, cũng là tối vi cực đoan cùng cực đoan tồn tại, cơ hồ không người tin tưởng. Dựa vào ngu giả thần thuật, có thể chế tạo khôi lỗi, dù sao ngu giả thần thuật trung cực, đúc nóng chư thiên sinh linh máu thịt tạo ra ngu giả, cùng khôi lỗi có cái gì khác nhau. Này loại đúc nóng máu thịt, tạo ra ngu giả khôi lỗi, thường thường mang theo mãnh liệt thi khí cùng oán khí, so vạn năm thi vương còn kinh khủng hơn được nhiều, giết người chu tâm rất lợi hại. Máu thịt nguyên vật liệu càng mạnh, chế tạo ra ngu giả khôi lỗi, sức chiến đấu liền càng mạnh. Diệp Thần đối mặt ba đầu ngu giả khôi lỗi, hiển nhiên là nhân vật hết sức mạnh, liền quang minh chi tâm hào quang cũng không sợ hãi, khí thế hung ác như vạn năm thi vương, tay cầm còn không có đánh tới Diệp Thần trên thân, một cỗ mãnh liệt thi khí, đã hun đến Diệp Thần sắp mắt mở không ra. Diệp Thần vô ý thức nghĩ bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh, chỉ cần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng bạo phát đi ra, này ba đầu ngu giả khôi lỗi, tuyệt đối phải hóa thành cho tàn. Nhưng làm như vậy, thế tất sẽ bại lộ thân phận của luân hồi. Kính tượng chuyển di. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ứng biến quyết đoán cực nhanh, thi triển tơ bông mưa kính thuật, kính tượng thần thông bùng nổ, trong không khí xuất hiện từng mặt tấm gương. Diệp Thần thân thể trốn vào trong gương, một thoáng liền tránh qua, tránh né ba đầu ngu giả khôi lỗi đánh giết. Không tốt, cái kia ba người áo đen, thấy không ổn, nhìn lại, liền thấy Diệp Thần thân thể, đã tựa như tia chớp, theo phía sau bọn họ tấm gương phá giết ra tới. Diệp Thần biết, cái kia ba đầu ngu giả khôi lỗi, sức chiến đấu cực cường, nếu là cứng đối cứng, hắn tại vận dụng luân hồi thần thông tình huống dưới, chưa hẳn có thể đánh được. Cho nên, hắn trực tiếp thẳng hướng cái kia ba người áo đen. Chỉ cần đem ba người bọn họ giải quyết, nghĩ đến cái kia ba đầu ngu giả khôi lỗi, cũng có thể tự sụp đổ. Cửu tiêu phi vũ kiếm. Diệp Thần tinh hà kiếm khí phong bạo chảm giết mà ra, bẻ gãy nghiền nát. Cái kia ba người áo đen, bối rối phía dưới rút kiếm đón đỡ, nhưng bọn hắn lại ở đâu là Diệp Thần địch thủ. Xoẹt. Huyết phũ bắn tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt, cuối cùng này ba người áo đen, liền bị Diệp Thần kiếm khí xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết phũ. Bọn hắn vừa chết, cái kia ba đầu ngu giả khôi lỗi, mất đi khống chế, trực tiếp liền bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Tại sau khi ngã xuống đất, ba đầu ngu giả khôi lỗi, càng là quỷ dị phân giải hết, thân thể trật tự sụp đổ, cấu tạo chúng nó thân thể tàn chi khối thịt, phân giải tàn mát ra tới, màu đen thi thủy chảy xuôi, gai mũi hôi thối chuyển ra, nhưng rất nhanh lại bị Diệp Thần quang minh chi tâm tan rã, không khí khôi phục tươi mát, rất nhiều tàn chi khối vụn dần dần tại quang minh chi tâm lực lượng dưới, hóa thành cho tàn. Chiến đấu triệt để kết thúc, Diệp Thần tầm mắt khẽ nhíu lấy, hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu. Diệp Thần cũng là cảm nhận được một điểm hung hiểm. Này chút sát thủ áo đen thủ đoạn, xảo trá lợi hại, mặc kệ là cái kia xiềng xích khắp huyết rùa, vẫn là ba đầu ngu giả khôi lỗi, đều để Diệp Thần thấy áp lực. Một bên Tiêu Tể Thông đám người, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Tại quang minh chi tâm chiếu rọi đến, Diệp Thần thẳng tắp thân thể giống như là cổ lão trong truyền thuyết thần thoại chiến thần. Tại Tiêu Tể Thông trong mắt, vô cùng cường hãn sát thủ áo đen nhóm, hắn thậm chí không dám đối kháng, vừa thấy được liền muốn chạy trốn tồn tại, lại toàn bộ bị Diệp Thần giết chết. Trần Dạ đạo hữu thật cường hãn thủ đoạn, tại hạ bội phục. Tại rung động sau một hồi,
Tiêu Tể Thông mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng cung kính tán thưởng hướng về Diệp Thần khom mình hành lễ, cũng là nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Diệp Thần ra tay, diệt sát toàn trường, hắn khả năng liền bị những cái kia sát thủ áo đen đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, không có gì. Hắn hồi tưởng lại này chút sát thủ áo đen, lúc mới bắt đầu nhất, tựa hồ là nghĩ bức Tiêu Tể Thông giao ra cái gì thần quy bảo đồ. Này thần quy bảo đồ bốn chữ, lại làm cho Diệp Thần nhớ tới hoàng đồ hồn cung bên trong, cái kia thủ hộ thần thú Thanh Khâu thần quy. Tiêu huynh, vừa mới bọn hắn gọi ngươi giao ra thần quy bảo đồ, là cái gì? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tể Thông biểu lộ cứng đờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có giấu giếm, đáp, là tinh không đạo thư tàng bảo đồ, xem ra Trần Dạ đạo hữu bế quan quá lâu, liền thần quy bảo đồ cũng không biết. Diệp Thần mắt sáng lên, tinh không đạo thư tàng bảo đồ. Tiêu Tể Thông nói, đúng thế. Dưới tay hắn một cái đệ tử vội la lên, thiếu gia, không thể. Tiêu Tể Thông giơ tay lên nói, không sao, Trần Dạ huynh không là người ngoài. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, này thần quy bảo đồ, cùng hoàng đồ hồn cung thủ hộ thú, thần quy huyền thú có quan hệ. Tiêu Tể Thông nói, đúng vậy, cái kia thần quy huyền thú, tại vạn năm trước đắc đạo hóa người, bình thường xưng hô kỳ vi thần quy huyền tổ. Thần quy huyền tổ cùng hoàng đồ hồn cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, mâu thuẫn tranh đấu mọi người đều biết. Thần quy huyền báo, tổ chấp trưởng lấy tinh không đạo thư tàng bảo đồ, nhưng hắn thủy chung không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, nói là cái kia tinh không đạo thư, là tội ác họa loạn căn nguyên, một khi hoàng đồ hồn cung nhúng chàm, chỉ có hướng đi kết quả diệt vong. Ha ha, này liền có chút nói hưu nói vượn. Tinh không đạo thư hạng gì thần thánh chân quý, ẩn chứa vĩ đại trật tự, thậm chí có thể chống đỡ hồn thiên đế hoàng đồ kiếm, như thế nào lại là tội ác họa loạn căn nguyên. Thanh Khâu Thiên Nhạc nhiều lần bức bách, thần quy huyền tổ cũng không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, ta xem nhất định là này thần quy huyền tổ, muốn nuốt một mình tinh không bảo tàng, cho nên không chịu nắm tàng bảo đồ gặp người. Bất quá cuối cùng tại Thanh Khâu Thiên Nhạc bức bách dưới, thần quy huyền tổ cũng cuối cùng bị bức tử. Nhưng hắn chết cũng không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, hắn thân thể tự bạo, tàng bảo đồ chia ra thành bốn phần, phân tán rơi xuống đến hoàng đồ tinh bên trong. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tể Thông, nhướng mày, nói thế mà còn có loại sự tình này. Hắn âm thầm bấm ngón tay tính toán, phát hiện thiên cơ phù hợp, Tiêu Tể Thông hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thần quy huyền tổ cùng Thanh Khâu Thiên Nhạc tranh đấu, cuối cùng kết cục, liền là thần quy huyền tổ bị bức tử, thân thể tự bạo. Tàng bảo đồ chia ra thành bốn phần, triệt để thất lạc, không nữa bị hoàng đồ hồn cung trưởng khống. Những chuyện này, là Bình Chi Hiên phản bội chạy trốn sau mới phát sinh, cho nên tại Bình Chi Hiên trong trí nhớ, cũng không có tương quan tồn tại, Diệp Thần theo Tiêu Tể Thông trong miệng, mới biết được trận này kinh thiên cự biến. Tiêu Tể Thông nói, ta tinh quý kiếm môn, may mắn đạt được một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, ta bây giờ là phụng sư môn mệnh lệnh, nắm bảo đồ mảnh vỡ mang đến cổ dạ chi đều. Giao cho Xương Dạ Phái trưởng môn. Xương Dạ Phái, là hoàng đồ tinh ngũ đại môn phái một trong, ở vào vĩnh dạ khu, cổ dạ chi đều chính là do Xương Dạ Phái trưởng khống. Xương Dạ Phái nội tình, 10 điểm thâm hậu mạnh mẽ. Diệp Thần cực kỳ kỳ dị, nói thần quy bảo đồ mảnh vỡ quý giá như thế, liên quan đến tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc, Tiêu huynh lại muốn chắp tay nhường cho người. Tiêu Tể Thông nói, Trần Dạ huynh có chỗ không biết. Muốn tìm đến tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc, vậy ít nhất muốn tập hợp đủ 4 mảnh vụn mới được, nhưng nghĩ tập hợp đủ mảnh vỡ, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lần này Xương Dạ Phái trưởng môn Chu Chính Hùng, tại cổ dạ chi đều cử hành đấu giá hội, mời ta tinh quý kiếm môn tham gia, chỉ cần ta tinh quý kiếm môn, chịu giao ra thần quy bảo đồ mảnh vỡ, bọn hắn nguyện ý xuất ra một kiện thiên yêu thần khí làm tạ ơn, còn có 100 vạn nguyên ngọc. Ha ha, so với hư vô mờ mịt bảo tàng. Vẫn có thể cầm tới tay chỗ tốt càng thực tế một chút. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói cái gì tạ ơn, thiên yêu thần khí. Tiêu Tể Thông nói, đúng vậy a, nghe nói viễn cổ thời điểm, có thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ, bọn hắn từng tại viêm ngục cấm khu tham dự qua chiến tranh viễn cổ, cái kia cuộc chiến tranh đánh cho thiên băng địa liệt, trên người bọn họ có không ít pháp bảo thần khí bị đánh rơi. Xương Dạ Phái sớm nhất thăm dò viêm ngục cấm khu cổ chiến trường. Vơ vét đến đếm không hết thất lạc thần khí, cho nên bọn hắn môn phái tích lũy nội tình, cực kỳ thâm hậu phong phú, không phải ta tinh quý kiếm môn có thể so sánh. Thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tộc thất lạc thần khí,
Xương Dạ phái đều thu thập có, bọn hắn chịu xuất ra Thiên Yêu thần khí làm trao đổi, đã là thiên đại thành ý. Tiêu Tể Thông trong lời nói, đối ngày đó yêu thần khí, cũng là tràn đầy chờ mong. So với hư vô mờ mịt tinh không đạo thư, hắn rõ ràng mong muốn càng thực tế chỗ tốt. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tể Thông, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, âm thầm suy nghĩ, nghĩ không ra thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ, đều từng tại hoàng đồ tinh bên trên sôi nổi qua, thậm chí lưu lại không ít thần khí. Ngưng thần suy tư một lát, Diệp Thần hướng Tiêu Tể Thông nói, Tiêu huynh, người cái kia thần quy bảo đồ mảnh vỡ, có thể hay không trực tiếp bán cho ta? Ta có thể cho ngươi đầy đủ thù lao, không thể so với Xương Dạ phái thấp. Diệp Thần muốn có được tinh không đạo thư, này thần quy bảo đồ là then chốt. Tiêu Tể Thông nghe được Diệp Thần hỏi thăm, liền vội vàng lắc đầu nói, không được, Trần Dạ huynh, ta đã đáp ứng Xương Dạ phái, muốn bán cho bọn hắn, lại sao có thể ăn nói. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, nói, được a. Tiêu Tể Thông nói, Trần Dạ huynh, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ngươi giết nhiều như vậy hoàng đồ hồn cung sát thủ, nếu là mùi máu tươi khuếch trương giải ra, chỉ sợ sẽ có càng mạnh mẽ hơn sát thủ buông xuống. Diệp Thần gật đầu, cũng biết nguy hiểm, liền cùng Tiêu Tể Thông đám người rời đi hiện trường, tiếp tục đi đường đi tới cổ dạ chi đều. Hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, Diệp Thần hỏi, mới vừa những sát thủ kia, thi triển thần thông, xiềng xích khắp huyết rủa, là tam thập tam thiên thần thuật sao? Tiêu Tể Thông nói, đúng vậy, hoàng đồ tinh lưu truyền hai môn tam thập tam thiên thần thuật, một môn là phương chu tròm sao, do ta tinh quỹ kiếm môn độc nhất vô nhị trưởng quản, một môn khác liền là xiềng xích khắp huyết rủa, hoàng đồ hồn cung cùng Xương Dạ phái người đều biết. Môn thần thông này rất lợi hại, có thể sáng lập xiềng xích, không cùng xiềng xích vạn vật, mặc kệ là thời gian không gian, vẫn là cơ thể người kinh mạch, đều có thể dùng xiềng xích giam cầm, bất quá cần bùng cháy tự thân máu tươi thi triển. Đại giới cũng không nhỏ. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Hắn tính toán một thoáng, cho đến bây giờ, chủ lưu bên trên tất cả tam thập tam thiên thần thuật, hắn tựa hồ đã hoàn toàn kiến thức qua. Tam thập tam thiên thần thuật, chính là, ngu giả, đao kiếm thần quyết, thiên đấu lớn đồ kiếm, vạn hoa đồng huyết nhãn, Phật tổ chân kinh, kinh cức phương tọa, đại mộ thần kiếm, chư thần hoàng hôn, thanh liên đúc thánh pháp, cuồng lôi thiên tuyệt trảm, mộng tưởng một lòng chảy. Tờ bông mưa kính thuật, sử sách đạo tạng, nghệ lạc thiên xạ thuật, ngạo thế cửu trọng thiên, thần ma hủ thiên lưu, thái hư cổ long nói, ma ban thiên lão quyết, thiên ma phệ hồn thủ, thôn hồn tà đạo trương, cửu u hắc hỏa quyết, thiên đế trảm long quyết. Tử huyền tạo hóa trải qua, hắc kình tròm sao, đế hoàng tròm sao, huyễn kiếm tròm sao, thái thản tinh tòa, huyết dực tròm sao, mạn đà tròm sao, song xà tròm sao, thiên địa mẹ nguyên trưởng, phương chu tròm sao. Xiềng xích khắp huyết rùa. Được chứng kiến hết thảy tam thập tam thiên thần thuật, Diệp Thần tầm mắt cùng ánh mắt tựa hồ cũng mở rộng rất nhiều, đạo tâm thấp thoáng có điều ngộ ra. Những sát thủ kia thi triển ngu giả khôi lỗi, lại có cái gì huyền bí? Cùng xếp hàng thứ nhất ngu giả thần thuật có quan hệ. Diệp Thần lại hỏi, so với xiềng xích khắp huyết rùa, cái kia ngu giả khôi lỗi càng làm cho hắn thấy quỷ dị. Tiêu Tể Thông nghe được Diệp Thần vấn đề này, toàn thân đều dùng mình một cái, một bộ húy mặc như thâm bộ dáng, rõ ràng đối cái kia ngu giả khôi lỗi, hắn cũng là kiêng kỵ khủng hoảng cực kỳ. Diệp Thần nói, thế nào, cái kia ngu giả khôi lỗi là không thể diễn tả đồ vật sao? Tiêu Tể Thông hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, nói, cũng không phải, chẳng qua là cùng ngu giả tương quan đi qua, có chút làm người không quá dễ chịu. Hoàng đồ hồn cung tín ngưỡng hồn thiên đế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tại đi qua trong 5 tháng, hoàng đồ hồn cung đã đản sinh ra một chút dị đoan, này chút dị đoan thờ phụng ngu giả, bọn hắn tin tưởng ngu giả thần thuật, là tinh không phía trên vĩ đại tồn tại tạo hóa ra tới. Bọn hắn bốn phía săn giết sinh linh, dùng sinh linh máu thịt rèn đúc ra từng con khôi lỗi, bọn hắn tin tưởng chỉ cần hiến tế này chút máu thịt khôi lỗi, là có thể triệu hoán tinh không phía trên vĩ đại tồn tại buông xuống. Ta tinh quý kiếm môn, chỉ ít có mấy chục vạn con dân. Năm đó từng bị những ngu giả đó phái cực đoan tín đồ bắt đi, sống sờ sờ bị cắt nát rèn đúc thành khôi lỗi. Này chút ngu giả phái cực đoan phần tử, mặc kệ là tại hoàng đồ hồn cung trong mắt, vẫn là chúng ta môn phái khác trong mắt, đều là tuyệt đối dị đoan. Sau này hoàng đồ hồn cung, trấn áp ngu giả phái, cơ hồ đem ngu giả phái cực đoan tín đồ giết hết, người còn sót lại cũng tất cả trốn vào tử vong ám lâm, trận kia cực đoan sóng gió mới bình ổn lại.
Bất quá giá ngu giả tín đồ mặc dù cực đoan, nhưng bọn hắn rèn đúc ra khôi lỗi, có thể so với vạn năm thi vương, sức chiến đấu cực cường, hoàng đồ hồn cung lại giữ lại, xem như là đại sát khí. Diệp thần hồi nhớ tới vừa mới đối mặt cái kia ba đầu ngu giả khôi lỗi, áp lực đích thật là vô cùng to lớn, nếu như cứng đối cứng, hắn tuyệt đối là vô cùng cố hết sức, cuối cùng là dựa vào giải quyết sát thủ áo đen bản thân, đoạn tuyệt điều khiển, mới qua nguy nan. Một bên trò chuyện, Diệp thần cùng Tiêu Tể Thông đám người, đã hoàn toàn rời đi hoàng đồ hồn cung lãnh địa, tại ra sớm chiều đường về sau, bọn hắn liền tiến vào vĩnh dạ khu. Vĩnh dạ khu vĩnh viễn cũng không gặp được ánh nắng. U ám lạnh lẽo, trên bầu trời chỉ có cái kia màu vàng xanh nhạt hoàng đồ kiếm, hiện ra cổ lão hào quang, ngoài ra phóng nhãn toàn bộ bầu trời, đều không nhìn thấy dù cho một điểm mặt khác quang minh. Bởi vì chiếu không tới ánh nắng, cho nên vĩnh dạ khu vô cùng lạnh lẽo, càng là đi sâu, liền càng rét lạnh, cỗ hàn ý này bên trong mang theo hoàng đồ kiếm bản thân kiếm khi phóng xạ uy áp, cho nên như mãnh liệt, sâu tận xương tủy. Diệp thần cùng Tiêu Tể Thông đám người, vận công hộ thể. Bọn hắn đều có đối kháng lạnh lẽo thủ đoạn, tự nhiên không sợ. Bất quá tại vĩnh dạ khu bên trong, hắc ám đè nén, khắp nơi đều có ma vật dẫn đến, hoàn cảnh cực đoan hiểm ác. Diệp thần mặc dù không sợ ma vật, nhưng luôn bị ma vật quấy rối, cũng phiền muộn không thôi. Hắn đành phải tế ra quang minh chi tâm, dựa vào quang minh chi tâm hào quang, xua tan hắc ám, chiếu rọi con đường phía trước. Tại quang minh chi tâm chiếu rọi đến, trong bóng tối ma vật dồn dập tránh lui, không tiếp tục tới quấy rối. Tiêu Tể Thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói Trần Dạ huynh, người pháp bảo này thật đúng là lợi hại, quang minh lực lượng cường hãn đến tình trạng như thế, quả thực là tích dịch vạn ma, vô địch, nhiều ít nguyên ngọc chịu bán. Diệp thần lắc lắc đầu nói, không bán. Tiêu Tể Thông lập tức một hồi xấu hổ, nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời quang minh chi tâm, tràn đầy khát vọng, thậm chí còn có một tia tham lam. Trước đây Diệp thần đối chiến hoàng đồ hồn cung sát thủ thời điểm, này quang minh chi tâm liền bùng nổ đại thần uy, đủ để phá xiềng xích khắp huyết rủa gông cùng xiềng xích. Như thế thần khí, Tiêu Tể Thông tự nhiên cũng là thèm nhỏ dãi cực kỳ. Hai người tại vĩnh dạ khu đi vào trong một ngày, hắc ám lạnh lẽo càng nồng đậm, hai người ở trên mặt đất nghỉ ngơi, Tiêu Tể Thông thủ hạ đệ tử ở ngoại vi đề phòng. Diệp thần hỏi, Tiêu huynh, người đáp ứng cho ta phương chu tròm sao thần thuật, lúc nào cho? Tiêu Tể Thông nghe được Diệp thần lại đề việc này, vẻ mặt xấu hổ bên trong mang theo lấy tức giận, bất quá cũng không tiện phát tác, nói ta mới vừa thu đến sư môn tin tức truyền đến, nói phương chu tròm sao thần thuật chân quý, không thể cùng người, nhưng Trần Dạ huynh đã cứu ta một mạng, ta tự nhiên là không dám quên, nơi này là 80 vạn nguyên ngọc, coi như là ta cho huynh đệ thù lao của ngươi. Tiêu Tể Thông xuất ra một cái túi đựng đồ, có chút không bỏ cùng thịt đau đưa cho Diệp thần. Trong túi chữ vật trang phục chính thức có 80 vạn nguyên ngọc, xem Tiêu Tể Thông bộ dáng, lập tức giao cho Diệp thần 80 vạn nguyên ngọc, hắn cũng là phi thường đau lòng. Diệp thần sầm mặt lại, nhưng không có thu, nói Tiêu huynh ý tứ, là thật muốn vi phạm tín nặc, không chịu nắm tròm sao thần thuật cho ta. Nếu như là bình thường thuật pháp, Diệp thần cũng không để ý, nhưng tam thập tam thiên thần thuật, hơn nữa còn là cùng Phương Chu có quan hệ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà lại, là Tiêu Tể Thông hứa hẹn trước đây, Diệp thần mới ra tay cứu hắn, bằng không, Diệp thần cũng lười lãng phí sức lực. Thậm chí, Diệp thần không ngừng cứu được Tiêu Tể Thông một lần, còn đem hắn theo sát thủ áo đen truy sát bên trong sắn cứu được. Hiện tại Tiêu Tể Thông trực tiếp vi phạm hứa hẹn, cái này khiến Diệp thần vô cùng khó chịu. Tiêu Tể Thông trầm giọng nói, Trần Dạ huynh, người cần gì phải dồn ép không tha. Ta đều nói rồi, này phương chu tròm sao thần thuật. Là ta tinh quý kiếm môn bí mật bất truyền, ta coi như nghĩ truyền cho ngươi, các trưởng bối cũng sẽ không cho phép. Diệp thần lạnh nhạt nói, đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn hứa hẹn cho ta? Tiêu Tể Thông vẻ mặt càng âm trầm, thực sự vô pháp phản bác, nói tóm lại, ta chỉ có thể cho ngươi 80 vạn nguyên ngọc, đằng trước liền là tử vong ám lâm, muốn đi cổ dạ chi đều phải qua đường, hung hiểm cực kỳ. Trần Dạ huynh, ngươi vẫn là nhận lấy này chút nguyên ngọc. Chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ có kết bạn đồng hành, mới có thể an ổn thông qua tử vong ám lâm. Tại hai người phía trước cách đó không xa, là một mảnh rừng rậm cổ lão rừng rậm, cái kia chính là tử vong ám lâm. Tử vong ám lâm bên trong cây cối, không cần ánh nắng cũng có thể sinh trưởng, vặn vẹo quái dị, nhánh cây như mãng xà rắn,
tràn ngập khí tức tử vong, u ám tĩnh lặng, trong đó có quỷ dị ma vật hoành hành. Thậm chí nghe nói tại tử vong ám lâm chỗ sâu, còn có còn sót lại ngu giả phái cực đoan tín đồ. Diệp thần nói, không cần, ta không cần nguyên ngọc, chỉ cần tròm sao thần thuật. Ngươi nếu là không cho, thật muốn vi phạm tín nặc, chính mình đạo tâm không có trở ngại, ta cũng không thể nói gì hơn. Nghe Diệp thần, Tiêu Tể Thông vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, da mặt run động đậy, trong ánh mắt thậm chí lóe lên sát khí, nhưng không có phát tác, trầm giọng nói. Trần Dạ huynh chớ muốn tức giận, ta lại cùng sư môn câu thông một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệp thần sát ý thu lại, gật gật đầu, ngồi xếp bằng điều tức, Tiêu Tể Thông thì vẻ mặt âm trầm đi tới một bên khác. Đinh linh. Chợt vào lúc này, Diệp thần nghe được một cỗ thanh thúy chuông lục lạc tiếng chuyển đến, còn có bánh xe lân lân thanh âm, chỉ thấy có một nhánh đội xe, đang hướng phương hướng của hắn chạy tới, nói đúng ra, tựa hồ là muốn chạy nhanh hướng về phía trước tử vong ám lâm. Cổ đêm đấu giá hội cũng nhanh muốn bắt đầu, theo bốn phương tám hướng, đều có không ít thế lực, đi cổ dạ chi đều tham dự thịnh hội, khi tiến vào vĩnh dạ khu về sau, Diệp thần trên đường cũng đã gặp qua không ít đội xe. Bất quá đội xe này, rõ ràng cùng bình thường đội xe khác biệt, bởi vì bọn họ vật cưỡi, toàn bộ là từng con thần tuấn hung mãnh hỏa kỳ lân. Cầm đầu hỏa kỳ lân, trên cổ đeo có chuông lục lạc, bước đi lúc thanh thúy phát ra tiếng, hỏa kỳ lân nóng rực khí thế, còn có chuông lục lạc thanh âm, đủ để trấn nhiếp ma vật. Chi này hỏa kỳ lân trong đội xe, ước chừng có hơn 10 người, khí tức thoạt nhìn đều có chút không tầm thường, ống tay áo bên trên ấn có một cái hỏa kỳ lân huy hiệu. Nhìn xem cái kia hỏa kỳ lân huy hiệu, Diệp thần tầm mắt ngưng tụ, nghĩ thầm, là hỏa lân môn người. Hỏa lân môn là hoàng đồ tinh ngũ đại môn phái một trong, cùng tinh quỹ kiếm môn một dạng, đều tại cực chú khu, là cực chú khu cự phách. Xem ra cổ dạ chi đều cử hành đấu giá hội, hỏa lân môn cũng muốn đi trước tham gia. Tiêu Tể Thông nhìn thấy hỏa lân môn đội xe tới gần, lấy làm kinh hãi, hướng một người cầm đầu nữ tử nói, Vu Mạch Vãn, là ngươi. Đội xe phía trước nhất, một cái nữ tử áo đỏ, cưỡi tại một đầu cao lớn lạ thường hỏa kỳ lân trên thân, nàng dung mạo đẹp đẽ, lông mày cong cong, tản mát ra hoạt bát xúc động lòng người khí chất, cùng Tiêu Tể Thông hiển nhiên là quen biết. Tiêu Tể Thông, thật sự là đúng dịp, thế mà tại đây bên trong đụng phải ngươi, ha ha. Nữ tử áo đỏ cười cười, lên tiếng chào, tầm mắt lại chuyển hướng Diệp Thần, rõ ràng thấy Diệp Thần bất phàm, không nói những cái khác. Chỉ là trôi nổi tại Diệp Thần bên cạnh người quang minh chi tâm, liền cho người ta một cỗ thần thánh rực rỡ cảm giác. Vị này là... Ta tới giới thiệu, vị này là Trần Dạ huynh đệ, mặc kệ là võ đạo vẫn là tiên đạo quỷ đạo thuật pháp, hắn đều vô cùng tinh thông, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tiêu Tể Thông hướng nữ tử áo đỏ giới thiệu Diệp Thần, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói. Vị cô nương này là Hỏa Lân Môn Thiên Kim, Vu Mạch Vãn. Diệp Thần khách khí gật đầu nói, hạnh ngộ. Vu Mạch Vãn trên dưới dò xét Diệp Thần, rõ ràng thấy Diệp Thần không đơn giản, nhưng nàng lại nhìn không thấu Diệp Thần trên người thiên cơ mạch lạc, bất quá nàng cũng không sâu cứu, dù sao lần đầu gặp gỡ, nàng cũng chỉ là lễ phép cười cười, nói, bụi già công tử, hạnh ngộ. Tiêu Tể Thông nói, Vu Mạch Vãn, ngươi như vậy nghênh ngang, thông hành sớm chiều đường thời điểm, hoàng đồ hồn cung không tới bắt ngươi. Vu Mạch Vãn đoàn người. Toàn bộ cưỡi hỏa kỳ lân, trong đội xe lôi kéo không ít hàng hóa, thoạt nhìn vô cùng chú mục, nếu là như vậy nghênh ngang thông qua sớm chiều đường, khẳng định sẽ khiến hoàng đồ hồn cung tuần thú người chú ý. Tiêu Tể Thông có thể là chịu nhiều đau khổ, nếu như không phải có Diệp Thần tại, hắn có thể hay không sống sót đi đến nơi đây đều là vấn đề. Cực chú khu người, mong muốn tham gia cổ dạ chi đều đấu giá hội, nhất định phải trước xuyên qua sớm chiều đường, sơn thủy xa xôi. Vạn dặm xa xôi, lộ trình 10 điểm gian khổ. Nhưng xem Vu Mạch Vãn đoàn người, lại là nhẹ nhàng bộ dáng. Vu Mạch Vãn cười nói, chỉ cần ta chạy rất nhanh, bọn hắn liền đuổi không kịp ta. Tốt, không nói, ta vẫn phải đi chết vòng ám lâm tìm ít đồ, cổ dạ chi đều gặp, Tiêu Tể Thông, nếu như ngươi có thể còn sống đi qua, ha ha. Vu Mạch Vãn sờ lên hỏa kỳ lân vật cưỡi lông bờm, cũng không có dừng lại. Mang theo thủ hạ người trùng trùng điệp điệp rời đi. Nàng xuyên qua sớm chiều đường thời điểm, cũng lọt vào hoàng đồ hồn cung đánh giết, nhưng nàng cưỡi kỳ lân thần thú, chạy tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không sợ truy sát, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Đây là hỏa lân môn ưu thế chỗ.
Hỏa Lân Môn nuôi dưỡng đại lượng viễn cổ kỳ lân thần thú, nội tình có chút thâm hậu, này chút kỳ lân thần thú đã là vật cưới, cũng có thể tham dự chiến đấu. Tiêu Tể Thông kêu lên, Vu Mạch Vãn, tử vong ám lâm hung hiểm, không bằng chúng ta kết người bạn. Vu Mạch Vãn thanh âm xa xa truyền đến, không cần. Mang theo đội ngũ, cưới kỳ lân đã đi xa. Tại hắc ám vĩnh dạ khu bên trong, nàng kỳ lân đội ngũ, liền tựa như là một đầu hỏa diễm, 10 điểm hoa lệ. Tiêu Tể Thông tự chuốc nhục nhã, vẻ mặt 10 điểm không thoải mái. Diệp Thần không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt điều tức, liền đợi đến Tiêu Tể Thông cho hắn cuối cùng trả lời chắc chắn. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thần đoán chừng là đã qua hơn nửa đêm thời gian. Trần Dạ Huynh. Diệp Thần nghe được Tiêu Tể Thông kêu gọi, liền mở mắt, chỉ thấy Tiêu Tể Thông liền ở trước mặt hắn, một bộ chủ trừ bộ dáng. Tiêu Huynh, như thế nào? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tể Thông tay cầm siết chặt, nói ta thu đến sư môn truyền đến ý chí phủ chiếu, sư phụ ta nói. Ngữ khí có chút chần chờ. Diệp Thần nói, làm sao? Tiêu Tể Thông cắn răng nói, Trần Dạ Huynh mời xem. Hắn mở ra tay cầm, trong lòng bàn tay là một đạo phủ chiếu, phía trên hội họa lấy phương chu cự hạm đồ hình. Diệp Thần ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia phủ chiếu đột nhiên toát ra ngàn vạn đầu hoa quang. Mỗi một đầu hào quang đều mang theo mãnh liệt uy áp, hung hăng hướng Diệp Thần đánh thẳng tới. Ngô! Diệp Thần nhận trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt lập tức xuất hiện tầng tầng ảo giác, hắn thấy được hắc ám tinh không, trên trời sao có từng chiếc to lớn phương chu, ô minh lấy dồn dập rơi xuống. Rơi xuống phương chu, mỗi một chiếc phảng phất đều nện ở Diệp Thần trên thân, mang cho hắn vô cùng áp lực nặng nề cùng đả kích. Đây là phương chu tròm sao thần thuật xa đọa áo nghĩa. Phương chu tròm sao thần thuật, có hai cái áo nghĩa, một cái là quang minh áo nghĩa, lũy thừa thuyền, độ khổ hải, một cái khác là hắc ám áo nghĩa. Phương chu rơi xuống, có thể mang cho kẻ địch mãnh liệt to lớn ảo giác, giống như muốn bị sống sờ sờ đập chết, thậm chí có thể khiến người ta đạo tâm, cũng đi theo phương chu cùng một chỗ ngã xuống. Cỗ này phương chu xa đọa áo nghĩa, vô cùng khó luyện thành. Tiêu Tể Thông chính mình là không thể nào nắm giữ, hắn là mượn sư môn trưởng bối ý chí lực lượng, mới đột nhiên bộc phát ra hung ác như thế hung hãn trùng kích, một thoáng đánh lén Diệp Thần. Diệp Thần nhận phương chu sa đọa trùng kích, mặt đều đen. Thiếu gia, tiểu tử này trúng chiêu. Tiêu Tể Thông thủ hạ một cái đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần như thế trạng thái, lập tức kinh hỉ nói. Tiêu Tể Thông đánh lén thành công, cũng là lâm vào to lớn mừng như điên cùng trong sự kích động. Thân thể trận trận phát run, lại giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thần nói. Trần Dạ, là ngươi lòng tham không đáy, cứng rắn muốn đòi lấy ta tinh quý kiếm môn bí mật bất truyền, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lần này đánh lén, Tiêu Tể Thông là 10 điểm khẩn trương, dù sao được chứng kiến Diệp Thần mạnh mẽ thủ đoạn. Hiện tại đánh lén thành công, hắn vô cùng vui vẻ, hưng phấn khó tự kiềm chế, hướng thủ hạ mấy cái đệ tử nói. Mau giết hắn. Nắm cái kia pháp bảo cũng đoạt lại, chỉ quang minh chi tâm. Tuy nói đánh lén thành công, nhưng ở Diệp Thần xây dựng ảnh hưởng dưới, Tiêu Tể Thông cũng không dám tự mình động thủ. Bang! Dưới tay hắn mấy cái đệ tử, rút đao ra kiếm, liền hướng về Diệp Thần chém tới, muốn đem Diệp Thần loạn đao loạn kiếm phân thây. Diệp Thần lúc này lâm vào to lớn trong ảo giác, phương chu rơi xuống sa đọa áo nghĩa, nhưng thể xác và tinh thần của hắn linh hồn. Phảng phất cũng cùng theo một lúc đình trệ. Bất quá, Diệp Thần đạo tâm cường hãn, cỗ này ảo giác đình trệ, chẳng qua là ảnh hưởng hắn trong nháy mắt, hắn tại hạ một sát liền khôi phục như thường. Tại Tiêu Tể Thông thủ hạ đệ tử, đao kiếm rút ra, còn không có hướng hắn bổ tới thời điểm, hắn liền đã mở hai mắt ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh lén ta. Đạo tâm của ta, há là các ngươi có thể dung chuyển. Diệp Thần tầm mắt sắc bén quét mắt Tiêu Tể Thông đám người, phát ra khinh thường cười. Không thể không nói, phương chu tròm sao sa đọa áo nghĩa, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, thế mà có thể che đậy Diệp Thần đạo tâm thời gian một hơi thở. Nếu như Tiêu Tể Thông hành động lại cấp tốc điểm, quyết đoán lại nhanh điểm, Diệp Thần khả năng liền nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Tể Thông lại không có thể nắm chặt cơ hội, lúc này Diệp Thần đã khôi phục tỉnh táo. Cái gì, thì... Tiêu Tể Thông thấy Diệp Thần cái kia lành lạnh đôi mắt, vẻ mặt lập tức động lại. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, bắt lấy hướng hắn bổ tới đao kiếm, mạnh mẽ vặn gãy đi, lại đem gãy mất đao kiếm mảnh vỡ,
trở tay quăng bắn đi ra. Phốc, phốc, Tiêu Tể Thông thủ hạ mấy cái đệ tử, thân thể bị đao kiếm mảnh vỡ xuyên thấu, máu tươi phun tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ ngã xuống đất mất mạng. Tiêu Tể Thông hoảng hốt, vội vàng huy kiếm chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần dùng thanh liên khí bao tay, bắt hắn lại kiếm, nanh lệ nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta tranh đấu. Tuy nói Tiêu Tể Thông tu vi, là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Chu Võ Hoàng, ngày thứ hai nhai đám người, chênh lệch là vô cùng lớn, hắn không có đại khí vận, không có đầy đủ kiên cố đạo tâm, mặt ngoài tu vi chẳng qua là chủ nghĩa hình thức thôi, hoàn toàn không có khả năng cùng Diệp Thần đối kháng. Tiêu Tể Thông nhìn xem Diệp Thần cái kia lăng lệ biểu lộ, hắn triệt để hoảng rồi, quăng kiếm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói Trần Dạ huynh, tha mạng. Hắn là thật hoảng rồi, không nghĩ tới Diệp Thần tại Sa Đọa Phương Chu áo nghĩa trùng kích vào, thế mà còn có thể bảo trì đạo tâm vững chắc. Diệp Thần thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Kỳ thật chỉ cần ngươi có thể tuân thủ tín nặc, nắm chòm sao thần thuật cho ta, chúng ta còn có khả năng làm người bằng hữu. Nhưng ngươi không cho còn chưa tính, thế mà còn muốn giết ta. Kiếp sau chú ý một chút đi. Diệp Thần ngữ khí lãnh khốc, năm ngón tay đặt tại Tiêu Tể Thông trên thiên linh cái. Không, Trần Dạ huynh, ta sai rồi, tha mạng a. Ngươi mong muốn chòm sao thần thuật, ta cái này cho ngươi. Tiêu Tể Thông dọa đến tè ra quần, toàn thân như nhũn ra, vội vàng móc ra một cuốn quyển trục. Diệp Thần nói, hiện tại mới cho, đã chậm. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần không nói nhảm, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát Tiêu Tể Thông đầu, đồng thời vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, trực tiếp đem thân thể của hắn, rèn đúc luyện hóa thành một luồng đan khí. Diệp Thần hô hấp một thoáng, cỗ này đan khí, hấp thu vào cơ thể, hắn không cần đọc qua cái gì quyển trục, tại Tiêu Tể Thông trong trí nhớ, liền có Phương Chu tròm sao thần thuật huyền bí. Rất tốt, này Phương Chu tròm sao thần thuật, quả nhiên kỳ diệu cực kỳ, quang minh áo nghĩa, hắc ám sa đọa áo nghĩa, biến hóa đa đoan. Diệp Thần cảm ngộ trong đầu, Phương Chu tròm sao thần thuật bí pháp, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, trong lòng vừa lòng phi thường. Tiêu Tể Thông bỏ mình, từ trên người hắn, lại rơi xuống ra một cái kim sơn hộp gấm. Này kim sơn hộp gấm, thế mà có thể chịu đựng lấy Diệp Thần đạo tông đúc đan thuật phá hư nghiền ép, bên trong tất nhiên là tồn tại cái gì mạnh mẽ trật tự. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nhặt lên kim sơn hộp gấm mở ra, chỉ thấy bên trong chứa một khối tàn đồ. Là thần quy bảo đồ mảnh vỡ. Diệp Thần vừa nhìn thấy khối này tàn đồ, thiên cơ bắt, liền biết là thần quy bảo đồ mảnh vỡ, không khỏi một hồi kinh hỉ. Thần quy bảo đồ, liền là tinh không đạo thư tàng bảo đồ, là tìm kiếm tinh không đạo thư then chốt đồ vật. Ngày xưa thần quy huyền tổ tự bảo, tàng bảo đồ chia ra thành 4 khối, Tiêu Tể Thông chỗ tinh quỹ kiếm môn, liền cướp được một khối. Tiêu Tể Thông nói qua, lần này hắn đi cổ dạ chi đều, chính là muốn đi tham gia cổ đêm đấu giá hội, nắm thần quy bảo đồ mảnh vỡ, giao dịch cho xương dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, đổi lấy một kiện thiên yêu thần khí. Hiện tại, mảnh vụn này, liền rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ liên tục chuyển động, hắn tự nhiên không có khả năng nắm mảnh vỡ giao ra, nhưng chỉ có một khối tàn đồ mảnh vỡ, còn không thể khóa chặt tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc. Không biết mặt khác ba mảnh vụn, ở nơi nào, Hỏa Lân Môn Thiên Kim Vu Mạch Vãn, trên tay tựa hồ có một mảnh vụn. Diệp Thần lúc này lấy được một khối tàn đồ mảnh vỡ, đối thần quy bảo đồ mặt khác ba mảnh vụn, liền có một loại trong cõi u minh cảm ứng. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước đó không lâu rời đi Hỏa Lân Môn Thiên Kim Vu Mạch Vãn, trong tay liền có một khối tàn đồ mảnh vỡ. Thậm chí, Vu Mạch Vãn đi tham gia đấu giá hội, đoán chừng mục đích cũng giống như Tiêu Tể Thông, chính là muốn cầm tàn đồ mảnh vỡ đi giao dịch, đổi lấy chân chính vật có giá trị. Dù sao chẳng qua là một khối tàn đồ mảnh vỡ, thực sự không có tác dụng gì, muốn tìm tìm tinh không đạo thư, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nếu có thể nắm Vu Mạch Vãn trong tay mảnh vỡ, cũng nắm bắt tới tay, vậy cũng tốt. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, muốn nhất, liền là tinh không đạo thư. Vu Mạch Vãn trong tay mảnh vỡ, hắn không muốn bỏ qua, hiện tại đứng dậy xuất phát, hướng về phía trước Tử Vong Ám Lâm tiến đến. Vu Mạch Vãn rất có thể đã ra Tử Vong Ám Lâm, thậm chí khả năng đã đi cổ dạ chi đều. Một khi trong tay nàng tàn đồ mảnh vỡ, rơi xuống xương dạ phái trong tay, cái kia Diệp Thần lại nghĩ cầm tới,
gần như không có khả năng. Dù sao lần này, Sương Dạ phái cử hành đấu giá hội, như thế long trọng việc, vị kia trưởng môn khẳng định là muốn thu thập hết thảy mảnh vỡ, là hướng về phía tinh không đạo thư đi, dã vọng cực lớn. Diệp Thần động tác không nhanh chút, hắn liền không có cơ hội. Một đường tiến lên, Diệp Thần rất mau tới đến tử vong ám lâm rìa, vùng rừng rậm này u ám khủng bố, bên trong không biết ẩn giấu đi nhiều ít ma vật, thậm chí truyền thuyết có ngu giả phái dư nghiệt. Người bên ngoài muốn đi cổ dạ chi đều, chỉ có trước xuyên qua tử vong ám lâm, hung hiểm cực kỳ. Diệp Thần thả quang minh chi tâm, trôi nổi tại bên người, quang minh rực rỡ xua tan hắc ám, hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chân đi vào tử vong ám lâm bên trong. Tiến vào tử vong ám lâm về sau, Diệp Thần rõ ràng thấy, hoàn cảnh chung quanh trở nên ngột ngạt, trong không khí lộ ra làm người hít thở không thông ý vị, chung quanh cây cối toàn bộ là vặn vẹo quái dị bộ dáng, có chút cây cối thậm chí liền là ma vật bản thân, nhánh cây như mãng xà rắn ngọ nguậy, trực tiếp công kích tới gần người. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi không bao xa, liền nghe đến một tiếng thú giống, trong bóng tối lao ra một đầu hình thú ma vật, vô cùng hung hãn hướng hắn đánh giết tới. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn đã dùng quang minh chi tâm hộ thể, quanh thân rực rỡ hừng hực, nhưng vẫn là có ma vật dám tập kích hắn, rõ ràng này mảnh tử vong ám lâm, hắc ám pháp tắc cường liệt bao nhiêu, sinh tồn ở trong đó ma vật, hoàn toàn không sợ quang minh xuyên thấu. Xoẹt! Diệp Thần huy kiếm đem ma vật đánh giết, tiếp tục duy trì chú ý cẩn thận tiến lên, tìm kiếm Vu Mạch Vãn lưu lại tung tích. Vu Mạch Vãn dấu vết lưu lại, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra được. Bởi vì nàng và dưới tay nàng đệ tử, đều dùng hỏa kỳ lân thần thú vì vật cưỡi. Hỏa kỳ lân theo tử vong ám lâm bên trong bước qua, hỏa diễm khí tức thiêu đốt cây cối, Diệp Thần chỉ cần dọc theo trên cây cối lưu lại đốt cháy khét dấu vết, là có thể truy tung đến Vu Mạch Vãn. Diệp Thần liền dọc theo đốt cháy khét dấu vết, một đường tiến lên, lại phát hiện Vu Mạch Vãn con đường tiến tới, cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, sau đó bảy quẹo tám rẽ, vắng vẻ xảo trá. Nàng không phải muốn đi cổ dạ nhọn chi đều sao? Đường này đường, không giống như là đi cổ dạ chi đều bộ dáng. Diệp Thần có chút kỳ quái, hiện tại hắn có khả năng bắt được cổ dạ chi đều phương hướng, chỉ cần thẳng tắp xuyên qua tử vong ám lâm, là có thể đến. Nhưng Vu Mạch Vãn con đường tiến tới, lại không phải thẳng tắp, mà là giống như muốn quẹo vào cái gì chỗ đặc thù. Cảm thấy hầu nghi, Diệp Thần vẫn là dọc theo dấu vết, tiếp tục truy tìm xuống. Dù sao Vu Mạch Vãn trên thân, có một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, Diệp Thần không muốn bỏ qua. Một đường truy tìm, Diệp Thần liền dần dần đi sâu tử vong ám lâm chỗ sâu khí tức, khiến cho người lo lắng, giống như mang có cái gì ác mộng gợn sóng, cỗ ba động này nhường Diệp Thần nhớ tới Sa Đọa tinh không. Chung quanh cảnh tượng, cũng xuất hiện biến hóa, trong không khí có từng khỏa như đom đóm điểm sáng, nguyên bản đen như mực bầu trời, cũng là xuất hiện điểm điểm tinh quang. Lại còn có chút mộng ảo mỹ lệ bộ dáng. Diệp Thần thấy phía trước có ánh lửa, còn truyền đến mơ hồ tiếng người, lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi ra phía trước. Liền thấy phía trước đất trống bên trên, vài đầu hỏa kỳ lân thần thú đứng ở một bên, có mấy người đang bận rộn, đinh đinh đương đương, giống như là tại dựng chế tạo một cái tạm thời tế đàn. Vu Mạch Vãn đang ở trong đó. Tại mấy người lại phía trước nơi xa, trên một đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Đó là ngọc thạch điêu khắc nữ tử pho tượng, tại hắc ám vĩnh dạ bên trong, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, lại lưu chuyển lên tinh thần hào quang, đơn giản liền là trong đêm tối một tòa hải đăng, để cho người ta một thoáng liền thấy. Diệp Thần tầm mắt, lập tức bị nữ tử kia pho tượng hấp dẫn. Pho tượng tạo hình đến sinh động như thật, đem nữ tử kia dung mạo cùng thân thể, hoàn mỹ bày biện ra tới. Thậm chí có thể dùng câu thơ để miêu tả. Kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng. Uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Rõ ràng chẳng qua là một tòa pho tượng, nhưng Diệp Thần quan sát thời điểm, lại thấy đối phương là sống, khí chất sáng như mặt trời lên ánh bình minh, là một cái vô cùng cao quý trang nhã nữ tử. Nhưng ở trên người nữ tử, lại ngoài định mức điêu khắc một đầu to lớn mãng xà. To lớn mãng xà, cũng là sinh động như thật, quấn chặt lấy nữ tử, thân rắn bên trên mọc da trắng noãn cánh. Tại đây đầu cánh vũ rắn quấn quanh dưới, pho tượng này sinh ra một vệt khí tức quỷ dị. Cao quý trang nhã cùng quỷ dị cùng tồn tại, trong đêm tối thoạt nhìn, 10 điểm chói mắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, bởi vì hắn lại ngạc nhiên phát hiện,
nữ tử kia pho tượng tướng mạo, thế mà cùng đại chủ tể có 3 phần tương tự, giống như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội. Cái này khiến Diệp Thần không hiểu có chút tê cả da đầu, giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Người nào? Đúng lúc này, một đạo tiếng quát đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy Vu Mạch Vãn hộ vệ bên cạnh đệ tử, đã phát hiện hắn tồn tại. Vu Mạch Vãn cũng nhìn thấy Diệp Thần, hơi lộ ra một vệt vẻ kinh nghi, nói Trần Dạ, là ngươi. Bên người nàng hết thảy hộ vệ đệ tử, bang rút ra bội đao, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Thần, bên cạnh vài đầu hỏa kỳ lân thần thú, phì mũi ra một hơi, cũng là đề phòng, vận sức chờ phát động. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, chư vị không cần lúng túng, ta không có ác ý. Cười chậm rãi tiến lên. Tại Diệp Thần đi lên trước về sau, Vu Mạch Vãn cùng bên người mấy tên hộ vệ đệ tử, lập tức ngây dại. Bởi vì bọn hắn ngửi được, tại Diệp Thần trên thân, có một cỗ nhàn nhạt chưa tán mùi máu tươi. Vu Mạch Vãn khuôn mặt biến sắc, nói, người giết Tiêu Tể Thông. Nàng đã cảm giác được, Tiêu Tể Thông chết tại Diệp Thần trên tay. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói đúng vậy, bất quá là hắn muốn giết ta trước đây, ta chỉ đành chịu tự vệ. Vu Mạch Vãn tầm mắt chớp động, bấm ngón tay tính toán, lập tức nhìn thấy thiên cơ, biết đại khái Diệp Thần cùng Tiêu Tể Thông ở giữa ân oán, trên mặt nàng y nguyên mang theo chấn động to lớn chi sắc, nói. Ngươi không quan trọng thần đạo cảnh 6 tầng trời, thế mà có thể giết chết Tiêu Tể Thông. Nàng nghĩ phải nghiêm túc suy tính Diệp Thần đi qua. Nhưng phát hiện căn bản nhìn không thấu, chỉ biết là Diệp Thần rất mạnh, nếu như muốn giết nàng, chỉ sợ cũng không cần hao phí công phu gì. Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Vu Mạch Vãn trên dưới dò xét hắn liếc mắt, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, chấn động nói, Tiêu Tể Thông thần quy bảo đồ mảnh vỡ, cũng rơi xuống trong tay ngươi rồi. Chính nàng cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Diệp Thần trên người nội tình. Diệp Thần cười gật đầu. Nói, này tinh không đạo thư tàng bảo đồ, ta cảm thấy rất hứng thú, Vu cô nương, trong tay ngươi cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ a. Vu Mạch Vãn trong lòng run lên, chỉ sợ Diệp Thần ra tay giết người đoạt bảo, lập tức mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lui lại 2 bước, kiều khu cứng ngắc, miệng khô môi khô, không dám ứng tiếng. Bên người nàng mấy tên hộ vệ đệ tử, lập tức tiến lên bảo hộ, xem bộ dáng là trung tâm cực kỳ, biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, cũng không lùi bước. Diệp Thần cười cười, nói, Phu cô nương không cần khẩn trương như vậy, ta sửa đổi nói, sẽ không làm ngươi nghĩ loại chuyện đó, ta chỉ muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có thể hay không làm cái giao dịch, ta cho ngươi đầy đủ tạ ơn, ngươi đem trong tay ngươi tàn đồ mảnh vỡ cho ta. Giao dịch, Phu Mạch Vãn xem Diệp Thần bộ dáng, đích thật là chân thành tha thiết thành khẩn, cảm thấy hơi định, bất quá nghe Diệp Thần đề cập giao dịch, nàng có chút khó khăn, nói. Trên tay của ta tàn đồ mảnh vỡ, đã bị Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng đặt trước, hắn nói có khả năng xuất ra một kiện huyền yêu thần khí, tới cùng ta Hỏa Lân môn giao dịch, cha ta cũng đã đồng ý, ta cũng không dễ trái với điều ước. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nhướng mày, xem ra Vu Mạch Vãn tình huống, cùng Tiêu Tể Thông không sai biệt lắm, trong tay tàn đồ mảnh vỡ, cũng là muốn giao dịch cho Xương Dạ phái. Vu Mạch Vãn không dám đắc tội Diệp Thần, nói khẽ, Bội Dạ công tử, nếu là ngươi mong muốn tàng bảo đồ, chờ đi đến cổ dạ chi đều về sau, có lẽ có khả năng tự mình cùng Xương Dạ phái trưởng môn thương lượng, tay hắn bên trên cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thấy đi bộ bước, nói, được a. Tuy nói hắn hiện đang xuất thủ lời, có thể dễ dàng giết chết Vu Mạch Vãn, cướp đoạt hết thảy, nhưng hắn không phải loại người này, sẽ không làm trái bản tâm sự tình. Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Diệp Thần lại hỏi. Vu Mạch Vãn mấy người tại đây bên trong dựng tế đàn, thoạt nhìn có chút cổ quái. Vu Mạch Vãn cùng mấy tên hộ vệ đệ tử, trao đổi một thoáng ánh mắt, vẫn là không dám đắc tội Diệp Thần, tự nhiên cũng không dám giấu giếm, nói. Bội Dạ công tử, chúng ta là nghĩ trấn sát Ngu Giả phái dư nghiệt, chiếm lấy bọn hắn có chết suối chi thủy. Cái kia chết suối chi thủy, là phi thường bảo vật khó được, truyền thuyết là Ngu Giả phái những cái kia dư nghiệt. Hướng tinh không cầu nguyện, lấy được chúc phúc. Ta Hỏa Lân môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lại ở vào cực chú khu, tích lũy tháng ngày, trong cơ thể sẽ có hỏa độc trầm tích, như không hóa giải, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cái kia chết suối chi thủy, đối ta Hỏa Lân môn luyện công, có thiên đại tác dụng, cho nên ta muốn đem Ngu Giả phái dư nghiệt đều giết,
nắm cái chết của bọn hắn suối chi thủy đoạt tới. Nàng 10 điểm thản nhiên, đem chính mình hỏa lân môn mưu tính, trực tiếp cáo chi Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, có chút giật mình, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi Ngọc Oánh pho tượng, nói, nơi này có ngu giả phái Dư Nghiệt. Phu Mạch Vãn nói, đúng vậy a, năm đó những ngu giả đó phái Dư Nghiệt, trốn đến tử vong ám lâm, hướng tinh không cầu nguyện, lại thật để bọn hắn đạt được tinh không phía trên chúc phúc. Ngươi xem pho tượng kia, chỉ pho tượng, đó là ngu giả phái trong truyền thuyết, tinh không phía trên cường giả pho tượng, tên giống như kêu cái gì Thương Thiên Lạc Nguyệt, danh xưng Lạc Thần, nghe nói liền là ngu giả thần thuật người sáng lập. Thương Thiên Lạc Nguyệt, Diệp Thần nghe được cái tên này, lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói, pho tượng kia nữ tử, thật cùng đại chủ tể có quan hệ, thậm chí là xuất từ cùng một cái gia tộc. Dù sao tên đại chủ tể, liền gọi Thương Thiên Bạch Vũ. Vì Thương Thiên thị, này dòng giống thị nghe xong liền sẽ không để cho người ta quên. Ngu giả thần thuật là ai sáng tạo, không người biết được, truyền thuyết là đại chủ tể, nhưng bây giờ Vu Mạch Vãn lại nói, ngu giả thần thuật người sáng lập, là pho tượng này nữ tử, Thương Thiên Lạc Nguyệt, lại gọi Lạc Thần. Lạc Thần pho tượng, mỹ mạo cùng quỷ dị cùng tồn tại, tướng mạo tuyệt lệ, phong thái muôn vàn, nhưng trên thân quấn quanh cánh lông vũ mãng xà. Nhường pho tượng kia bằng thêm cổ quái xâm nhiên quỷ bí khí tức. Phu Mạch Vãn nói, có Lạc Thần pho tượng thủ hộ, ngu giả phái Dư Nghiệt đạt được thở dốc, cũng ở chỗ này thành lập bộ lạc, người nào cũng không thể công phá Lạc Thần thủ hộ trật tự, cho nên coi như biết rõ ngu giả phái Dư Nghiệt, ngay tại tử vong ám lâm, nhưng cũng không người có thể tiêu diệt bọn hắn. Ngu giả phái là phi thường cực đoan tồn tại, coi như tại Hoàng Đồ Hồn Cung trong mắt, bọn hắn cũng là cực đoan cuồng nhiệt dị đoan. Khắp nơi bắt người giết người, đem máu người thịt đúc nóng thành khôi lỗi, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Phu Mạch Vãn nói tiếp, này chút ngu giả phái Dư Nghiệt, tình cờ sẽ còn trộm ra, bắt người giết người, đem người xem như là tế phẩm, làm nhiều việc ác. Dĩ nhiên, ta hôm nay nghĩ tiêu diệt bọn hắn, cũng không phải là vì trừ gian diệt ác, chỉ là muốn chiếm lấy cái chết của bọn hắn suối chi thủy. Phu Mạch Vãn 10 điểm thẳng thắn, đôi mắt đẹp lập lòe khát vọng chi ý. Nàng là thuần túy vì giết người đoạt bảo. Diệp Thần nói, ngươi có thể công phá nơi này thủ hộ trật tự. Lạc Thần pho tượng, có một cỗ cường đại thủ hộ khí tức, bảo hộ lấy chung quanh. Diệp Thần đã nhòm ngó đến, tại Lạc Thần pho tượng dưới núi, đích thật là có một cái bộ lạc, nơi đó cư trú ngu giả phái tín đồ. Muốn giết chết này chút cực đoan tín đồ, trước hết đánh vỡ Lạc Thần pho tượng thủ hộ trật tự. Phu Mạch Vãn nói, ta hỏa lân môn các triều đại tiên tổ, nghiên cứu vạn thế kỷ nguyên, nghiên cứu ra một cái kỳ lân hỏa nhận trận, có thể miễn cưỡng công phá Lạc Thần trật tự, nhưng chỉ có thể duy trì 2 nén nhang thời gian. Ta cùng thủ hạ ta người, đang ở đông nam tây bắc tứ giác bày trận, chỉ cần này kỳ lân hỏa nhận trận bố thành, liền có thể công sát đi vào. Cử động lần này vô cùng mạo hiểm, nhưng vì chiếm lấy chết suối chi thủy, chỉ có này pháp. Diệp Thần tầm mắt chớp động. Trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, con mắt cuối cùng nhìn về phía cái kia Lạc Thần pho tượng, hướng Vu Mạch Vãn nói, Vu cô nương, chúng ta có lẽ có khả năng hợp tác, cùng một chỗ công diệt ngu giả Dư Nghiệt, sau khi chuyện thành công, cái kia Lạc Thần pho tượng về ta. Tòa kia Lạc Thần pho tượng, sau lưng liên quan đến lấy ngu giả thần thuật, còn có tinh không phía trên đại ẩn bí, Diệp Thần cảm thấy hứng thú vô cùng, nghĩ trực tiếp đem pho tượng thu. Dạng này nắm giữ manh mối, có lẽ có thể suy tính đến một chút bí ẩn thiên cơ. Phu Mạch Vãn lấy làm kinh hãi, nói, Bụi Già công tử, người thần thông mạnh mẽ, người chịu trợ lực, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng này Lạc Thần pho tượng, ẩn chứa tinh không phía trên pháp tắc lực lượng, người thu không đi à. Diệp Thần cười nói, trước tấn công vào đi lại nói. Phu Mạch Vãn nói, tốt. Ngay sau đó, Phu Mạch Vãn liền tiếp theo chế tạo tế đàn, chuẩn bị bày trận. Theo tế đàn bố trí, thiên địa khí tức cũng sinh ra một tia vi diệu gợn sóng, chung quanh có một cỗ mơ hồ nóng rực năng lượng đang lưu chuyển. Cỗ khí tức này gợn sóng, mặc dù Vu Mạch Vãn cực lực che giấu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi khuếch tán ra. Chỉ thấy ngu giả trong bộ lạc, có mấy người đi ra, bọn hắn ăn mặc áo da thú phục, trên đầu cắm lông vũ, một bộ người nguyên thủy trang phục, bên hông có treo đặc thù xương chế pháp khí. Người nào? Tại đây bên trong lén lén lút lút. Những người kia nhìn thấy Vu Mạch Vãn tại đây bên trong khai đàn bày trận, cảm giác có điểm gì là lạ, lớn tiếng hô quát. Vu Mạch Vãn hướng Diệp Thần nhìn một cái, Diệp Thần cũng không nói nhảm,
cửu u quỷ múa đao phát động, thân thể hóa thành một đạo như quỷ mị đao mang, hướng phía trước đột tiến, phốc xích vài tiếng, liền đem ra tới điều tra tình huống mấy cái kia ngu giả người, toàn bộ cắn nát. Thủ đoạn thật là lợi hại. Phu Mạch Vãn nhìn thấy Diệp Thần như thế dáng vẻ hung mãnh, cũng là âm thầm kinh hãi cùng bội phục, còn có một chút vui mừng, may mắn Diệp Thần đạo tâm không phải ác, bằng không, kết quả của nàng, sợ rằng sẽ là phi thường thê thảm. Giải quyết hết mấy cái kia điều tra người, Phu Mạch Vãn tế đàn, cũng rất nhanh bố trí xong. Tại tế đàn bố trí xong về sau, Phu Mạch Vãn vẫy tay, bên cạnh một đầu hỏa kỳ lân thần thú, đi tới, đạp vào trong tế đàn. Ông! Tế đàn bên trên trận văn, lóe ra một cỗ thần quang, bao phủ lại hỏa kỳ lân, cái kia hỏa kỳ lân rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn cấp tốc hòa tan thành một đoàn dòng máu, thẩm thấu vào trong tế đàn. Nguyên lai Vu Mạch Vãn bố trí trận pháp, liền là dùng hỏa kỳ lân thần thú làm tế phẩm. Hiến tế đi hỏa kỳ lân về sau, tế đàn hấp thu năng lượng bàng bạc, một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc chiếu sáng bầu trời đêm, trong huy hoàng mang theo chút sự lệ ý vị. Tập tục cuồn cuộn, năng lượng nổ tung. Tại phía đông, phía tây, phía bắc, cũng có một cỗ huyết quang, lần lượt đi theo vọt lên. Hiển nhiên là hỏa lân môn đệ tử khác, cũng thuận lợi hoàn thành bảy trận. Bốn đạo huyết quang trùng thiên, hội tụ một thể, làm cho bầu trời hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm, năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, bắn ra oanh long long lôi âm, sau đó theo cái kia vòng xoáy bên trong, hiển hóa ra một đầu hỏa kỳ lân vĩ ngạn hư ảnh. Ở chân trời tầng mây gào thét bốc lên, truyền xuống hung mãnh bá liệt khí thế. Cỗ này khí thế cường hãn, làm cho phía dưới ngu giả trong bộ lạc, truyền ra trận trận rối loạn thanh âm, bó đuốc hào quang khắp nơi sáng lên. Địch tập, trận trận đề phòng tiếng kèn cũng đi theo truyền ra. Hiu hiu hiu, chỉ thấy bên trên bầu trời, kỳ lân hỏa nhận trận chính thức bùng nổ, theo cái kia huyết sắc trong nước xoáy, nổ bắn ra từng đầu khí nhọn hình lưỡi dao nhuệ khí. Như bay kiếm phi đao hồng lưu, mưa sa khuynh lạc, giết hướng phía dưới ngu giả bộ lạc. Phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy trận trận bén nhọn tiếng xé gió, ngu giả bộ lạc thủ hộ trật tự, một cái gần như trong suốt vòng bảo hộ, bị từng đầu khí nhọn hình lưỡi dao, xỏ xuyên qua đến thủng trăm ngàn lỗ, sắp phá nát. Khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu vòng bảo hộ, tiến vào ngu giả trong bộ lạc, trận trận phát ra tiếng gào thảm thiết, hiển nhiên là có không ít người bị tàn sát. Giết đi vào. Cướp được chết suối chi thủy về sau, lập tức chạy. Phu Mạch Vãn đôi mắt lướt qua một tia hung ác, không nói hai lời, liền cưỡi lên hỏa kỳ lân, mang theo thủ hạ hộ vệ đệ tử, ngang tàng xông về phía trước bộ lạc. Nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì ngu giả bộ lạc sức mạnh thủ hộ, là phi thường cường đại, coi như nàng hiện tại xỏ xuyên qua đánh tan, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai nén nhang thời gian, một khi có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Vòng bảo hộ một lần nữa hình thành, nàng không thể kịp thời rút khỏi, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần cũng không nói nhảm, cũng là theo chân bay lượn hướng phía trước, tiến vào ngu giả trong bộ lạc, liền thấy cái này bộ lạc, tương đương nguyên thủy, bên trong người, cũng như dã man nhân, hết thảy trang trí đều 10 điểm đơn sơ. Duy nhất xa hoa, là trong bộ lạc tu kiến một tòa tế đàn, dùng đủ loại bảo thạch Mỹ ngọc tạo hình khảm nạm, đây là ngu giả bộ lạc tế tự nơi trốn. Trong tế đàn, có một cái giếng nước, phản chiếu bầu trời đêm, giếng nước bên trong ánh sao lấp lánh, trong veo trên nước lại lưu chuyển lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt, mỹ lệ bên trong mang theo một tia quỷ bí, nghĩ đến liền là Vu Mạch Vãn trong miệng chết suối chi thủy. Người nào, dám xâm phạm ta ngu giả thánh địa? Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn đám người xông vào, lập tức làm cho toàn bộ ngu giả bộ lạc chấn động, có 10 cái bộ lạc chiến sĩ, dẫn theo cốt mâu liền hướng bọn hắn vào tới. Những bộ lạc này chiến sĩ, thân thể khỏe mạnh, trên da ấn có tinh văn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể mơ hồ bùng nổ tinh không pháp tắc lực lượng, khí thế hung hãn mạnh mẽ. Hỏa lân thiên nhận khí. Phu Mạch Vãn vẻ mặt nghiêm túc, nên cũng không dám trực tiếp chống lại, nàng mượn trên trời kỳ lân hỏa nhận trận năng lượng, huy kiếm giết ra, bên trên ứng thiên trận, thân kiếm bên trên bộc phát ra từng sợi xích hồng khí lưu, bổ giết ra ngoài, như sóng như nước thủy triều. Nhưng này 10 cái bộ lạc chiến sĩ, ngang tàng không sợ, bốc lên thương vong đại giới, không có chút nào lùi bước, còn tiếp tục ngoan cường xông giết đi lên. Tiếp theo sát, tại bỏ ra 2 cái chiến sĩ tử vong đại giới về sau, còn lại bộ lạc chiến sĩ đã chém giết tới, trong tay cốt mâu sen lẫn bão táp tinh mang, bá đạo vô cùng,
hướng Vu Mạch Vãn bộ ngực đâm tới. Vu Mạch Vãn kinh hãi, không có nghĩ tới những thứ này bộ lạc chiến sĩ, như thế dũng mãnh gan dạ, lại hào không sợ chết. Cũng may mắn Diệp Thần ở bên cạnh, Diệp Thần gặp nàng nguy hiểm, kêu một tiếng, cẩn thận. Rút kiếm đột nhiên giết đi lên, Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm như ngân hà cuồn cuộn, kiếm khí cuồng bạo, đem một đám bộ lạc chiến sĩ bước lui. Dũng sĩ, những cái kia bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy Diệp Thần kiếm khí uy thế, khen một tiếng. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy 10 cái bộ lạc chiến sĩ, giống xếp chồng người, thân thể cấp tốc xếp đến cùng một chỗ, tay tay chân chân cấu kết, trên thân tinh văn ký hiệu sáng chói lấp lánh, cuối cùng thân thể của bọn họ, thế mà vặn vẹo đúc nóng đến cùng một chỗ. Một màn này cực kỳ khủng bố, vừa mới vẫn là 10 cái độc lập người, giờ phút này giống như lực lượng nào đó nhào nặn đến cùng một chỗ, lẫn nhau cốt nhục máu tươi đúc nóng một thể, biến thành một đầu to lớn như tang thi quái vật, nội tạng ruột xương cốt đã bởi vì đè ép dung hợp lực lượng, nổi bật ra tới, thẩm thấu ra lục đỏ đồ vật. Quẹ! Vu Mạch Vãn thấy đầu này tang thi quái vật, tại chỗ liền nôn mửa liên tu, đạo tâm nhận cực kỳ to lớn trùng kích. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại quỷ dị thủ đoạn, mười mấy người hợp thể, mà lại là tự sát thức hợp thể, tất cả mọi người máu thịt xương cốt vặn vẹo đúc nóng đến cùng một chỗ, biến thành một đầu to lớn tang thi. Đầu này to lớn tang thi, không hề nghi ngờ, liền là một đầu đặc thù ngu giả khôi lỗi. Diệp Thần hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, những người này là thế nào chịu từ bỏ chính mình sinh mệnh, trực tiếp tự sát thức dung hợp một chỗ, động tác nhanh chóng, quyết đoán chi cấp tốc, biến hóa chi quỷ dị, nhường Diệp Thần cũng theo đó kinh hãi. Giống, tang thi gào thét một tiếng, vung lên to lớn mà vặn vẹo cánh tay, hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi, trên cánh tay mang theo tinh thần mang khí, đằng đằng sát khí. Diệp Thần huy kiếm chạm ra, nhưng không ngờ đầu kia tang thi, tại tinh thần mang khí bao trùm dưới, thế mà ngăn trở Diệp Thần kiếm, bàn tay khổng lồ đập xuống. Cửu u quỷ múa. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, phản ứng cấp tốc, một cái lắc mình, thân hóa quỷ mị, tránh ra. Tang thi cánh tay chuyển động, hướng Vu Mạch Vãn vỗ tới. Vu Mạch Vãn ngăn cản không nổi, kinh hô một tiếng, kiều khu tại chỗ bị đập bay ra ngoài, chết sống không biết. Dưới người nàng kỳ lân thần thú, bị tang thi bắt lấy. Tang thi đem kỳ lân nhét vào trong bụng của mình đi, theo kỳ lân một hồi rên rỉ kêu rên, đầu này kỳ lân thân thể máu thịt, cũng bị đúc nóng vào tang thi trong thân thể đi. Diệp Thần tê cả da đầu, còn chưa thấy qua quỷ dị như vậy tràng diện. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Vu Mạch Vãn thủ hạ hộ vệ đệ tử, đều muốn tới gần tế đàn, chiếm lấy chết suối chi thủy, nhưng bị ngu giả bộ lạc chiến sĩ liều mạng ngăn lại. Này chút chiến sĩ, đang bảo vệ không che đậy sau khi vỡ vụn, mất đi địa mạch gia trì, sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng bọn hắn vì đối kháng kẻ địch, trực tiếp liền thi triển ngu giả khôi lỗi đúc nóng bí pháp, mấy người hoặc là mười mấy người vặn vẹo dung hợp một chỗ, hóa thành từng con tang thi, đem hết thảy muốn tới gần tế đàn người, toàn bộ giết lùi. Thật sự là quỷ dị a, những quái vật này, nhất định phải toàn bộ diệt sát. Diệp Thần thật sâu kiêng kỵ, ngu giả trong bộ lạc người, thoạt nhìn là người, nhưng thủ đoạn của bọn hắn, không khỏi quá kinh khủng một chút. Ông, Diệp Thần tế ra quang minh chi tâm, thần quang thôi động đến cực hạn, bàng bạc quang minh lực lượng nở rộ, như một vòng trắng lóa thái dương, chiếu rọi bốn phương. Xuy xuy xuy, cái kia từng con to lớn tang thi, lọt vào quang minh chi tâm chiếu rọi đến, thân thể phát ra bốc hơi thanh âm, khói trắng tỏa ra, nhưng cũng không có giải thể, đúng là mạnh mẽ chịu đựng lấy quang minh chi tâm trùng kích. Sau đó toàn trường 7-8 đầu tang thi, toàn bộ nhanh chân hướng về Diệp Thần vây quanh. Một màn này hình ảnh, cực kỳ khủng bố, màn đêm đen kịt dưới, 7-8 đầu thân cao 5-6 mét tang thi, tản ra huyết tinh cùng mùi vị của tử vong, bao quanh đem Diệp Thần vây quanh. Tại chúng nó to lớn vặn vẹo thi thể phụ trợ dưới, Diệp Thần lộ ra cô độc mà nhỏ bé. Mộ chủ, cần ta trợ lực. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nhìn thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, vội vàng nói. Không cần, ta có thể giải quyết. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không muốn ỉ lại bên ngoài lực lượng. Bù! Vài đầu tang thi phát động công kích, cánh tay hướng Diệp Thần chộp tới, động tác của bọn nó nhìn như trì trệ thong thả, nhưng lại mang theo một cỗ không cần phản kháng khí tức. Nếu như bị chúng nó bắt lấy, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, chính là mình thân thể máu thịt,
cũng phải bị đúc nóng vào bọn chúng tang thi trong thân thể đi, thành vì chúng nó một bộ phận. Diệp Thần thi triển cửu u quỷ múa thân pháp, như quỷ mị không ngừng trốn tránh, nhưng chỉ là tránh né cũng không phải biện pháp. Thôn hồn tà đạo trương, sụp đổ chi trương, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, không lo được đại giới, lập tức tế ra sụp đổ tà điển, hắc ám năng lượng nổ tung. Tại sụp đổ tà điển tế ra trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể một cỗ như tê liệt đau đớn, làn da khắp nơi nứt ra. Này sụp đổ tà điển, lực sát thương to lớn, nhưng cắn trả cũng là to lớn, mỗi lần vận dụng đều hội thương tổn tự thân. Sụp đổ lực lượng, giết người thương mình, nếu như không phải khẩn cấp quan đầu, Diệp Thần sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ thấy sụp đổ tà điển tế ra, từng mảnh ký tự bay lượn, như màu đen xích sắt soạt soạt vũ động, một cỗ hung mãnh mênh mông sụp đổ lực lượng, cũng đi theo bộc phát ra. Sụp đổ lực lượng hình thành một cỗ khí tràng thủy triều, gào thét ra ngoài, đáng sợ lực phá hoại nổ tung, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia từng con tang thi, chúng nó to lớn vặn vẹo thân thể, lọt vào sụp đổ lực lượng phá giải, tại chỗ liền nổ tung phân giải thành từng khối tàn toái thân thể máu thịt, giống sụp đổ xếp gỗ, ào 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 rớt xuống. Đầy đất tàn toái thân thể cùng máu tươi, thi khí hôi thối cùng mùi máu tươi trùng thiên, tràng diện vô cùng dữ tợn. Giải quyết hết này chút tang thi về sau, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, liền chuẩn bị đem ngu giả bộ lạc còn sót lại dư nghiệt, toàn bộ diệt sát đi. Nhưng những người còn sót lại kia nhóm, lại dồn dập đi tới bên rìa tế đàn bên trên, vây quanh chết suối chi thủy giếng nước, hợp lại phát ra ngâm sướng cầu nguyện. Ca ngợi ngu giả, ca ngợi lạc thần, thỉnh ban thưởng ngài vĩ đại chúc phúc. Có mười mấy người lần lượt nhảy giếng mà chết, cái kia nhìn như bình tĩnh giếng nước. Nhưng thật giống như một cái huyết bồn đại khẩu, lại giống như là cái gì cổ lão quỷ bí hắc động, người liền quăng vào đi, lập tức bị thôn phệ đi, liền bọt nước đều không tung tóe một thoáng. Tại mười mấy người nhảy giếng hy sinh về sau, chết suối chi thủy giếng nước phát ra một cỗ hào quang sáng chói, xa xa cùng trên đỉnh núi lạc thần pho tượng hô ứng, phát ra mãnh liệt cộng minh. Ong ong, cái kia lạc thần pho tượng nở rộ dị quang, một cỗ minh mông chúc phúc hào quang. Như mưa thánh hạ xuống ngu giả trong bộ lạc. Vừa mới bị Diệp Thần phá giải, chỉ còn lại có một chỗ tan nát thân thể máu thịt, giờ khắc này ở lạc thần pho tượng chúc phúc hào quang dưới, thế mà chậm rãi nhuyễn động, rất nhanh lại lần nữa dung hợp đúc lại thành một bộ to lớn tang thi, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc thi khí hình thành khói đen, như xiềng xích vần quanh toàn thân, bá đạo mà khủng bố. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, càng chết là... Vu Mạch Vãn chỗ bố trí kỳ lân hỏa nhận trận, hiệu quả đã qua. Trên trời hết thảy hỏa diễm hào quang, toàn bộ tiêu tán, chỉ thừa một vùng tăm tối. Đầu kia tang thi, trong bóng đêm, càng là lộ ra đến vô cùng khủng bố. Giống, tang thi gào thét, dậm chân hướng Diệp Thần xung tới. Đáng chết, xem ra, chỉ có thể động dụng luân hồi lực lượng. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn cũng không muốn vận dụng luân hồi lực lượng. Bởi vì thân phận bại lộ, rất có thể dẫn tới Hoàng Đồ Hồn Cung truy sát. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Thiên hỏa mệnh tinh, cho ta trấn áp. Diệp Thần tiến lên trước một bước, toàn thân luân hồi khí bạo nổ, cuồn cuộn hỏa diễm gào thét mà ra, đó là vô cùng mãnh liệt thiên hỏa năng lượng. Một vòng so liệt nhật còn muốn to lớn thiên hỏa tinh thần, theo Diệp Thần trong tay bộc phát ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt chư thiên cuồng bạo khí thế. Hung hăng hướng về phía trước tang thi chấn sát mà đi. Oanh long long, thiên hỏa mệnh tinh gào thét, phát ra to lớn tiếng động, nóng rực ánh lửa chiếu rọi bầu trời đêm, phảng phất toàn bộ vĩnh dạ khu đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người có khả năng cảm nhận được thiên hỏa mệnh tinh cái kia nóng rực cuồng bạo uy thế. Đầu kia to lớn mà kinh khủng tang thi, nhưng vừa mới Diệp Thần, vô cùng e dè tồn tại thiên hỏa mệnh tinh nghiền ép dưới, lại như giấy mỏng đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt liền bị như mặt trời thiên hỏa mệnh tinh hòa tan mất, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nóng rực đến kinh khủng thiên hỏa mệnh tinh, rung động toàn trường, hết thảy ngu giả tín đồ đều ngây dại. Ban đầu bị đánh thành trọng thương, trên thân lây dính thi khí Vu Mạch Vãn, cũng là tỉnh lại, trên người thi khí tại thiên hỏa chiếu dọi đến, cấp tốc bốc hơi, thương thế của nàng đã không còn đáng ngại. Nàng cũng là ngơ ngác nhìn cái kia một vòng thiên hỏa mệnh tinh, nàng hỏa lân môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, này thiên hỏa mệnh tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên hỏa mệnh tinh,
nguyên lai ngươi là luân hồi chi chủ. Phu Mạch Vãn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Diệp Thần, nội tâm đã hãi dị đến tột đỉnh, sau đó lại nghĩ tới Diệp Thần đánh giết Tiêu Tể Thông sự tình. Là, ngoại trừ luân hồi chi chủ, còn ai có bản sự này, có thể dùng thần đạo cảnh chi thân, nghịch phạt thiên nguyên cảnh đỉnh phong, ta sớm nên đoán được. Thiên hỏa mệnh tinh hào quang, chiếu sáng toàn bộ vĩnh dạ khu, bàng bạc nóng rực khí tức, làm cho hoàng đồ tinh bên trên mỗi người, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Hoàng đồ hồn cung, xương dạ phái, tinh quỹ kiếm môn, hỏa lân môn chờ nhóm thế lực, vô số cường giả đều triệt để rung động. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, thế mà buông xuống đến hoàng đồ tinh, đây quả thực là sắp biến thiên, vô số thế lực vì thế mà chấn động. Diệp Thần cũng không để ý tới ngoại giới chấn động, nguy cơ trước mắt còn không có giải quyết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia lạc thần pho tượng, thật sâu thấy nguy hiểm. Nếu là pho tượng kia, lại ban thưởng cái gì lời chúc phúc, vậy thì phiền toái. Nhất định phải theo căn nguyên bên trên giải quyết. Oanh long long. Diệp Thần thôi động thiên hỏa mệnh tinh, liền hướng về kia pho tượng nổ đi. Hắn vốn còn muốn đem pho tượng lấy đi, nhưng bây giờ đã thật không dám, bởi vì lạc thần pho tượng sau lưng năng lượng ẩn chứa, quá kinh khủng, không phải hắn có thể trưởng khống, trực tiếp phá hủy càng tốt hơn. Thấy Diệp Thần nghĩ phá hủy pho tượng, rất nhiều ngu giả tín đồ kinh hô, không sợ chết bay vọt lên, muốn ngăn cản Diệp Thần. Nhưng, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản? Hết thảy người ngăn cản, tại thiên hỏa mệnh tinh nóng rực hỏa diễm thiêu đốt dưới, trong nháy mắt liền hóa thành kiếp cho. To lớn thiên hỏa mệnh tinh, cuối cùng mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, nổ tung tại lạc thần pho tượng trên thân. Nhưng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Diệp Thần cái kia khủng bố nóng rực thiên hỏa mệnh tinh, đánh vào pho tượng trên thân về sau, thế mà không có tạo thành mảy may phá hư. Pho tượng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí toát ra từng sợi ôn nhuận như ngọc hào quang, như bay kiếm bản sỏ xuyên qua xuyên suốt. Suy suy, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, toàn bộ bị sỏ xuyên phá giải đi, hóa thành lưu huỳnh lưu hỏa, như mưa đầy trời tung bay rơi xuống. Phốc phốc, Diệp Thần cũng nhận cắn trả cùng sỏ xuyên qua, há miệng phun máu, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Bụi giả công tử, Phu Mạch Vãn kinh hãi, vội vàng chạy tới muốn cứu người. Diệp Thần trọng thương, thấy toàn thân đau xót, ý thức trở nên mơ mơ màng màng, đầu trời đất quay cuồng. Mông lung bên trong, hắn cảm giác ý thức của mình, phảng phất lọt vào một cái như vực sâu không đáy trong vòng xoáy đi. Hắn tại trong vòng xoáy quay tròn, lang thang, không biết qua bao lâu, chung quanh xoay tròn dần dần lắng lại, Diệp Thần phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh hoang vu trong hư không. Vùng hư không này, không thấy nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn hoang vu một mảnh, chỉ có một đầu to lớn hắc xà, ở trong hỗn độn chậm rãi ngọ nguậy thân thể. Đầu này hắc xà trên thân, mọc ra một hàng màu bạc bén nhọn gai ngược, trên lưng sinh ra trắng noãn cánh lông vũ, bộ dáng 10 điểm kỳ dị. Nghĩ không ra a, lại có thể là luân hồi chi chủ, hắc hắc, ta xem như khai nhãn giới, thần thông của ngươi thủ đoạn, đích thật là ảo diệu vô tận, biến hóa đa đoan. Hắc xà hai mắt phong duệ, chớp động lên xâm nghiêm phong mang, khóe miệng nứt ra một cái nụ cười cổ quái, đánh giá Diệp Thần. Ngươi là, lạc thần trên thân con rắn kia. Diệp Thần thấy đầu này mọc ra trắng cánh hắc xà, toàn thân giật mình, đây rõ ràng liền là lạc thần pho tượng bên trên quấn quanh con rắn kia. Hắc hắc, là ta chính là lạc thần đại nhân tôi tớ, ngươi có thể gọi ta Vũ Xà Thần. Vũ Xà Thần vẫn là mang theo nụ cười quỷ dị nói. Nhìn ra được nó cũng không có ác ý, nhưng biểu lộ trời sinh hung ác dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Vũ Xà Thần. Diệp Thần nhíu mày. Vũ Xà Thần cười hắc hắc nói, đúng vậy, may mắn ta phản ứng nhanh, không phải lạc thần đại nhân pho tượng, liền bị ngươi phá hủy. Diệp Thần nhìn xem Vũ Xà Thần to lớn khủng bố thân thể, nhưng lại thấy đối phương xác thực không có ác ý, hắn cau mày, hỏi, vì sao kêu gọi ta tới này bên trong? Nơi này là trí nhớ của ngươi thế giới a, còn là huyễn tưởng thế giới. Vũ Xà Thần cười nói, nơi này là nơi nào, không trọng yếu, ngươi có thể mắt thấy ta chân thân, đạo tâm nhưng không có sụp đổ, đích thật là nghịch thiên tồn tại. Phải biết, người bình thường nếu là thấy ta liếc mắt, bọn hắn liền sẽ lâm vào sụp đổ cùng trong điên cuồng. Nó trong giọng nói, đối Diệp Thần tràn đầy tán thưởng. Làm lạc thần tôi tớ,
nó cũng là một tôn tràn ngập uy nghiêm thần linh, người bình thường không cách nào nhìn thẳng. Diệp Thần im lặng bên không nói, dùng hắn đạo tâm chi cứng cỏi, đương nhiên sẽ không nhận cái gì trùng kích. Vũ Xà Thần nói tiếp, đến mức triệu hoán ngươi tới nơi này nha, muốn hỏi ngươi ít đồ, ngại với thiên đạo quy tắc hạn chế, không lúc nào không có thật nhiều che giấu, ta đều đẩy cha không được. Ta muốn hỏi ngươi, Thương Thiên Bạch Vũ còn sống không? Ta từ trên người ngươi, thấy được Thương Thiên Bạch Vũ nhân quả. Ngô, hoặc là nói, ý thức hắn hoàn toàn thanh tỉnh sao? Có hay không nhận ô nhiễm nổi điên, hoặc là biến thành cái gì tuyệt thế ma đầu? Diệp Thần lắc đầu, chi tiết đáp, không có, hắn còn rất tốt sống sót, hắn sáng lập một cái gọi đạo tông môn phái, trở thành đại chủ tể, là không lúc nào không cấp cao nhất cường giả một trong, càng không có tẩu hỏa nhập ma nổi điên. Nghe vậy, Vũ Xà Thần tầm mắt chuyển động, trầm tư một hồi, nói, phải không? Hắn thế mà còn không có nổi điên, liền lạc thần đại nhân đều đã chịu ô nhiễm sa đọa, lâm vào điên cuồng cùng trong hỗn loạn, hắn lại hoàn toàn thanh tỉnh. Xem ra, này Thương Thiên Bạch Vũ, thật sự là có đại khí vận a, hắc hắc, thiên mệnh chi tử, có thể theo phương chu kế hoạch phá diệt trong tuyệt cảnh chạy trốn, mà lại một mực sống tới ngày nay. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, lạc thần đã điên rồi sao? Lạc thần cùng đại chủ tể, ân, liền là Thương Thiên Bạch Vũ, bọn hắn quan hệ thế nào? Lạc thần tên thật, liền gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, nghe cùng đại chủ tể liền là mật thiết tương quan. Vũ Xà Thần nói, hắc hắc, còn có thể là quan hệ như thế nào, lạc thần có thể là Thương Thiên Bạch Vũ thân muội muội a, bọn hắn một mực tại tranh đoạt Thương Thiên Thị Thiên mệnh quyền hành, nhưng hiện tại xem ra, lạc thần đại nhân bất hạnh nổi điên, Thương Thiên Bạch Vũ hoàn toàn thanh tỉnh lấy, hắn đã thắng. Hắn mới là Thương Thiên Thị chân chính thiên mệnh chi tử. Hắc hắc, bất quá không trọng yếu, tinh không bỉ ngạn đều sụp đổ, chỉ còn lại một chút đảo hoang tan nát trật tự kéo dài hơi tàn, thiên mạch cửu thị toàn bộ luân hãm, người nào chấp trưởng Thương Thiên Thị quyền hành, đều không có ý nghĩa, ngược lại cuối cùng đều chạy không khỏi tận thế, ha ha. Diệp Thần ngốc ngốc xuất thần, nói, nguyên lai lạc thần, liền là đại chủ tể thân muội muội sao. Cái kia tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hàng thứ nhất ngu giả thần thuật, chính là nàng sáng tạo. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy, lạc thần đại nhân sáng tạo ra ngu giả thần thuật, nàng là thế gian đệ nhất cái dám can đảm lường gạt vận mệnh người, là ban đầu ngu giả. Sau này này ngu giả thần thuật, do Thương Thiên Bạch Vũ đưa đến không lúc nào không, bất quá cái kia thần thuật đã sa đọa, hết thảy áo nghĩa đều lâm vào cực đoan cùng trong điên cuồng, cùng ban đầu áo nghĩa một trời một vực, đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần cảm nhận được tuyên cổ thần bí, trái tim không hiểu co vào, nói, ban đầu áo nghĩa, là thế nào? Hắn biết hiện tại ngu giả thần thuật áo nghĩa, liền là đúc nóng chư thiên sinh linh, nắm toàn bộ sinh linh đều giết chết, đúc nóng một thể, rèn đúc thành một cái ngu giả. Này loại áo nghĩa, không thể nghi ngờ là cực đoan cùng điên cuồng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nghe Vũ Xà Thần nói, ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, lại không phải như thế. Ban đầu áo nghĩa nha. Vũ Xà Thần cười cười, nói, vậy dĩ nhiên là lường gạt vận mệnh, cùng ngươi luân hồi sách tư tưởng có chút tương tự đi, có thể cải biến quá khứ vận mệnh, lường gạt hết thảy. Tư tưởng của người ta, có nhiều khi là tương thông, các ngươi có thể có sửa đổi đi qua tư tưởng, người khác cũng có. Này loại sửa đổi đi qua ý nghĩ, hẳn là lạc thần đại nhân thứ nhất nghĩ ra tới. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, sửa đổi đi qua, lường gạt vận mệnh. Vũ Xà Thần cười nói, đúng vậy, lạc thần đại nhân tại còn không có nổi điên trước, là cái rất thú vị yêu nhã người, nàng nhưng không cam tâm vận mệnh của mình, mặc cho thiên đạo bài bố. Vận mệnh luôn là yêu cùng người nói đùa, mang cho người ta đủ loại trời đất xui khiến tiếc nuối cùng thống khổ, tham sân si, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, đều là vận mệnh mang tới thống khổ. Lạc thần đại nhân nói, vì cái gì không thể trái lại, cùng vận mệnh nói đùa đâu. Thế là nàng liền có lường gạt vận mệnh tư tưởng, so như mệnh vận đã định trước nàng muốn chết, nàng nói không, đem chắc chắn phải chết vận mệnh lường gạt thành sinh tồn, cùng ngươi luân hồi sách sửa đổi đi qua ý nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, nói, lường gạt vận mệnh, thật sự là vĩ đại tư tưởng. Vũ Xà Thần nói, vĩ đại là vĩ đại, nhưng lường gạt vận mệnh, cùng cấp là nghịch thiên mà đi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại cùng vận mệnh chống lại bên trong, lạc thần đại nhân cuối cùng vẫn bại, người đánh không lại chơi ạ.
Nàng cảm thấy được Tinh Không Bỉ Ngạn Sa Đọa dấu hiệu, vẫn muốn cải biến ngày tận thế tới vận mệnh, nhưng nàng cuối cùng cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể nhìn Tinh Không Bỉ Ngạn một chút sụp đổ, hủy diệt. Nàng vô cùng thống khổ, nàng ban đầu là có cơ hội cứu vớt thế giới, chỉ cần nàng dám quyết định, hiến tế chính mình, là có thể bùng nổ đầy đủ lực lượng, thay đổi vận mệnh. Nhưng nàng không có, đợi nàng cuối cùng quyết định hy sinh chính mình thời điểm, hắc ám tận thế đã buông xuống, lại hy sinh cũng không có ý nghĩa. Diệp Thần nói, Tinh Không hắc ám sa đọa, vậy cũng trách không được nàng, đây là thiên địa tai biến, cùng người không quan hệ. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy a, nhưng Lạc Thần đại nhân cũng không phải nghĩ như vậy, nàng một mực sống ở thống khổ cùng tự trách bên trong. Cuối cùng, phổ biến hắc ám đưa nàng bao phủ, nàng bị ô nhiễm, đã triệt để nổi điên. Nàng ngu giả thần thuật, cũng theo lường gạt vận mệnh vĩ đại tư tưởng, vặn vẹo sa đọa thành bây giờ bộ dáng, hắc hắc, đúc nóng chúng sinh máu thịt, rèn đúc ngu giả. Đây không phải đùa giỡn hay sao, cùng ma đạo luyện thi tà môn thần thông, có cái gì khác nhau? Bất quá là rèn đúc một bộ càng lớn thi thể khôi lỗi thôi. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là như thế. Hắn nhớ tới ngu giả khôi lỗi cái kia khủng bố như thi vương bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Này ngu giả khôi lỗi, so với bình thường ma đạo khôi lỗi, còn kinh khủng hơn được nhiều. Vũ Xà Thần nói, luân hồi chi chủ, đây là ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, ngươi như không chê, liền thu cất đi. Nó tế ra một bức quyển trục, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, đem quyển trục tiếp nhận, nói, cho ta. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy, ngươi luân hồi sách tư tưởng, cùng ngu giả thần thuật ban đầu tư tưởng không sai biệt lắm. Nhưng muốn hoàn thiện vĩ đại rất nhiều, nếu có thể chế tạo ra đến, có lẽ có thể thay đổi Tinh Không sa đọa vận mệnh. Bất quá, muốn tạo luân hồi sách, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng thành công liền là nghịch thiên, hắc hắc, nhưng nghịch thiên nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng, bất kể như thế nào, luôn là muốn thử một chút, một phần vạn thật thành công đâu. Ha ha, đá ở núi khác, có thể công ngọc, này ngu giả thần thuật ban đầu tư tưởng, người tốt nhất cảm ngộ. Đối ngươi chế tạo luân hồi sách cũng có tác dụng lớn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói tốt, đa tạ. Vũ Xà Thần nói, thế gian này hết thảy ngu giả tín đồ, toàn bộ là dị đoan, xuyên tạc Lạc Thần đại nhân bản ý, ngươi như là đụng phải, liền đem bọn hắn toàn giết, không còn một mảnh, miễn đến bọn hắn nhân quả nghiệp chướng, gia tăng đến Lạc Thần trên người người lớn, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần nói, toàn giết, ngươi chắc chắn chứ? Ta vừa đụng phải ngu giả bộ lạc, bọn hắn có thể là thành tâm cung phụng Lạc Thần, thậm chí đạt được Lạc Thần chúc phúc cùng tán thành. Hắn đối ngu giả trong bộ lạc người, tự nhiên không có cảm tình gì, toàn giết cũng hợp tâm ý của hắn, bất quá hắn có lo nghĩ, sợ tàn sát đi ngu giả tín đồ, sẽ đắc tội Lạc Thần. Vũ Xà Thần cười hắc hắc nói, thành tâm thì có ích lợi gì, còn đường sai, càng thành tâm càng phản động, Lạc Thần đại nhân bây giờ đạo tâm trầm luân, ý thức điên cuồng không rõ. Điểm phân biệt không rõ thật giả, cho nên nàng mới lung tung hạ xuống chính mình chúc phúc. Nếu là không nắm ngu giả tín đồ toàn bộ giết sạch, chờ ngày nào bọn hắn thật đem Lạc Thần đại nhân triệu hoán xuống tới, vậy đối toàn bộ không không lúc nào không tới nói, đều là hủy diệt tai họa. Ngươi phải biết, coi như Lạc Thần đại nhân nổi điên, lực lượng của nàng vẫn là tồn tại, ngươi tin hay không, nếu như không phải thiên đạo quy tắc hạn chế. Nàng một đầu tóc, là có thể đem các ngươi toàn bộ không không lúc nào không chém mất. Diệp Thần tầm mắt lập tức kịch liệt co vào, Lạc Thần là Tinh Không phía trên cường giả, là đại chủ tể thân muội muội, thậm chí là có tư cách cùng đại chủ tể tranh đoạt thiên mệnh. Nếu là nàng hàng lâm xuống, đối không không lúc nào không tới nói, đích thật là hủy diệt đả kích, hậu quả khó mà lường được. Tốt, ta biết rồi, ngu giả tín đồ, ta sẽ xử lý. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Vũ Xà Thần nói, cái kia ngu giả trong bộ lạc pho tượng, ngươi cũng nhớ kỹ thu lại, bất quá pho tượng kia ngươi không nắm được, chờ sau khi ra ngoài, liền giao cho Thương Thiên Bạch Vũ đi. Diệp Thần nói, được. Vũ Xà Thần nói, nơi này một nhúm nhỏ ngu giả tín đồ, không đáng lo lắng, chân chính muốn mạng chính là ngu giả thần điện, do một cái gọi thần tuyết giao cơ người, xây dựng thế lực, cái kia cái thế lực mới thật sự là thâm căn cố đế tồn tại. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệt đi ngu giả thần điện, nắm bên trong người toàn bộ giết, không phải bọn hắn không sớm thì muộn có một ngày, sẽ đem Lạc Thần đại nhân triệu hoán xuống tới, hậu quả kia tuyệt đối là cấp tai nạn, không thể tưởng tượng. Nghe vậy,
Diệp Thần tâm bên trong lập tức run lên. Thần Tuyết Giao Cơ, liền là độc thủ dược thần thê tử, cũng là mẫu thân của Độc Cô Già La. Nàng thờ phụng Ngu Giả pháp tắc, sáng lập Ngu Giả hoang dã, ở trên vùng hoang dã kiến tạo thần điện, liền là Ngu Giả thần điện. Ngu Giả thần điện thế lực, gần với Hồng Quân trận doanh, Thiên Khư thần điện, Cổ Tinh Môn, Tử Thần giáo đoàn, tại không không lúc nào không bên trong, cũng là đủ để so sánh siêu nhất lưu thế lực tồn tại. Ngu Giả thần điện địa phương đáng sợ nhất, liền là nắm giữ lấy Ngu Giả khôi lỗi chế tạo chi pháp, những cái kia thi vương kinh khủng máu thịt khôi lỗi, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì thật là thiên đại khủng bố. Bất quá Thần Tuyết Giao Cơ vô tâm tranh bá, cho nên Ngu Giả thần điện, xưa nay không cùng thế lực khác phân tranh. Hiện tại Vũ Xà thần lại nói, Ngu Giả thần điện là to lớn khủng bố uy hiếp, nếu như không đem bọn hắn giải quyết hết, một ngày kia, Ngu Giả thần điện đem Lạc Thần triệu hoán xuống tới, cái kia chính là nghiêng trời lệch đất lớn đại tai biến. Ta sẽ chú ý. Diệp Thần trầm giọng đáp, Thần Tuyết Giao Cơ là độc thủ dược thần thê tử, mà lại con gái nàng Độc Cô Già La, cũng là Diệp Thần hảo bằng hữu. Muốn Diệp Thần ra tay, trực tiếp diệt đi Ngu Giả thần điện, điều này hiển nhiên không quá thỏa đáng. Việc này không thể gấp nóng nảy, chỉ cần chậm chậm giải quyết. Liên lụy tới Lạc Thần, Diệp Thần cũng không tiện độc đoán, vẫn phải cùng đại chủ tể thương lượng một chút. Vũ Xà Thần nói, ta cho ngươi ba mảnh lông vũ, ngươi như đụng phải nguy hiểm gì, chỉ cần bùng cháy một mảnh vũ, ý chí của ta sẽ buông xuống trợ ngươi. Nó tế ra ba mảnh trắng noãn lông vũ, đưa tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần nói, tốt, đa tạ, lúc này nhận lấy cái kia ba mảnh lông vũ. Chính mình lại nhiều ba tấm át chủ bài. Tại Diệp Thần nhận lấy lông vũ về sau, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, lại là một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng. Đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần mở mắt, phát hiện mình còn êm đẹp nằm tại Ngu Giả bộ lạc trên mặt đất, toàn thân như tê liệt đau đớn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, vừa mới trải qua hết thảy, phảng phất chẳng qua là ảo mộng. Luân hồi chi chủ, Vu Mạch Vãn ôm Diệp Thần, tràn đầy lúng túng. Giết hắn. Chỉ thấy Ngu Giả trong bộ lạc, hết thảy Ngu Giả tín đồ, giống như phát điên gầm hét lên, cuồng nhiên bạo xông tới, phải thừa dịp lấy Diệp Thần thụ thương, giết hắn. Nhưng, Diệp Thần coi như thụ thương, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Thiên hỏa liệu nguyên. Diệp Thần khoát tay, điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh khí, thôi động một vệt thiên hỏa năng lượng. Hô! Một luồng nho nhỏ ngọn lửa, theo Diệp Thần trên đầu ngón tay bay ra. Rơi xuống phía trước trên mặt đất. Oanh! Chẳng qua là một luồng nho nhỏ ngọn lửa mà thôi, nhưng khi ngọn lửa rơi xuống mặt đất về sau, lại đã dẫn phát thiên đại nổ tung, mãnh liệt nóng rực hỏa diễm bốc cháy dâng lên, cuồn cuộn đốt cháy, dùng liệu nguyên chi thế, đem phía trước không gian nuốt hết. Từng cái hướng Diệp Thần xung tới Ngu Giả tín đồ, lập tức lọt vào thiên hỏa bùng cháy thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ liền bị đốt thành kiếp tro. Diệp Thần thiên hỏa cấp tốc thôn vệ bao phủ phía trước, trong khoảnh khắc, liền đem hơn phân nửa Ngu Giả bộ lạc, toàn bộ nuốt hết thiêu hủy đi, hết thảy Ngu Giả tín đồ bị đốt thành tro, tràng diện cực kỳ khốc liệt. Vu Mạch Vãn thấy cảnh này, triệt để động dung, kinh hãi đến kiều khu phát run, không nghĩ tới Diệp Thần tại trọng thương phía dưới, còn có như thế lực tàn phá kinh khủng. Luân hồi thất tinh, thiên hỏa mệnh tinh lực sát thương, thật là đáng sợ. Khục, tại diệt sát đi toàn trường về sau, Diệp Thần tăng hắng một cái, có chút vô lực tựa ở Vu Mạch Vãn bộ ngực bên trên, lấy ra mấy khỏa chữa thương hồi khí đan dược uống vào, chậm rãi điều tức. Ngươi không sao chứ, luân hồi chi chủ. Vu Mạch Vãn rất là lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, hai tay chống đất ngồi dậy, nói, không có việc gì, các ngươi nghĩ muốn cái gì, liền tranh thủ thời gian cầm đi, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn vừa mới bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh năng lượng. Thân phận của luân hồi đã bại lộ, hoàng đồ hồn cung bên kia, khẳng định sẽ có kinh thiên cường giả buông xuống, nơi này không nên ở lại lâu. Diệp Thần kéo lấy có chút trầm trọng thân thể, cất bước hướng đi Lạc Thần pho tượng, hắn còn muốn thu lấy pho tượng này, mới có thể rời đi. Vu Mạch Vãn ngốc ngốc xuất thần, mãi đến bọn thủ hạ nói với nàng, tiểu thư, nhanh thu lấy chết suối chi thủy. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Thần thiên hỏa năng lượng, bao phủ toàn bộ Ngu Giả bộ lạc. Nơi này đã biến thành phế tích, nhưng ở giữa cái kia tế đàn, cái kia chết suối chi thủy giếng nước, lại không có chút nào bị dấu vết hư hại, rõ ràng năng lượng chi thâm hậu.
Vu Mạch Vãn cuống quýt mang theo thủ hạ đệ tử, lấy ra vật chứa, đi thu lấy chết suối chi thủy. Diệp Thần cũng từng bước không một đi đến Lạc Thần pho tượng trước, tay cầm vuốt ve pho tượng, hắn có thể thấy một cỗ ôn nhu ấm áp, rõ ràng là một bộ pho tượng, nhưng xúc cảm thế mà như da thịt của tình nhân mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Ảo giác sao? Diệp Thần có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn Lạc Thần pho tượng khuôn mặt, luôn cảm giác Lạc Thần tại hướng về hắn cười, mà lại nụ cười hết sức ôn nhu, rất ấm áp, có loại đánh động nhân tâm lực lượng. Như thế ôn nhu, trang nhã, rực rỡ, trong sáng như bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tuyết Lạc Thần, Diệp Thần thật không dám tưởng tượng, nàng trầm luân nổi điên là bực nào tư thái. Suy suy suy, ngay tại Diệp Thần mong muốn thu lấy pho tượng thời điểm, từng đạo cấp tốc tiếng xé gió vang lên. Trong chốc lát, bầu trời đêm đều bị xé nứt, không khí nổ tung, một cỗ cường đại pháp tắc uy áp năng lượng, tràn ngập giữa thiên địa. Lại có thể là thông thiên cảnh thần vương lực lượng. Chỉ thấy một vị thần vương cường giả, toàn thân kim quang nổ tung, từ phương xa bay vụt đến Ngu Giả bộ lạc trên bầu trời. Hoàng đồ tinh pháp tắc nghiêm mật, tại hoàng đồ kiếm uy hiếp dưới, nơi này lực hút to lớn, không gian pháp tắc cũng 10 điểm kiên cố, coi như là thần vương cường giả, muốn nứt không tới, tiêu hao cùng đại giới, cũng là 10 điểm to lớn. Chỉ thấy cái này thần vương cường giả, toàn thân làn da đều nứt ra, thấm ra tia máu, đồng tử đỏ bừng, từ trên không trung nhìn xuống liếc mắt, liền thấy Diệp Thần thân ảnh, kinh kêu lên. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là ngươi. Lại là Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, đưa hắn thu hút đến đây. Luân hồi chi chủ xuất hiện tại Hoàng Đồ Tinh, đây là hạng gì thiên đại sự tình, cho nên cái này thần vương cường giả, vì điều tra chân tướng, không để ý đại giới liệt không tới, sau lưng còn mang có không ít mạnh mẽ tùy tùng. Không tốt, là Thanh Khâu Hạc, Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại thần vương một trong. Vu Mạch Vãn thấy trên bầu trời thân ảnh, lập tức vạn phần hoảng sợ hô kêu lên. Tại Hoàng Đồ Hồn Cung bên trong, thiên đế chỉ có một cái kia chính là cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, hắn dưới có 4 cái thần vương, danh xưng tứ đại thần vương. Cái này Thanh Khâu Hạc, chính là tứ đại thần vương một trong, có thể nói là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, cấp cao nhất chiến lực một trong, là đỉnh cao kim tự tháp đại nhân vật. Vu Mạch Vãn không nghĩ tới, Diệp Thần khí tức, thế mà sẽ kinh động thần vương cấp bậc cường giả. Loại cấp bậc cường giả này, sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì có Hoàng Đồ Kiếm uy hiếp, Hoàng Đồ Kiếm là có linh tính, nếu có người bộc phát ra quá cường đại khí tức, nó sẽ phán đoán thành to lớn uy hiếp, trực tiếp hạ xuống thiên phạt diệt sát. Kể từ đó, là có thể bảo đảm toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, đều không có người có tư cách quật khởi, không người có thể rút ra Hoàng Đồ Kiếm. Hoàng Đồ Kiếm là có thể một mực an ổn tồn tại hạ đi, mãi đến hồn thiên đế trùng sinh ngày đó. Nhưng bây giờ, thần vương Thanh Khâu Hạc thế mà tự mình buông xuống, này cho thấy Hoàng Đồ Hồn Cung, vì đối phó Diệp Thần, hoàn toàn là không để ý đại giới, không để ý hậu quả. Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi cái này đi quá giới hạn người, rất độc lựu. Thế mà sẽ đến ta thứ ba hồn tộc địa bàn, ngươi là muốn tìm chết à? Thần vương Thiên Kiếm, diệt cho ta giết. Thanh Khâu Hạc tại xác định thân phận của Diệp Thần về sau, không có chút nào nói nhảm, lập tức ngưng tụ thần vương pháp tắc, hóa thành một đạo khủng bố xâm nghiêm kiếm mang, lăng không chém xuống, muốn nhất kiếm đem Diệp Thần giết chết. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, thần vương cấp bậc cường giả, kinh thiên nhất kiếm, cái kia đủ để giết hắn trăm ngàn lần. Bất quá, hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, tại Thanh Khâu Hạc động thủ trong nháy mắt, hắn liền móc ra một mảnh lông vũ. Đó là vũ xà thần cho hắn 3 mảnh lông vũ một trong. Cái kia 3 mảnh lông vũ, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, còn có Ngu Giả thần thuật ban đầu áo nghĩa quyển trục, điều này đại biểu lấy hắn trước đây trải qua hết thảy, cũng không phải cái gì ảo mộng. Vũ xà thần, buông xuống đi. Diệp Thần bùng cháy lông vũ, một hồi lốp bốp tiếng vang, tại lông vũ đốt hết về sau, một cỗ hắc quang phóng lên tận trời, liền trực tiếp ngăn trở Thanh Khâu Hạc thần vương nhất kiếm. Tiếp theo sát, kinh khủng khí tượng bùng nổ, chỉ thấy bầu trời bên trong hắc ám lôi minh cuồn cuộn, gió lốc mưa đại học truyền hình làm, xâm nghiêm hắc ám khí tức đang nổi lên chuyển động. Sau đó, Diệp Thần trước người Lạc Thần pho tượng, quấn quanh ở pho tượng bên trên vũ xà thần, thế mà gào thét một tiếng, sống lại, theo pho tượng bên trên bay ra, sông bay lên trời, cánh khổng lồ nảy nở, che trời che không, thân rắn bành trướng thành ngàn trượng dài, chiếm cứ tại trong tầng mây, đầu đuôi không gặp gỡ. Luân hồi chi chủ, nhanh như vậy liền kêu gọi ta sao?
ha ha, thú vị. Vũ xà thần cao cứ thương khung, quan sát Diệp Thần, lộ ra một vệt nụ cười, nghĩ không ra Diệp Thần nhanh như vậy liền triệu hoán nó. Này không thuận tay sao? Diệp Thần cười cười nói. Cái kia thần vương Thanh Khâu Hạc, thấy vũ xà thần theo pho tượng biến thành vật sống, mà lại tựa hồ còn cùng Diệp Thần quen biết, hắn triệt để bối rối. Này lại là vũ xà thần, này, không có khả năng, ngươi sao lại thế? Hắn không thể tin được, không thể tin được trong truyền thuyết cái chủng loại kia cường đại tồn tại, sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại vũ xà thần khí tức, so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Coi như hắn là thần vương, tại vũ xà thần trước mặt, cũng giống như con kiến hôi nhỏ bé. Vũ xà thần không có chút nào nói nhảm, duỗi ra long hình móng vuốt, răng rắc một thoáng, nắm Thanh Khâu Hạc, phù một tiếng, liền đem Thanh Khâu Hạc bóp nát. Thần vương cấp bậc cường giả, tại móng của nó dưới, cùng đầu nhuyễn trùng không sai biệt lắm, một thoáng liền bị bóp nát. Vũ xà thần đại nhân quả nhiên lợi hại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vũ xà thần nói, không có gì, nếu là cho ngươi giống ta như thế dài đằng đẵng thời gian tu luyện, tu vi của ngươi, đều không biết vượt qua ta gấp bao nhiêu lần. Còn có, không cần gọi ta đại nhân, ta có thể tiêu không chịu nổi, lạc thần đại nhân gọi ta con lươn nhỏ, ngươi cũng có thể như xưng hô này. Diệp Thần tằng hắng một cái, nói cũng không dám, vậy ta vẫn tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối đi. Vũ xà thần nói, có thể có khả năng, địch nhân của ngươi ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi còn có hai lần triệu hoán cơ hội của ta, cố mà chân quý, ta đi trước. Nhớ kỹ, nắm lạc thần đại nhân pho tượng, giao cho Thương Thiên Bạch Vũ trong tay. Dứt lời, vũ xà thần thân thể co rụt lại, trở lại lạc thần pho tượng bên trên, nó cũng một lần nữa hóa thành pho tượng. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, sau đó liền đem lạc thần pho tượng, thu nhập chính mình luân hồi thiên quốc bên trong. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cỗ này pho tượng bên trong, ẩn chứa năng lượng thần bí, cũng không phải hắn có thể trưởng khống. Vẫn là giao cho đại chủ tể ổn thỏa nhất. Diệp Thần tâm bên trong nghĩ như vậy, trở lại Vu Mạch Vãn bên người. Vu Mạch Vãn là triệt để bối rối, nàng coi là Thanh Khâu Hạc buông xuống, sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, nào nghĩ tới Diệp Thần triệu hoán vũ xà thần buông xuống, giống bóp chết một con côn trùng, liền đem Thanh Khâu Hạc bóp nát. Đây cũng là thực lực cấp bậc chênh lệch sao? Luân hồi chi chủ, ngươi còn có thể triệu hoán vũ xà thần. Vu Mạch Vãn rung động đến tột đỉnh, tại Hoàng Đồ Tinh trong truyền thuyết, vũ xà thần là lạc thần tôi tớ, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng vừa mới Diệp Thần cùng vũ xà thần, lại là chuyện trò vui vẻ. Vu Mạch Vãn chỉ cảm thấy rung động, Diệp Thần nội tình, thực sự quá sâu không lường được, liền vũ xà thần đều phảng phất là hắn tôi tớ. Không có gì, ta cũng là vừa cùng nó nhận biết không bao lâu. Diệp Thần cười nhạt nói, sau đó lại nghiêm mặt nói, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Hắn luân hồi thân phận đã bại lộ, còn giết chết Thanh Khâu Hạc, nơi này thiên cơ khuếch tán ra, rất có thể đưa tới càng đáng sợ cường giả. Diệp Thần cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, hiện tại liền cùng Vu Mạch Vãn đám người, thu dọn đồ đạc rời đi. Ngu giả bộ lạc hủy diệt. Vu Mạch Vãn đạt được chết suối chi thủy, tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần cùng vũ xà thần kết giao, biết được ngu giả thần thuật chân tướng, lại lấy được ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, hắn tự nhiên cũng là vừa lòng thỏa ý. Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, cưỡi cùng một đầu kỳ lân, tiếp tục đi đường hướng cổ dạ chi đều đi. Vu Mạch Vãn tùy tùng hộ vệ, đi theo ở phía sau, đều cảm giác như mộng như ảo, Diệp Thần biểu hiện quá chấn động lòng người. Luân hồi chi chủ. Đây là thần quy bảo đồ mảnh vỡ, cho ngươi. Vu Mạch Vãn từ trong ngực móc ra một khối tàn đồ mảnh vỡ, cung kính giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, nói, ngươi muốn đem thứ này cho ta. Không phải nói đã cùng Xương Dạ phái đàm hảo giao dịch, muốn đem này mảnh vỡ cho của bọn hắn sao? Vu Mạch Vãn cười nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng nên báo đáp ngươi, đến mức cùng Xương Dạ phái giao dịch nha, chỉ có thể nói với bọn họ một tiếng xin lỗi, ha ha. Diệp Thần nhướng mày, ngưng thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không thể dạng này, chờ ta gặp được Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, ta lại cùng hắn tâm sự, trong tay hắn cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ a. Trong mơ hồ, Diệp Thần suy tính đến, Xương Dạ phái trưởng môn trong tay, cũng có một mảnh vụn. Vu Mạch Vãn nói, đúng vậy a, ngươi một khối, ta một khối,
Chu Chính Hùng có một khối, còn có cuối cùng một khối tàn đồ mảnh vỡ, ngay tại Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo trong tay. Ma Vân Kiếm Tông là Hoàng Đồ Tinh ngũ đại môn phái một trong, chỗ Vĩnh Dạ Khu, tại Vĩnh Dạ Khu bên trong, thế lực của bọn hắn gần với Xương Dạ phái, cũng là 10 điểm cường hãn. Diệp Thần Tâm bên trong suy tư, nói cái kia đi trước Cổ Dạ chi đều, chờ nhìn thấy Chu Chính Hùng lại nói. Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, tổ chức cổ đêm đấu giá hội, thu thập thần quy bảo đồ mảnh vỡ, hắn rõ ràng là nghĩ chiếm lấy Tinh Không Đạo Thư, cùng Diệp Thần xung đột ngột. Nếu vì tranh đoạt tàn đồ mảnh vỡ, hai bên đánh lên, rất có thể sẽ tiện nghi Hoàng Đồ Hồn Cung. Diệp Thần dự định đi trước Cổ Dạ chi tất cả xem một chút, tốt nhất là có thể cùng Chu Chính Hùng đàm phán, nhìn một chút có hay không cơ hội hợp tác. Hắn thân phận của Luân Hồi chi chủ bại lộ, cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, ít nhất dùng thân phận trước mắt của hắn, hắn có tư cách cùng Chu Chính Hùng đàm phán. Còn có, Chu Chính Hùng trong tay, có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại yêu tộc còn sót lại thần khí pháp bảo, Diệp Thần cũng muốn mở mang kiến thức một chút, có lẽ có thể thấy rõ viễn cổ bí mật. Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, một đường tiến lên, lần này không tiếp tục đụng phải cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền xuyên qua Tử Vong Ám Lâm. Tại ra Tử Vong Ám Lâm về sau, liền thấy phía trước nơi xa, đứng sừng sững lấy một tòa phồn hoa nguy nga thành trì, đó chính là Cổ Dạ chi đều. Cổ Dạ chi đều là Vĩnh Dạ khu lớn nhất thành thị, Vĩnh Dạ khu một vùng tăm tối, nhưng Cổ Dạ chi đều lại là Bất Dạ thành, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa huyên náo, mặc dù Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn ở phía xa, cũng có thể thấy rõ Cổ Dạ chi đều hào quang sáng chói. Cổ Dạ chi đều do Xương Dạ phái chấp trưởng, Xương Dạ phái tổ tiên, tựa ở Viêm Ngục cấm khu vơ vét thần khí di vật phát tài, là sớm nhất một nhóm trở nên giàu có người, sau này người mạo hiểm, lại đi Viêm Ngục cấm khu tầm bảo. Liền không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì đồ tốt đều bị Xương Dạ phái lục soát cạo sạch sẽ. Xương Dạ phái vơ vét đến thần khí di vật bên trong, trong đó có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại yêu tổ, lưu lại pháp bảo. Đồng thời, Xương Dạ phái giống như Hoàng Đồ Hồn Cung, cũng nắm giữ Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, xiềng xích khắp huyết rùa tu luyện bí pháp. Dựa vào xiềng xích khắp huyết rùa, Xương Dạ phái tại Cổ Dạ chi đều bày ra nghiêm mật phong tỏa, lại thêm rất nhiều cổ lão thần khí bảo vệ. Làm cho Cổ Dạ chi đều cấm chế xâm nghiêm, coi như là Hoàng Đồ Hồn Cung, cũng không có khả năng công hãm nơi này. Không có Hoàng Đồ Hồn Cung quấy rầy, Cổ Dạ chi đều không ngừng sinh sôi phát triển, là Vĩnh Dạ khu lớn nhất thành thị, thậm chí có thể nói là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, lớn nhất thành thị. Xương Dạ phái nắm trong tay Cổ Dạ chi đều, tự nhiên cũng thành một phương cự vô phách. Bất quá nơi này dù sao cũng là Vĩnh Dạ khu, không nhìn thấy ánh nắng, hoàn cảnh u ám lạnh lẽo. Tại đây bên trong tu luyện, pháp tắc thiếu sót, tu vi đột phá tương đương gian nan. Toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, chỉ có sớm chiều tuyến là thích hợp cư ngụ mang, có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, hai bên Vĩnh Dạ khu cùng cực chú khu, pháp tắc thiếu sót nghiêm trọng, linh khí thiên sinh có thiếu hụt, bồi dưỡng không ra cao cấp cường giả. Cho nên, luận cường giả hạng nhất số lượng, Xương Dạ phái là còn kém rất rất xa Hoàng Đồ Hồn Cung, trưởng môn Chu Chính Hùng cũng không phải thiên đế. Đối mặt có được thiên đế chí tôn Hoàng Đồ Hồn Cung, hắn chỉ có thể phòng thủ, vô pháp tiến công. Dựa vào Cổ Dạ chi đều, Xương Dạ phái muốn phòng thủ tự vệ, vậy dĩ nhiên là dư xài, nhưng không có đăng cơ xưng đế hy vọng, mùi vị nghĩ đến cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ta ra tay trước một phong truyền thư, gọi Xương Dạ phái chuẩn bị tới đón tiếp chúng ta, ha ha, không biết bọn hắn thấy Luân Hồi chi chủ đích thân tới, lại là biểu tình gì. Vu Mạch Vãn cười cười. Phát ra một phong phi kiếm truyền thư, đi đầu thông chi Cổ Dạ chi đều, sau đó liền tiếp theo cùng Diệp Thần xuất phát. Diệp Thần cũng là bình tĩnh, tính toán chờ nhìn thấy Chu Chính Hùng về sau, như thế nào đàm phán bàn bạc. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, liền đến Cổ Dạ chi đều. Cổ Dạ chi đều thủ vệ hộ vệ, biết Diệp Thần đích thân tới, đã sớm cung cung kính kính mở cửa thành ra, giải trừ hết thảy cấm chế xiềng xích phong tỏa, khom người nghênh đón Diệp Thần đến. Trong miệng ca tụng cung nghênh Luân Hồi chi chủ đại giá quang lâm. Diệp Thần gật gật đầu, cùng Vu Mạch Vãn tiến vào Cổ Dạ chi đều. Cổ Dạ chi đều bên trong, sớm có một đám người đang đợi lấy, thấy Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn tới, những người kia bước nhanh đến phía trước, cùng kêu lên cung nghênh Luân Hồi chi chủ. Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn theo lưng kỳ lân sống lưng bên trên xuống tới, nghênh đón trong đám người, một cái lão giả nhanh chân đi ra, hướng Diệp Thần chắp tay một cái. Híp mắt cười nói.
Lão Phu Ma Vân Kiếm Tông Tông Chủ Trang Vô Đạo, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ. Lâu nghe Luân Hồi Chi Chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, hết sức vinh hạnh, Luân Hồi Chi Chủ quả thật là nhân trung long phượng. Lại hướng Vu Mạch Vãn nói, Vu chất nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vu Mạch Vãn cười nói, Trang thúc thúc, ta rất tốt, cũng chỉ có các ngươi sao. Xương Dạ phái người đâu? Này chút nghênh đón Diệp Thần người, ống tay áo bên trên ấn có đám mây kiếm văn, đại biểu bọn hắn là Ma Vân Kiếm Tông người. Lão giả kia chính là Ma Vân Kiếm Tông Tông Chủ Trang Vô Đạo, trên thân cũng có một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, Diệp Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Trang Vô Đạo nói ra, Chu trưởng môn đang ở chủ bị đấu giá hội công việc, không thể phân thân, liền gọi ta thay nghênh đón các ngươi. Cung kính hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, mời, Chu trưởng môn đang đợi ngươi. Hắn trên dưới dò xét Diệp Thần liếc mắt, ánh mắt hơi hơi chớp động, lại nói, tinh quý kiếm môn Tiêu gia nắm giữ bảo đồ mảnh vỡ, đã rơi xuống Luân Hồi Chi Chủ trong tay. Diệp Thần thản nhiên nói, đúng thế. Trang Vô Đạo âm thầm bấm ngón tay tính toán, đoán đại khái đến chút mi mục, ha ha cười nói, vậy xem ra là Tiêu gia muốn chết, tự chịu diệt vong, thôi, không nói cái này, ta mang ngươi đi gặp Chu trưởng môn. Lần này cổ đêm đấu giá hội, Trang Vô Đạo cái này Ma Vân Kiếm Tông Tông Chủ, tự mình tham gia. Đến mức Hỏa Lân Môn cùng Tinh Quý Kiếm Môn, bởi vì chỗ cực chú khu, khoảng cách cổ Dạ Chi đều lộ trình xa xôi, phải xuyên qua sớm chiều đường mới có thể đến, cho nên cái kia hai môn phái cao tầng, cũng không có tự mình xuất động, dù sao khí chàng quá lớn, một khi bọn hắn bước vào sớm chiều đường, chắc là phải bị Hoàng Đồ Hồn Cung phát hiện, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên, Hỏa Lân Môn cùng Tinh Quý Kiếm Môn, đều là điệu thấp làm việc, phân biệt điều động Vu Mạch Vãn cùng Tiêu Tể Thông hai cái này tuổi trẻ tiểu bối, dẫn người xuất phát. Chỉ bất quá, Tiêu Tể Thông tại một loạt ngoài ý muốn phía dưới, cùng Diệp Thần nổi lên tranh đấu, cuối cùng thu nhận diệt vong, trong tay hắn bảo đồ mảnh vỡ, liền rơi xuống Diệp Thần trong tay. Đi qua Trang Vô Đạo dẫn đầu, Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn chậm rãi đến gần Xương Dạ phái Sơn Môn. Bọn hắn đi tới một mảnh to lớn tráng lệ bên trong dãy núi chập trùng, mây mù lượn lờ, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Trước Sơn Môn là một tòa nguy nga thềm đá, do đá xanh lát thành mà thành, phía trên khảm nạm lấy tinh mỹ tiên hoa đồ án. Hai bên là cao vút trong mây cổ thụ, dưới bóng cây truyền đến trận trận thanh phong, khiến người thấy một tia mát mẻ. Sơn Môn phía trên treo một khối to lớn tấm biển. Bên trên ghi Xương Dạ phái ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chữ viết cứng cáp hùng hồn, biểu lộ ra ra phe phái uy nghiêm cùng trang nghiêm. Đi qua Sơn Môn, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn quảng trường hiện ra ở Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn trước mặt. Trong sân rộng có một tòa nguy nga cung điện, trên nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly, phản xạ dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan. Cung điện chung quanh trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, hương hoa xông vào mũi, khiến cho người say mê trong đó. Quảng trường bốn phía là từng dãy hùng vĩ tráng lệ kiến trúc, xen vào nhau tinh tế phân bố tại sườn núi ở giữa. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, có xưa cũ trang nhã đình viện, có hùng vĩ tráng lệ lầu các, còn có thon dài như ngọc đình đài. Mỗi cái kiến trúc đều tản ra nồng đậm tiên khí, phảng phất là theo trên trời buông xuống đến nhân gian thần bí chỗ. Xương Dạ phái các đệ tử ăn mặc thống nhất áo bào xanh, thẳng tắp mà tự tin hành tẩu tại quảng trường lên. Bọn hắn từng cái thần thái sáng láng, khí chất xuất chúng, rõ ràng đều là tu luyện có thành tựu cao thủ. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, mang theo một tia tò mò cùng chấn động. Tại cuối quảng trường, có một tòa nguy nga đài cao, trên đài cao treo một khối chữ vàng tấm biển, bên trên ghi Thiên Chính Điện. Đây là Xương Dạ phái Sơn Môn đại điện, nghênh đón khách khứa cùng tổ chức đại hội địa phương. Giờ khắc này ở Sơn Môn trước đại điện quảng trường bên trên, ngoại trừ Xương Dạ phái đệ tử bên ngoài, còn có thật nhiều theo các nơi tới khách khứa, bọn hắn đều chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Tại Sơn Môn Đại Điện Thiên trong chính điện, đã sớm bày đầy đủ loại thiên tài địa bảo, pháp bảo binh khí, chân quý đan dược, thần công bí tịch các loại, rực rỡ muôn màu, đều là chuẩn bị cạnh tranh đồ vật. Diệp Thần đến về sau, toàn trường tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn, nguyên bản ồn ào quảng trường, cũng là yên tĩnh trở lại. Ha ha! Chỉ nghe một hồi sảng lãng tiếng cười, theo thiên trong chính điện vang lên, liền thấy một cái vóc người ngang tàng nguy nga, cao lớn vạm vỡ, ăn mặc bảo trường bào màu lam nam tử trung niên, mang có mấy cái trưởng lão bộ dáng lão giả,
nhanh chân đi ra. Tại hạ Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, gặp qua Luân Hồi chi chủ. Trung niên nam tử kia chính là trưởng môn Chu Chính Hùng, 10 điểm cung kính hướng Diệp Thần chắp tay. Diệp Thần triệu hoán Vũ Xà Thần, diệt sát Hoàng Đồ Hồn Cung thần vương cường giả Thanh Khâu Hạc, cái này thiên cơ đã khuếch tán, toàn bộ Hoàng Đồ Tinh đều có thể cảm giác được. Những người ở chỗ này, tự nhiên cũng là biết được, rung động thật sâu bội phục Diệp Thần thủ đoạn, cho nên Chu Chính Hùng đối mặt Diệp Thần, cũng không dám chậm trễ chút nào. Gặp qua Chu trưởng môn, hạnh ngộ. Diệp Thần khách sáo chắp tay hoàn lễ. Chu Chính Hùng ha ha cười nói, đấu giá hội mọi việc bận rộn, tại hạ không thể tự mình ra khỏi thành nghênh đón, còn mời Luân Hồi chi chủ thứ lỗi. Diệp Thần nói, không sao. Chu Chính Hùng nói, đấu giá hội đêm nay cử hành, Luân Hồi chi chủ, còn xin ngươi nhất định phải nể mặt tham gia. Hắn không hề đề cập tới thần quy bảo đồ cùng tinh không đạo thư sự tình, chỉ là đơn thuần nói đấu giá hội. Diệp Thần cũng không vội mà hỏi, gật đầu nói, nhất định. Chu Chính Hùng nói, ha ha, cái kia rất tốt, ta trước thay Luân Hồi chi chủ tẩy trần. Ngay sau đó, Chu Chính Hùng bố trí yến hội, khoản đãi Diệp Thần. Xương Dạ phái cao tầng, còn có Ma Vân Kiếm Tông cao tầng, toàn bộ có mặt tiếp khách, còn có cổ dạ chi đều các quyền quý, đều đối Diệp Thần cung kính có thừa, tôn sùng đầy đủ. Bất quá trong bữa tiệc, tất cả mọi người không đề cập tới tinh không đạo thư tương quan sự tình. Cơm nước no nê về sau, đấu giá hội cũng gần như muốn bắt đầu, Diệp Thần tự nhiên cũng cho Chu Chính Hùng mặt mũi, cùng Vu Mạch Vãn cùng một chỗ tham gia. Chỉ bất quá, cuộc bán đấu giá này bên trên chân phẩm, Diệp Thần còn không để vào mắt. Hắn nguyên bản còn chờ mong, sẽ có thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ thần khí di vật đấu giá, nhưng những vật kia, hiển nhiên là Xương Dạ phái bí mật chân bảo, sẽ không dễ dàng gặp người. Cho nên, Diệp Thần cũng không nhìn thấy vật mình muốn. Bất quá, hắn cũng tùy tiện đấu giá một ít gì đó, chính là cái Chu Chính Hùng một lần mặt mũi. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, bình thường khách khứa tán đi, tại đại điện trong hội trường, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, Vu Mạch Vãn, Trang Vô Đạo đám người. Trên đài đấu giá, Chu Chính Hùng cười nhẹ một tiếng, nói, chư vị, hiện tại có khả năng nói chuyện giữa chúng ta chính sự, thần quy bảo đồ mảnh vỡ, đều mang đến a. Hắn tổ chức đấu giá hội, mời rất nhiều khách khứa tham gia, lớn làm phô trương, chẳng qua là che giấu tai mắt người, mục đích thực sự, là vì giao dịch thần quy bảo đồ mảnh vỡ. Trang Vô Đạo híp mắt cười nói, ta Ma Vân Kiếm Tông nắm giữ bảo đồ mảnh vỡ, ta đã mang đến, Chu trưởng môn, người cam kết yêu tổ di vật, lại ở đâu? Chu Chính Hùng phủi tay, kêu lên, người tới, nắm thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ thần khí di vật dẫn tới. Tiếng nói vừa ra, liền có một đội thị nữ, quay người vào bên trong, chỉ chốc lát sau, hoặc nhấc hoặc nâng mang theo 4 kiện thần khí ra tới, đều dùng đỏ gấm trang trí. Này 4 kiện thần khí, chính là một cây cây cột lớn, một thanh trường thương, một ngọn cổ đăng, một khối bảng hiệu, tản mát ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa viễn cổ trật tự lực lượng. Diệp Thần thấy cái kia 4 kiện thần khí, con mắt lập tức sáng lên, cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn quả nhiên theo cái kia 4 kiện thần khí bên trong, bắt được tứ đại yêu tổ khí tức, thậm chí còn có bọn hắn lưu lại ý chí gợn sóng. Chu Chính Hùng cười nói, thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ, bọn hắn chính là viễn cổ đại nhân vật, tại còn không có suy sụp trước, bọn hắn hùng phách thiên một phương vô địch, bọn hắn để lại thần khí bảo vật, uy năng có thể xưng nghịch thiên. Ta dùng yêu tổ di vật, hồi đoái chư vị trong tay bảo đồ mảnh vỡ, các ngươi tuyệt sẽ không lỗ. Mặt khác, chờ giao dịch sau khi kết thúc, ta sẽ lại cho các ngươi một bút nguyên ngọc thù lao. Ánh mắt của hắn theo Diệp Thần, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn ba người trên thân từng cái quét qua, mang theo một vệt khó mà che giấu khát vọng chi ý. Rõ ràng, hắn đối tinh không đạo thư tàng bảo đồ mảnh vỡ, vô cùng khao khát, tình nguyện xuất ra yêu vật di vật làm trao đổi, trả giá to lớn đại giới, cũng muốn đem tàng bảo đồ mảnh vỡ tập hợp đủ. Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo cười nói, ha ha, Chu trưởng môn chính là hào phóng a, thế mà thật cam lòng cầm yêu tổ di vật tới trao đổi, so với hư vô mờ mịt tinh không đạo thư, ta đối này yêu tổ di vật càng cảm thấy hứng thú một chút. Dứt lời, Trang Vô Đạo móc ra một khối bảo đồ mảnh vỡ, trực tiếp ném cho Chu Chính Hùng. Chu Chính Hùng cầm tới mảnh vỡ, lập tức kinh hỉ vạn phần, nói Trang tông chủ thật sự là sảng khoái. Này 4 kiện yêu tổ di vật, người mong muốn thứ nào? Trang Vô Đạo con mắt híp lại,
nhìn xem cái kia một trụ một mâu, nhất đăng một bảng hiệu, cười nói, này bốn kiện thần khí, có manh mối gì? Chu Chính Hùng sửa sang lại gương mặt, nghiêm nghị nói, này bốn kiện thần khí, đều là ta Xương Dạ phái tổ tiên, hao tổn tận tâm huyết tìm kiếm trở về. Đầu tiên là này cửu thiên bàn long trụ, chính là tứ đại yêu trong thần khí tồn tại cường đại nhất, một khi bùng nổ, có thể hóa thành kình thiên trụ lớn, quét ngang chư thiên vô địch, bá đạo hung mãnh cực điểm, nhưng bởi vì quá mức bá đạo, cho nên thi triển điều khiển cũng gian nan nhất, rất dễ dàng phản thương tự thân. Còn có này chín tịch diệt thần mâu, nghe nói là yêu lão tổ từng làm đã dùng qua binh khí, sát phạt bừng bừng, có thể trấn diệt chư thần. Còn có này ngọn đèn tuyết hiên thần đăng, trong truyền thuyết cư trú một cái đăng thần, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, liền có thể triệu hoán đăng thần ra tới, thực hiện hết thảy nguyện vọng. Cuối cùng tấm bảng hiệu này, thượng thư xây cực ngự vũ bốn chữ, gọi siêu thiên bảng hiệu, đối chứng đạo siêu phẩm thiên đế có tác dụng lớn. Chu Chính Hùng dốc lòng giới thiệu, này một trụ một mâu, nhất đăng một bảng hiệu bốn kiện thần khí, phân biệt là cửu thiên bàn long trụ, chín tịch diệt thần mâu, tuyết hiên thần đăng, siêu thiên bảng hiệu, đều có mỹ lệ ảo diệu chỗ. Nghe xong Chu Chính Hùng giới thiệu, Diệp Thần, Vu Mạch Vãn, Trang Vô Đạo ba người, đều dâng lên nồng đậm hứng thú. Trang Vô Đạo cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, không biết ngươi mong muốn thế nào kiện thần khí. Diệp Thần nói, cái gì? Trang Vô Đạo cười nói, ta xem cái kia cửu thiên bàn long trụ, uy mãnh bá đạo, không biết luân hồi chi chủ cảm thấy thế nào. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửu thiên bàn long trụ, nói, pháp bảo này, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác hung mãnh cực kỳ. Căn này cửu thiên bàn long trụ, tự mang mãnh liệt uy thế, vỡ vụn chung quanh hư không, tự động mở ra một không gian riêng biệt. Tại đây mảnh độc lập trong không gian, cửu thiên bàn long trụ cao vút trong mây, tựa như một đầu to lớn long quán thông bầu trời. Nó do chín tiết vòng vòng đan sen long thân tạo thành, mỗi một tiết đều điêu khắc tinh tế long lân hoa văn, lập lòe kim quang. Toàn bộ bàn long trụ bày biện ra thâm thúy màu vàng xanh nhạt, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Long thủ sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung mãnh khí tức. Nó long chảo nắm chắc cán, phảng phất tùy thời có thể dùng bắn ra lực lượng cường đại. Bàn long trụ đuôi rồng thì quay quanh tại trụ đáy, tạo thành một cái vững chắc nền móng, biểu lộ ra ra mạnh mẽ thống trị lực. Toàn thể tạo hình bên trong ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, để cho người ta không khỏi thấy kính sợ. Long văn đồ án bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi vô số phù văn, lưu chuyển lên năng lượng kỳ dị. Mỗi một chỗ chi tiết đều triển hiện độc đáo công nghệ, không biết là vị nào đại năng chế tạo. Ngắm nhìn cửu thiên bàn long trụ, Diệp Thần có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng đập vào mặt. Hắn biết, này cửu thiên bàn long trụ tuyệt vật không tầm thường, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng hiếm ai biết bí mật. Từ cửu thiên bàn long trụ bên trong, hắn thậm chí có khả năng bắt được thiên yêu lão tổ còn sót lại ý chí. Pháp bảo này, hiển nhiên là thiên yêu lão tổ di vật. Trang Vô Đạo nhìn về phía Chu Chính Hùng, cười nói, Chu trưởng môn, ta liền muốn cái này cửu thiên bàn long trụ, người đưa cho luân hồi chi chủ đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần cùng Chu Chính Hùng đều ngây ngẩn cả người. Chu Chính Hùng nói, Trang Tông Chủ, người nói cái gì, này cửu thiên bàn long trụ quý giá như thế, người muốn nhấc tay đưa người. Trang Vô Đạo cười nói, ta cùng luân hồi chi chủ lần đầu gặp gỡ, này cửu thiên bàn long trụ, coi như là lễ gặp mặt đi. Luân hồi chi chủ, đại gia kết giao bằng hữu. Hắn hướng Diệp Thần chắp tay một cái, thái độ 10 điểm thân cận khiêm tốn, nguyên lai là mong muốn kết giao. Hoàng đồ tinh khắp nơi hung hiểm, hoàng đồ hồn cung thế lực khổng lồ, chờ thế nào thiên khôi phục hồn thiên đế, vậy đối Trang Vô Đạo Ma Vân Kiếm Tông tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Coi như cho hắn cầm tới cửu thiên bàn long trụ, cũng không có khả năng đối kháng tương lai tai biến. Cho nên, hắn nghĩ kết giao Diệp Thần, tìm đầu đường lui. Có Diệp Thần luân hồi trận doanh bảo vệ, chí ít có thể dùng bảo đảm hắn môn phái chu toàn. Coi như hắn cả nhà hủy diệt, Diệp Thần cũng có thủ đoạn đưa hắn phục sinh. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Trang Vô Đạo muốn đem cửu thiên bàn long trụ đưa cho mình, hắn đối cái kia cửu thiên bàn long trụ, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, trong lúc trước mắt, cũng không lập dị, chắp tay đáp lại nói. Đa tạ tiền bối lễ vật, cái kia đại gia liền kết giao bằng hữu, về sau chiếu cố lẫn nhau là được. Trang Vô Đạo mừng rỡ vạn phần, liên tục gật đầu nói tốt, tốt. Chu Chính Hùng thấy thế,
vẻ mặt có chút âm tình biến hóa không chừng, nhưng vẫn là đem cái kia cửu thiên bàn long trụ, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy cửu thiên bàn long trụ, tại tiếp nhận trong nháy mắt, liền thấy này cây cột bên trong, có một cỗ vô cùng mịt mờ cấm chế, cỗ này cấm chế, như một đạo xiềng xích, hạn chế pháp bảo uy lực phát huy. Chu trưởng môn, pháp bảo này bên trong, tựa hồ có một đạo xiềng xích cấm chế A, là ngươi xiềng xích khắp huyết rủa giam cầm A. Diệp Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Này xiềng xích cấm chế vô cùng mịt mờ, nếu như không phải hắn sức quan sát bén nhạy lời, căn bản phát giác không được. Xiềng xích cấm chế. Một bên Trang Vô Đạo, nghe được lời này, vẻ mặt lập tức ngưng kết xuống tới, hướng Chu Chính Hùng nói. Chu trưởng môn, người đây là ý gì, là cố ý giam cầm pháp bảo, hạn chế uy lực, là sợ chúng ta đạt được pháp bảo về sau, sẽ uy hiếp đến người địa vị sao? Chu Chính Hùng vẻ mặt đột biến, vội vàng nói, không dám, chẳng qua là một điểm hiểu lầm, ta là vì phòng trộm thôi, cái này cởi ra, còn mời Trang Tông chủ cùng Luân Hồi Chi chủ xin đừng trách. Hắn hiện tại ra tay, giải khai cửu thiên bàn long trụ cùng mặt khác ba kiện trong thần khí xiềng xích cấm chế. Diệp Thần gật gật đầu, liền thu hồi cửu thiên bàn long trụ. Chu Chính Hùng xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn nói, Luân Hồi Chi chủ, Vu tiểu thư, trong tay các ngươi mảnh vỡ, còn mời giao cho ta, còn lại ba kiện thần khí, các ngươi có khả năng chính mình chọn. Vu Mạch Vãn không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nghe hắn quyết định. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, trong lòng cân nhắc lời nói, nói Chu trưởng môn, ta cùng Vu cô nương trong tay mảnh vỡ, sợ là không thể cho ngươi. Chu Chính Hùng sững sờ, nói cái gì? Diệp Thần nói, bởi vì cái kia tinh không đạo thư bảo tàng, ta cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ. Không bằng, chúng ta làm hợp tác, ngươi có hai mảnh vụn, ta cũng có hai mảnh vụn, chúng ta trước tiên đem tàn đồ liều hợp lại, nhìn một chút bảo tàng đến cùng ở nơi nào. Đến mức cuối cùng tinh không đạo thư, ai có thể cướp đến tay, liền xem mọi người vận khí cùng thực lực. Diệp Thần nói ra kế hoạch của mình, hắn cũng muốn tinh không đạo thư, nhưng không sẽ cùng Chu Chính Hùng trở mặt, tốt nhất hai bên có thể hợp tác bàn bạc, trước chắp phá tàng bảo đồ, xác định bảo tàng hạ lạc. Cuối cùng bảo tàng rơi xuống trong tay ai, chỉ bằng thực lực cùng vận khí. Diệp Thần tuy là độc thân buông xuống hoàng đồ tinh, nhưng đối vận khí của mình, vẫn là rất có lòng tin. Hắn là đại khí vận người, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn biết bảo tàng hạ lạc, hắn nhất định có khả năng cầm tới tinh không đạo thư, hắn có cái này tự tin. Chu Chính Hùng vẻ mặt đại biến, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nói a, nguyên lai Luân Hồi Chi chủ, độc thân buông xuống hoàng đồ tinh, là hướng về phía tinh không đạo thư tới. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy. Chu Chính Hùng xâm nghiêm nói, tinh không đạo thư hạng gì thần vật, dùng Luân Hồi Chi chủ bây giờ tu vi, chỉ sợ còn không có tư cách chấp trưởng a. Mà lại, sau lưng còn có hoàng đồ hồn cung nhìn chằm chằm, Luân Hồi Chi chủ lẻ loi một mình, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ hoàng đồ hồn cung đối kháng? Ta thừa nhận ngươi thủ đoạn mạnh mẽ, thậm chí có thể triệu hoán vũ xà thần buông xuống, nhưng này loại bên ngoài thủ đoạn, lại có thể thi triển mấy lần. Không bằng, ngươi vẫn là đem mảnh vỡ cho ta, còn lại ba kiện yêu tổ thần khí, ngươi có khả năng mang đi. Luân Hồi Chi chủ, so với hư vô mờ mịt tinh không đạo thư bảo tàng, ta nghĩ trước mắt thần khí pháp bảo, khả năng càng thực tế một chút. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không, Chu trưởng môn, ta chỉ muốn tinh không đạo thư, chúng ta trước hợp thành tàng bảo đồ, sau đó mỗi người dựa vào thực lực chiếm lấy. Chu Chính Hùng vẻ mặt âm tình bất định, hắn biết Diệp Thần khí vận bàng bạc, nếu là cùng Diệp Thần đoạt bảo, hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng. Cái kia tinh không đạo thư, hắn cũng là nhất định phải được. Đó là hắn đột phá hạn chế, chứng đạo thiên đế, tiến tới hùng bá hoàng đồ tinh niềm hy vọng, hắn tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho Diệp Thần. Chu Chính Hùng xâm nghiêm nói, Luân Hồi Chi chủ, ta lại khuyên ngươi một lần, lưu lại tàng bảo đồ mảnh vỡ, mang theo còn lại ba kiện yêu tổ thần khí rời đi, dạng này chúng ta vẫn là bằng hữu. Nghe được Chu Chính Hùng, Diệp Thần đã cảm nhận được một tia uy hiếp ý vị, không khỏi nhíu mày. Trang Vô Đạo lớn tiếng nói, thế nào? Chu trưởng môn là muốn uy hiếp Luân Hồi Chi chủ rồi. Chu Chính Hùng nói, không dám, ta vô ý cùng Luân Hồi Chi chủ tranh đấu, chỉ cần hắn có thể lưu lại tàng bảo đồ mảnh vỡ. Tại Chu Chính Hùng tiếng nói vừa ra về sau, bên ngoài có từng đội xương giả phái tinh nhuệ cường giả, bước nhanh đến, đồng loạt rút đao ra kiếm, vây quanh bốn phía đại điện,
một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thấy cảnh này, Trang Vô Đạo cùng Vu Mạch Vãn sắc mặt cũng thay đổi, Diệp Thần tầm mắt cũng là lóe lên một vệt phong mang. Chu Chính Hùng nói, luân hồi chi chủ, người lưu lại tàng bảo đồ mảnh vỡ, ta lập tức phái người cung tiễn người xuống núi, yêu tổ thần khí người đều có thể mang đi, ta ngoài định mức cho người thêm 200 vạn nguyên ngọc. Diệp Thần sầm mặt lại, nói Chu trưởng môn có thể thật là hào phóng a, nhưng cũng tiếc ta đồ vật gì cũng không cần, chỉ muốn tinh không đạo thư. Chu Chính Hùng thấy Diệp Thần thủy chung không chịu từ bỏ, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Xương Dạ phái một trưởng lão, cũng nhìn không được nữa, quát to. Tiểu tử, chúng ta nể mặt ngươi, tôn xưng ngươi một tiếng luân hồi chi chủ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thì tính là cái gì, luân hồi cửu thế đều chết, chẳng lẽ ở kiếp này ngươi liền có thể quật khởi. Nói cho cùng, bây giờ ngươi, bất quá là thần đạo cảnh sâu kiến thôi. Tại ta Xương Dạ phái trên địa bàn, có thể không tới phiên ngươi dương oai. Trưởng lão kia tiếng nói lạnh lẽo, phong mang tất lộ, Chu Chính Hùng cũng không có ngăn cản ý tứ. Xoẹt! Chỉ thấy trưởng lão kia rút ra trường kiếm, mang theo mấy cái tinh nhuệ cường giả, kiếm khí phá không, gào thét lên ám sát hướng Diệp Thần, lại muốn động sát thủ, hoàn toàn là vạch mặt. Tại Xương Dạ phái trên địa bàn, bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, Diệp Thần tình cảnh vô cùng bất lợi. Nhưng, Diệp Thần cũng không hoảng, gặp nguy không loạn, liền chuẩn bị đánh trả. Mẹ nhà hắn, Chu Chính Hùng, người thật đúng là muốn giết luân hồi chi chủ rồi. Liền không sợ Nhậm Phi Phàm cùng Thích Già Phật Tổ buông xuống, đưa người chém thành muôn mảnh. Một bên Trang Vô Đạo, không đợi Diệp Thần ra tay, gầm thét một tiếng, nổi lên huy kiếm xuất kích, kiếm khí như nước thủy triều, cùng Xương Dạ phái trưởng lão kia nổ tung tại cùng một chỗ, đem trưởng lão kia giết lùi. Chu Chính Hùng nói, Trang Tông Chủ, Luân Hồi Chi Chủ, ta vốn định khách khí cùng các ngươi thương lượng giao dịch, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta khó xử, cái kia cũng không có gì đáng nói. Thiên địa chứng kiến, nhật nguyệt chứng giám, ta Chu Chính Hùng cũng không phải là cố ý muốn giết người, chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ phản kích. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, đem cái kia yêu tổ thần khí chín tịch diệt thần mâu, gấp chộp trong tay, lập tức khí thế bão táp. Một cỗ đại tịch diệt uy nghiêm sát khí, dâng trào mà ra. Tiếp theo sát, Chu Chính Hùng nắm chặt trường mâu, mãnh liệt hướng Diệp Thần đâm đâm mà đi, thần vương uy thế đều bùng nổ. Trang Vô Đạo chấn nộ, quát Chu Chính Hùng, người dùng thần vương chi thân, uy áp luân hồi chi chủ, còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, uổng cho ngươi còn có mặt mũi. Ma Vân Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, mở ra kiếm hoàng nguyên thể, bảo hộ luân hồi chi chủ. Trang Vô Đạo nhanh chân bay ra, huy kiếm nghênh kích Chu Chính Hùng, bước chân đạp mạnh, trên người hắn nở rộ siêu phàm hào quang, mở ra xuất siêu phàm nguyên thể, nguyên bản tóc trắng xóa bộ dáng, lập tức trở nên trẻ lại rất nhiều, kiếm thế mãnh liệt, cùng Chu Chính Hùng chín tịch diệt thần mâu đụng thẳng vào nhau. Bên cạnh hắn rất nhiều Ma Vân Kiếm Tông đệ tử, cũng là dồn dập mở ra kiếm hoàng nguyên thể, bảo hộ tại Diệp Thần bên người. Này kiếm hoàng nguyên thể là Ma Vân Kiếm Tông độc môn siêu phàm thể chất, ban đầu Ma Vân Kiếm Tông tổ tiên, từng muốn rút ra hoàng đồ kiếm, mặc dù không có thành công, thậm chí bi thảm thất bại ngã xuống, nhưng ở cùng hoàng đồ kiếm chống lại bên trong, Ma Vân Kiếm Tông tổ tiên, cũng là thức tỉnh ra thể chất đặc biệt. Này loại thể chất đặc biệt, liền là kiếm hoàng nguyên thể, đối kiếm đạo có được siêu phàm lực lĩnh ngộ, thậm chí mở ra kiếm hoàng nguyên thể về sau, nhục thân của mình phảng phất cũng là một thanh thần kiếm. Có thể cùng hoàng đồ kiếm cộng minh, đạt được hoàng đồ kiếm chúc phúc lực lượng, 10 điểm cường hãn. Ma Vân Kiếm Tông liền là dựa vào kiếm hoàng nguyên thể, mới trở thành hoàng đồ tinh đại môn phái một trong. Tranh đấu đã bùng nổ, chỉ thấy từng đội Xương Dạ phái tinh nhuệ cường giả, hung hãn kêu gào, như thủy triều hướng Diệp Thần công sát tới. Diệp Thần bên người Vu Mạch Vãn, đã hoảng được sủng ái cho trắng bệch, nào nghĩ tới sự tình sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Ma Vân Kiếm Tông đệ tử, thề sống chết che chở lấy Diệp Thần, hướng mặt ngoài thối lui. Diệp Thần mang theo Vu Mạch Vãn, vừa đánh vừa lui, nơi này dù sao cũng là Xương Dạ phái địa bàn, tại đây bên trong tác chiến, 10 điểm bất lợi. Xương Dạ phái tinh nhuệ các cường giả, lại gắt gao vây giết Diệp Thần, mong muốn trực tiếp trong đại điện, đem Diệp Thần giải quyết hết. Dù sao này tòa thiên chính điện, là Xương Dạ phái sơn môn chủ điện, ở cái địa phương này. Xương Dạ phái đám người, có thể đạt được lớn nhất chúc phúc trợ lực. Diệp Thần áp lực to lớn,
mắt thấy địch chúng như nước thủy triều, hắn cũng không nói nhảm, trong đan điền hỏa diễm khí tức cuồn cuộn, tay cầm vừa nắm, quát. Thiên hỏa sóng lớn, phá cho ta. Oanh một tiếng, kinh thiên kinh khủng thiên hỏa năng lượng, theo Diệp Thần lòng bàn tay bộc phát ra, hình thành một cỗ thao thiên thiên hỏa thủy triều, gào thét bạo sát mà ra. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thiên hỏa thủy triều giết ra, mạnh mẽ liền theo vây công trong đám người, giết ra một con đường máu, rất nhiều xương giả phái tinh nhuệ cường giả kêu thảm, không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào thiên hỏa bên trong, hóa thành cho tàn. Diệp Thần quyết đoán cấp tốc, lập tức liền mang theo Vu Mạch Vãn cùng Ma Vân Kiếm Tông các đệ tử, đạp lên thiên hỏa đại đạo liền xông ra ngoài. Tại ra đại điện về sau, Diệp Thần đám người áp lực suy giảm, nhưng còn không có thở dốc tới, càng lớn áp lực vọt tới. Đứng tại quảng trường bên trên, chỉ thấy bốn phương tám hướng, có vô số xương giả phái cường giả, như thủy triều gào thét vọt tới, còn có cổ giả chi đều trọng giáp vệ binh, cũng là đạp lên nhanh chân, vác lấy tên nỏ cấp tốc tới gần, sát khí xâm nghiêm. Nơi này dù sao cũng là xương giả phái địa bàn, toàn bộ cổ giả chi đều, xương giả phái kinh doanh vô số năm, đáy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ. Chu Chính Hùng vạch mặt, cái kia Diệp Thần đám người phải đối mặt áp lực cùng nguy hiểm, là chưa từng có khủng bố. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một hồi tập trung đối oanh âm thanh, Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo, cũng theo trong điện đánh ra đến bên ngoài, hai người đều là nhất lưu cường giả, sức chiến đấu tương đương. Chỉ bất quá, Chu Chính Hùng tay cầm lấy yêu tổ thần khí chín tịch diệt thần mâu, mà lại có xương giả phái thiên thời địa lợi, đủ loại chúc phúc ra chỉ phía dưới. Hắn lại là đè lên Trang Vô Đạo một bậc, dần dần chiếm thượng phong. Hai người tại đại điện trên nóc nhà đánh nhau, suy một tiếng, Chu Chính Hùng chín tịch diệt thần mâu đâm ra, rốt cục kích phá Trang Vô Đạo phòng ngự, tại hắn trên đầu vai chọc ra một cái lỗ máu. Trang Vô Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, đạp nát mảnh ngói. Xương giả phái tầng tầng cường giả, còn có cổ giả chi đều đặc biệt bồi dưỡng trọng giáp vệ binh. Đã bao quanh đem sơn môn quảng trường vây quanh, không biết có nhiều ít tên nỏ, mũi tên đã nhắm ngay Diệp Thần đám người. Chu Chính cặp hùng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, lưu lại tàng bảo đồ, ngươi có thể sống rời đi. Từ hiện tại cục diện này đến xem, Chu Chính hùng chiếm hết thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng Diệp Thần tử đấu, dù sao luân hồi uy danh, hiển hách chư thiên. Hắn đoán chừng mình coi như có thể giết chết Diệp Thần, sợ rằng cũng phải trả giá cực đoan thảm liệt đại giới.